Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 801 Tết đến 1. Trên mặt Quan Vĩnh Hạ vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, dù hắn bị Hào Nhất Phong phê bình nhưng trong lòng lại vui vẻ. Trên quan trường thì phê bình chưa nhất thiết là không may, có đôi khi phê bình cũng ẩn hàm rất nhiều thông tin tốt. Hơn nữa Quan Vĩnh Hạ phê bình vì tỏ thái độ, điều này lại càng không phải là phê bình. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn Quan Vĩnh Hạ, cũng không nói lời nào. Lão trầm ngâm giây lát, lúc này mới nói. Anh biết người viết đơn tố cáo là ở địa phương nào không? Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ, tôi làm sao biết rõ điều này được? Tôi cũng không phải thần tiên, nhưng hắn lại không thể nói nên lời. Cái gì là phục vụ cho lãnh đạo? Đó là giúp đỡ lãnh đạo xử lý sự việc, tất nhiên cũng là giải thích những điều nghi vấn cho lãnh đạo. Quan Vĩnh Hạ nhìn nụ cười nhàn nhạt trên mặt Hào Nhất Phong, hắn cũng hiểu tâm tư của lãnh đạo. Rõ ràng lãnh đạo cũng không muốn mình trả lời vấn đề này, chẳng qua chỉ là tham khảo một chút mà thôi. Thế là hắn cười nói. Mong bí thư Hào chỉ giáo. Chính là nông dân thành phố La Nam về Sơn Viên làm công. Hào Nhất Phong cười nhạt một tiếng rồi khẽ nói. Nông dân thành phố La Nam đến Sơn Viên làm công. Sau khi ngẩn ngơ giây lát thì tâm tư của Quan Vĩnh Hạ nhanh chóng xoay chuyển. Hắn là người đi theo Hào Nhất Phong nhiều năm, tất nhiên biết rõ lãnh đạo sẽ căn bản không nói những lời vô nghĩa. Thành phố La Nam, đó là địa bàn của Vương Tử Quân. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến cái tên Vương Tử Quân, thế là hắn nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Nếu như không phải Vương Tử Quân ra mặt, một công nhân bình thường sao có thể được gặp dung nhan của chủ tịch tỉnh? Có thể làm cho một Thạch Kiên Quân phải ra mặt đi đòi tiền lương cho mình. Cán bộ lãnh đạo là công bộc của dân, nhưng người dân nào có thể sai khiến lãnh đạo giống như công bộc nhà mình? Đúng là quá mức đáng chê cười. Bí thư Hào, xem ra trong sự kiện này thì Vương Tử Quân có tác dụng quá quan trọng. Quan Vĩnh Hạ nói ra phán đoán của mình, sau đó nhìn chằm chằm vào Hào Nhất Phong. Hắn muốn xác định thái độ của Hào Nhất Phong ở sự kiện này, sau đó mới có thể nói ra những ý nghĩ tiếp theo của mình. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó khẽ cười nói. Tôi hiểu Chủ tịch Thạch, đây không phải là phong cách của anh ấy. Vương Tử Quân lại liên quan đến sự việc giữa Thạch Kiên Quân và bí thư Hào Nhất Phong. Tuy trong lòng Quan Vĩnh Hạ xuất hiện hai chữ lớn mật nhưng hắn lại nhanh chóng che giấu. Vương Tử Quân tuy có vẻ lớn mật ở sự kiện này nhưng thực chất lại chẳng có gì. Thái độ của Hào Nhất Phong với Vương Tử Quân là thế nào thì cả tỉnh Sơn Nam đều biết, dưới tình huống này Vương Tử Quân vì sao không phản kích. Nhưng Quan Vĩnh Hạ thật sự không thể nói lung tung, càng không thể nói lung tung trước mặt Hào Nhất Phong. Tất nhiên Hào Nhất Phong cũng hiểu Quan Vĩnh Hạ đang nghĩ điều gì, người này đến tìm mình cũng không phải chỉ vì phát tiết chút bất mãn. Nếu như chỉ là phát tiết chút bất mãn, như vậy Hào Nhất Phong cũng không phải là Hào Nhất Phong. Trong đầu Quan Vĩnh Hạ chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát chợt nghe thấy Hào Nhất Phong lên tiếng. Vĩnh Hạ, anh thấy đồng chí Lý Quý Niên như thế nào? Lý Quý Niên, người này căn bản là một miếng đậu hũ khó thể nào cầm lên, bây giờ căn bản đã biến thành một người hầu của Vương Tử Quân, chẳng lẽ nói bí thư Nhất Phong muốn ủng hộ Lý Quý Niên? Không đúng. Quan Vĩnh Hạ biết thì bí thư Hào Nhất Phong cũng hiểu rất rõ. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát, sau đó mới khẽ nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ tịch Lý đã công tác ở La Nam được 8 năm, cũng nên điều động. Vâng, tôi cảm thấy đồng chí Lý Quý Niên này rất tốt, tôi cảm thấy năm sau có thể sắp xếp anh ấy đến làm bí thư đảng ủy phòng dân chính, xem như là lưu động cán bộ. Hào Nhất Phong gõ xuống bàn trà. Sau đó lẩm bẩm nói. Chủ tịch thành phố La Nam, tốt nhất nên điều động người bản địa. Điều động người bản địa. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình hình nhân sự ở thành phố La Nam, thế là hai mắt chợt tỏa sáng. Đây là một câu ám hiệu rất có nội dung sâu xa, nghe qua thì giống như công bằng, không thể bắt bẻ, thế nhưng người thông minh chỉ cần nghe qua là hiểu nó ám chỉ cái gì, nhưng ai cũng không thể nói nó là ám hiệu được. Có đôi khi Hào Nhất Phong sắp xếp chuyện gì đó nhưng không muốn nói rõ ra. Chỉ là biểu đạt một chút ý nghĩ mà thôi, lại gọi Quan Vĩnh Hạ đến để đệ lộ ra chút vấn đề, tất nhiên Quan Vĩnh Hạ chỉ cần nghe vào tai thì hiểu ngay ra vấn đề. Lục Ngọc Hùng vốn là nước không cùng một bầu với Vương Tử Quân, nếu người này trở thành chủ tịch thành phố, như vậy sẽ càng có tiền vốn ngáng chân Vương Tử Quân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn lên tiếng chặn lại. Bí thư Hào, tôi cảm thấy bây giờ nên liên hệ với trưởng phòng Tiền Giang. À, nên để sang năm. Dù là thế nào thì cũng phải cho người ta ăn Tết vui vẻ cái đã chứ. Hào Nhất Phong khoát tay khẽ nói. Tết là ngày vui của gia đình và của cả đất nước,
là một ngày được chào đón, là ngày con cháu sum vầy, nhà nhà đoàn viên. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, trước Tết hắn thật sự rất bận. Cũng may sự việc ở thành phố La Nam cũng căn bản không quá rối, Lý Quý Niên, Hà Khởi Duệ, Kim Điền Lạc cũng là những người phụ tác đắc lực, vì thế cũng không có nhiều chuyện làm hắn phiền lòng. Sau khi xử lý những sự việc cuối cùng, sáng 30 Vương Tử Quân đi xe về tỉnh Chiết Giang. Lý Đức Trụ tuy yêu cầu đi theo Vương Tử Quân về Chiết Giang ăn Tết, nhưng lại bị Vương Tử Quân xin miễn. Khương Long Cương bị Vương Tử Quân để lại thành phố La Nam, Tiểu Na được Mạc Tiểu Bắc sắp xếp cho về nhà vào ngày 27 âm lịch, lúc này trên chiếc xe Việt giã mượn được từ phân khu chỉ có người một nhà Vương Tử Quân. Gấu Mập đang làm gì vậy? Vương Tử Quân vừa lái xe vừa thuận miệng hỏi Mạc Tiểu Bắc đang ôm con trai ở phía sau lưng. Hôm nay Vương Tử Quân thấy con trai được Mạc Tiểu Bắc cho ăn mặc giống hệt như một con gấu, thế là Vương Tử Quân dùng giọng đùa giỡn gọi là Gấu Mập. Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Anh nói nhỏ lại một chút được không? Con đang ngủ, anh cũng đừng làm nó thức dậy, nếu không thì anh ra sau này ôm con, em lái xe. Vương Tử Quân nghe được lời của Mạc Tiểu Bắc thì vội vàng khoát tay nói. Thôi bỏ đi, để anh lái xe, anh không thể nào giữ con giỏi bằng em. Vương Tử Quân cùng nói chuyện với Mạc Tiểu Bắc, xe chạy ra khỏi thành phố La Nam, chạy về phía đường cao tốc về thành phố Giang Thị, trong lòng Vương Tử Quân tràn đầy cảm giác vui sướng. Đến Tết thì phải về nhà. Đây là những chữ vô cùng đơn giản nhưng lại ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân ngẫu nhiên nhìn vào kính chiếu hậu thấy Mạc Tiểu Bắc mặc một bộ váy xanh và con trai, hắn cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, thật sự không cần thêm thứ gì khác vào lúc này. Chương 802 Tết đến 1. Kiếp trước Vương Tử Quân cũng thích ngày Tết đến, thế nhưng khi đó bên cạnh hắn là người phụ nữ khác, là một người phụ nữ cần lao, dù là chuyện gì nàng cũng làm tốt, hắn căn bản không cần quá quan tâm. Nhưng kiếp này dưới sự thúc đẩy của Vương Tử Quân, người phụ nữ cần lao năm xưa đã biến thành một ngôi sao chói sáng, nghe nói vào dịp Tết thế này thì lại càng làm việc bận rộn hơn. Kiếp trước kiếp này đã có nhiều chỗ căn bản là khác biệt. 2 giờ sau Vương Tử Quân đến thành phố Giang Thị, khi hai người bọn họ về đến nhà, Triệu Tuyết Hoa đã chờ sẵn vội vàng đi ra nghênh đón. Triệu Tuyết Hoa nhìn cháu trai bảo bối của mình đang ngủ, bà cẩn thận nhận lấy cháu từ trong lòng Mạc Tiểu Bắc, sau đó khẽ đung đưa qua lại. Vương Tử Quân nhìn mẹ mà chỉ biết lắc đầu, lúc này địa vị của mình đã không còn nặng như xưa, đã bị con trai của hắn chiếm lấy tất cả. Hắn biết điều khóa kỹ cửa xe, sau đó đi ra phía sau lấy những món đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Mẹ à, con không phải là con trai của mẹ sao? Cũng nên san sẻ cho con một chút chứ. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang cười tủm tỉm, thế là cố ý dùng giọng ai oán nói. Mạc Tiểu Bắc quay đầu nhìn Vương Tử Quân. Trên gương mặt trắng như ngọc chợt có chút đùa nghịch, không chờ Vương Tử Quân phản ứng thì nàng đã cười nói. Mẹ à, Tử Quân đang ghen với Tiểu Bảo Nhi. Khi Triệu Tuyết Hoa quay đầu lại nở nụ cười thì Vương Tử Quân chợt cảm thấy mặt da đỏ lên, hắn nhìn gương mặt nghịch ngợm của Mạc Tiểu Bắc, thế là khẽ vươn tay ôm lấy nàng. Vợ, giao con cho mẹ, hai ta đi dạo. Triệu Tuyết Hoa thấy con trai và con dâu vui vẻ như vậy thì càng thêm vui sướng, trước kia bà thật sự có chút uất khúc khi con trai cưới Mạc Tiểu Bắc. Vì con dâu của bà có tính tình khá lạnh nhạt. Không ngờ sau khi cháu nội ra đời thì giống như biến thành một người khác, quan hệ giữa hai người cũng ấm lên, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Mẹ, thư ký trưởng Vương bận rộn của nhà chúng ta đâu rồi? Mọi người đi vào phòng, lúc này Tiểu Bảo Nhi đã thức dậy, Triệu Tuyết Hoa vừa trêu đùa với cháu nội vừa nói mà không ngẩng đầu lên. Con cũng biết ông ấy bận rộn mà còn hỏi mẹ sao? Tất nhiên bây giờ đang bận tối mắt rồi. Vương Tử Quân nhìn mẹ đang chăm sóc cháu và Mạc Tiểu Bắc đã biểu hiện mình là một người mẹ hiền, hắn cảm thấy mình thật sự là hơi dư thừa. Hắn nói với mẹ một tiếng, sau đó đi về phía nhà ông nội. Tuy sức khỏe của ông nội gần đây rất tốt, thế nhưng khi thấy trên mặt ông nổi đầy vết ban, thế là Vương Tử Quân cũng không khỏi có chút lo lắng về sức khỏe của ông cụ nhà mình. Dù sao thì năm tháng cũng không buông tha cho con người, dựa theo trí nhớ của hắn thì năm sau ông cụ cũng sẽ rời xa nhân thế. Vương Tử Quân đẩy cửa nhà, tất cả vẫn quen thuộc, nhưng giàn nho mùa hè xanh tươi bây giờ đã khác, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu, căn bản giống như những con rồng quấn trên giàn. Ông! Vương Tử Quân đẩy cửa, hắn thấy ông nội đang ở trong phòng xem xét thứ gì đó, hai nhân viên cần vụ đang làm công tác quét dọn, nhìn qua rất có không khí Tết. Vương Tử Quân nhìn thứ trong tay ông nội, thì ra là một con sư tử nhỏ bằng bạch ngọc,
con sư tử chỉ như nắm tay nhưng nhìn qua thật sự tinh xảo đáng yêu. Rất đẹp, ông thích chơi những thứ này từ khi nào vậy? Vương Tử Quân tiếp nhận con sư tử, hắn cảm thấy nó rất nhẵn nhụi, cầm trong tay càng có thêm vài phần cảm xúc. Ông cụ nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Thứ này theo tôi còn sớm hơn cả tuổi của cậu, năm xưa khi bố cậu còn chưa ra đời thì nó đã ở bên cạnh tôi rồi. Ông cụ nói đến đây thì nhìn chằm chằm vào con sư tử rồi nói. Tết năm nay thật sự không có gì cho chắt, thôi thì lấy thứ này cho nó vậy. Ngài hãy để lại cho cháu, sau đó để cháu truyền cho nó mới tốt. Vương Tử Quân vuốt vuốt con sư tử rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Cậu đấy, đã là bí thư thị ủy mà còn không biết lớn nhỏ, tranh giành với cả con mình. Ông cụ dù mở miệng phê bình Vương Tử Quân, thế nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ tự ái. Vương Tử Quân cười cười, khi hắn chuẩn bị nói vài câu với ông nội, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Một nhân viên cần vụ nghe thấy tiếng gõ cửa thì chuẩn bị đi ra mở cửa. Ông nội, bí thư Triệu đến thăm ngài. Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này và biết người đi vào là ai. Là Vương Tử Hoa, tiểu tử này nói đến bí thư Triệu, có lẽ là lãnh đạo thành phố Giang Thị. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là hắn cất bước đi ra. Tuy hắn và Vương Tử Hoa có quan hệ bình thường, nhưng người ta là lãnh đạo thành phố đến thăm ông mình, nếu mình không ra cửa nghênh đón thì có chút thất lễ. Khi Vương Tử Quân ra khỏi cửa thì thấy Vương Tử Hoa và một người đàn ông hơn 50 tuổi đang đi đến. Vương Tử Hoa đi bên cạnh người đàn ông kia, bộ dạng nói cười cực kỳ kính cẩn. Khi thấy Vương Tử Quân thì Vương Tử Hoa có chút sững sờ, sau đó lập tức nói. Anh Tử Quân, đây là bí thư Triệu của thành phố chúng tôi, ông nội có ở nhà không? Vương Tử Quân cũng không có nhiều ấn tượng với bí thư Triệu này, dù sao hắn đã rời khỏi tỉnh Chiết Giang khá lâu, thế nhưng nghi lễ quan trường vẫn phải giữ, thế nên hắn nhiệt tình vươn tay nói. Chào bí thư Triệu. Bí thư Triệu nhìn thấy Vương Tử Quân còn trẻ tuổi hơn cả Vương Tử Hoa, thế là khẽ gật đầu dùng giọng khách khí nói. Chào cậu, tiểu tử, cậu là gì của Vương Tử Hoa? Tôi là anh của cậu ấy. Vương Tử Quân mỉm cười nghênh đón hai người vào phòng. Vị bí thư Triệu này cũng không quá quan tâm, tuy hắn nghe nói con trai của thư ký trưởng Vương phát triển rất mạnh ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng không xem tên thanh niên ở trước mặt là người ngồi cùng một bậc với mình. Lão lãnh đạo, tôi đến thăm ngài đây. Khi thấy ông cụ ở bên trong đã đứng lên, bí thư Triệu nhiệt tình đưa hai tay ra, vừa tiến lên dìu vừa bắt tay ông cụ. Trí nhớ của Vương lão gia tử là rất tốt, lão nhìn bí thư Triệu vài lượt, sau đó chợt nói. Anh là Triệu Bản Thảo, đúng là vài năm rồi chưa gặp. Vâng ạ, thấy lão lãnh đạo vẫn còn khỏe mạnh, những người bộ hạ cũng như chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Bí thư Triệu ngồi xuống. Sau đó hai nàng bắt đầu nói về những chuyện xảy ra năm xưa, xem như ôn chuyện cũ. Khi Vương lão gia tử là người quyền cao chức trọng thì bí thư Triệu chỉ là một cán bộ cấp ban, vì thế nên hai người cũng không có nhiều chuyện cũ để kể lại với nhau. Sau khi nói chuyện hơn 10 phút thì Triệu Bản Thao di chuyển chủ đề sang người Vương Tử Hoa. Lão lãnh đạo, có câu hổ phụ không sinh khuyển tử, những lời này dùng trên người ngài thật sự rất đúng. Chủ tịch Tiểu Vương thật sự là rất tốt. Công tác chú ý thực tế, cẩn trọng, lại có ý nghĩ độc đáo của mình, đã đưa ra nhiều ý nghĩ tốt cho quyết sách của thị ủy. Chương 801 1 Tết 2. Vương Tử Hoa cung kính ngồi bên kia, hắn nghe lãnh đạo khích lệ mình, đây vốn là chuyện vui, nhưng bây giờ hắn là người tự ti mặc cảm, thế cho nên thật sự không thể vui mừng cho được. Vì Vương Tử Quân đang mỉm cười tủm tỉm ở bên cạnh thật sự giống như một ngọn núi lớn đặt nặng trong lòng hắn. Chính mình là chủ tịch huyện. Thế nhưng người anh họ lớn hơn mình 2 tuổi đã là bí thư thị ủy, hơn nữa anh mình ở trên cấp bậc giám đốc sở đủ thời gian 4 năm thì nghe nói sẽ nhanh chóng tiến lên trên. Vương lão gia tử cười ha hả, yêu cầu Triệu Bản Thao cũng không vì Vương Tử Hoa là cháu trai của mình mà giảm bớt yêu cầu. Triệu Bản Thao càng mở miệng cam đoan, nhất định sẽ huấn luyện cho Vương Tử Hoa thật tốt, nguyên tắc sử dụng cán bộ của đảng chính là đặt những người thích hợp đến cương vị thích hợp. Vương Tử Quân ở bên cạnh châm trà rót nước và lặng lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, có vẻ rất nhàn nhã. Triệu Bản Thao đề cao Vương Tử Hoa một chặp, sau đó cười nói với Vương Tử Quân. Tiểu Vương, cậu công tác ở đâu vậy? Tôi công tác ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói. La Nam, là thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam sao? Sao cậu lại công tác ở chỗ đó? Triệu Bản Thao xem ra biết rõ tình hình các thành phố chung quanh.
hắn nhấp một ngụm trà rồi dùng giọng kinh ngạc nói. Vương Tử Hoa thấy Bí Thư Triệu giống như còn có ý muốn hỏi thêm, thế là vội vàng nói. Bí Thư Triệu, đây là anh họ của tôi, là Vương Tử Quân, anh ấy bây giờ là Bí Thư Thị ủy La Nam. Bí Thư Thị ủy La Nam. Triệu Bản Thao nghe được danh xưng như vậy mà trong lòng khẽ run lên, hắn tuy cũng là Bí Thư Thị ủy thế nhưng danh xưng lại nhiều hơn một chữ phó so với Vương Tử Quân. Bây giờ người đàn ông trẻ tuổi này chính là Bí Thư Thị ủy, là lãnh đạo đứng đầu chính cống. Trong quan trường có câu thế này, lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói 201, sự khác biệt giữa hai người là quá rõ ràng, căn bản không thể nào xóa đi được. Chào Bí Thư Vương, ngài về nhà ăn Tết sao? Cũng may Triệu Bản Thao cũng là kẻ lão luyện quan trường, hắn nhanh chóng đánh tan cảm giác xấu hổ, chỉ trầm ngâm giây lát đã hiểu nên dùng thái độ thế nào để đối đãi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. Đúng vậy, đến Tết cũng nên về nhà sum họp. Hai người nói thêm vài câu thì kết thúc cuộc nói chuyện, 10 phút sau Triệu Bản Thao cáo từ bỏ đi. Nhưng trong thời gian 10 phút kia thái độ của Triệu Bản Thao với Vương Tử Quân là khá nịnh nọt, dù sao người ta cũng là Bí Thư Thị ủy cấp bậc giám đốc sở, mà mình chỉ là phó giám đốc sở mà thôi. Vương Tử Hoa nhìn biểu hiện khiêm tốn của lãnh đạo mình trước mặt Vương Tử Quân, thế là hắn càng nhận thức một sự thật, địa vị của anh mình đang gần tiếp cận với bố mình. Sau một thời gian cấm đốt pháo thì thành phố Giang Thị tiếp tục hủy lệnh cấm. Không biết có phải là vì cấm quá lâu hay không, thế nhưng tối 30 tiếng pháo vang lên cực kỳ rộn rã. Tiệc tất nhiên được tổ chức vào tối 30 ở nhà Vương Lão Gia Tử, có Vương Quang Vinh, Vương Giải Phóng, Tôn Thuận Tân. Cả nhà quây quần trong nhà Vương Lão Gia Tử đón năm mới. Vương Tử Quân và Vương Tử Hoa là nhân viên phục vụ của bữa tiệc, Mạc Tiểu Bắc ôm con lại trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Đặc biệt là khi tiếng pháo vang lên rộn rã, tiểu tử này bị đánh thức khóc oa oa rất lớn. Càng làm địa vị của Mạc Tiểu Bắc tăng tiến rất nhiều. Vì Vương Lão Gia Tử uống không nhiều nên bữa tiệc không dùng quá nhiều rượu, chỉ uống hết một chao Mao Đài rồi thôi. Sau khi uống xong thì Tô Thuận Tân chợt nói. Anh thật sự sẽ đi Ma Đô sao? À, trên cơ bản đã được xác định, qua năm sẽ phải đi. Vương Quang Vinh lúc này cũng có chút men say, lão cười cười với Tô Thuận Tân rồi khẽ nói. Là vị trí gì? Tô Thuận Tân cầm lấy ly rượu rồi dùng giọng tò mò hỏi. Phó Chủ tịch Thường vụ. Nụ cười trên mặt chứng tỏ Vương Quang Vinh rất thỏa mãn với vị trí này của mình. Vương Tử Quân đã được nghe nói về tin tức này vào hai ngày trước, thật sự hắn rất vui vì sắp xếp này đối với bố mình. Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố tuy là cấp phó bộ, thế nhưng vị trí thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy căn bản là không thể sánh được. Ôi, bác làm Chủ tịch thành phố thì không phải là bị anh Tử Quân quản lý rồi sao? Tô Anh đang gặm đùi gà, nàng nghe thấy bố nói chuyện với bác trai, thế là không khỏi chen lời. Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên đầu Tô Anh, sau đó cười híp mắt nói. Tô Anh, em cần phải bổ sung thêm kiến thức, anh là Bí Thư Thị ủy, nhưng anh không thể nào quản được vị trí Phó Chủ tịch Thường vụ của bác em. Những người khác nghe thấy vậy cũng cười theo, Lý Thu Lệ vừa cười vừa nói. Tô Anh, hai ngày trước bác thấy cháu đi cùng một tiểu tử, có phải là đối tượng đấy không? Tô Anh đang ăn uống vui say, chợt nghe thấy Lý Thu Lệ nói như vậy thì vội vàng lên tiếng. Không phải, cháu còn nhỏ, cháu còn chưa có đối tượng. Nhưng Tô Anh dù lên tiếng bổ cứu cũng không có tác dụng, nàng còn chưa nói dứt lời thì gương mặt Vương Ái Hồng đã trầm xuống, nàng nhìn Tô Anh rồi lạnh lùng nói. Đến bây giờ còn chưa chia tay tên kia sao? Tôi nói cho cô biết, nếu như cô cứ tiếp tục lui tới với nó, đừng trách tôi không nhận cô đấy nhé. Tô Anh nhếch miệng lên. Vương Quang Vinh thấy cháu gái giống như muốn khóc, thế là vội vàng lên tiếng. Thôi được rồi, hôm nay cả nhà tụ tập ở đây đang rất vui vẻ, chuyện liên quan đến con cháu để về nhà rồi nói sau. Khi vị trí của Vương Quang Vinh càng tăng tiến, lão càng tiếp nhận vị trí của Vương Lão Gia Tử, trở thành một tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Tuy Vương Ái Hồng cực kỳ không thoải mái vì chuyện yêu đương của Tô Anh, thế nhưng chỉ có thể chờ lúc về nhà để xử lý mà thôi. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt e thẹn của Tô Anh, hắn chợt hỏi. Cậu kia tên gì? Là Thụ Minh. Vương Tử Quân gật đầu không nói gì thêm, nhưng lúc này Tô Anh lại cảm thấy giống như có được hy vọng lớn. Theo ý nghĩ của nàng, trong nhà này người có quyền lên tiếng nhất là ông ngoại, thế nhưng nàng căn bản không cầu cạnh gì ông được. Bác hai tuy có thể giúp nàng mở miệng thuyết phục bố mẹ, nhưng nàng cảm thấy bác sẽ không mở miệng, thế cho nên bây giờ nàng đồng ý giúp nàng chỉ còn lại Vương Tử Quân mà thôi. Tút tút tút,
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi áo của Vương Tử Quân. Tuy hắn đã rời khỏi thành phố La Nam, nhưng 24 tiếng đều phải mở điện thoại, để có thể xử lý tất cả tình huống xảy ra ở thành phố La Nam. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra, hắn phát hiện đó là một tin nhắn. Hắn mở ra xem, đó là một tin nhắn quái dị, chỉ có dòng chữ. Em đang ở một phương trời khác, ánh trăng nơi đây cũng không sáng bằng quê nhà. Không có mở đầu không có kết thúc, thế nhưng Vương Tử Quân lại biết đây là tin nhắn của ai. Hắn cười cười với mọi người đang nhìn về phía mình rồi nói. Là tin nhắn chúc Tết. Tử Quân là bí thư thị ủy, nhất định sẽ có nhiều người chúc Tết. Lý Thu Lệ nhìn Vương Tử Quân rồi cười hì hì nói. Vương Tử Quân cũng cười nói. Có nhiều tin nhắn chúc Tết chỉ là thêm bận rộn phiền toái mà thôi. Vương Tử Quân ăn cơm tối xong, hắn tìm cớ đi ra ngoài gọi cho một số máy quen thuộc. Chợt nghe đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nhàn nhạt. Alo. Chương 8012 Tết 2. Dĩnh Nhi, là anh đây, chúc mừng năm mới. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Lâm Dĩnh Nhi, trong lòng hắn có muôn ngàn lời nói, thế nhưng lúc này căn bản chỉ có thể nói ra bốn chữ chúc mừng năm mới mà thôi. Lâm Dĩnh Nhi ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, giọng điệu của nàng có chút run rẩy, âm thanh chậm rãi truyền đến tai Vương Tử Quân. Chúc mừng năm mới. Lâm Dĩnh Nhi ở nước ngoài xem như không có Tết, không có người quen, chỉ có nỗi nhớ quê mà thôi. Sau khi Lâm Dĩnh Nhi ra ngoài du học, hai người chủ yếu liên lạc qua Internet, hầu như mỗi ngày nàng đều gửi cho hắn một email nói về cuộc sống của mình. Trong khoảng thời gian này, Vương Tử Quân càng phát hiện một Lâm Dĩnh Nhi trưởng thành xuất hiện trước mắt mình. Em nhớ anh. Ba chữ mang theo nỗi nhớ vô tận truyền đến từ bên kia, Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy thì có hơi khựng lại, sau đó cũng khẽ nói. Anh cũng rất nhớ em. Có phải Tết năm nay rất vui không? Nếu anh không có việc gì quan trọng, anh đi thăm ba mẹ giúp em cảm thấy không có em ở nhà thì bố mẹ sẽ rất cô đơn. Khi Lâm Dĩnh Nhi sắp cúp điện thoại, nàng chợt khẽ nói. Ừ, anh sẽ đến. Sau khi nói lời tạm biệt với Lâm Dĩnh Nhi, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Trăng nơi đây cũng không sáng bằng quê nhà. Vương Tử Quân nghe tiếng pháo liên tục vang lên bên tai, trong lòng chợt khó chịu. Sau đó hắn gọi điện thoại cho Tần Hồng Cẩm, Y Phong, những người phụ nữ của hắn tươi cười nói chuyện, điều này càng làm hắn cảm thấy thêm khó chịu. Khó khăn nhất trong đời chính là vấn đề về phụ nữ. Đôi khi có quá nhiều ân tình với nhiều người phụ nữ cũng là một áp lực không nhỏ. Vương Tử Quân nghĩ như vậy, hắn đi vào nhà bắt chuyện với Mạc Tiểu Bắc, sau đó cất bước đến nhà Lâm Trạch Viễn. Vẫn là căn nhà cũ, cánh cửa cũ, ngoài hoàn cảnh chung quanh có hơi biến đổi theo mùa thì cô gái năm xưa cũng đã đi đến chân trời xa. Vương Tử Quân khẽ nhấn chuông cửa, sau khi nhấn ba lượt thì chợt nghe bên trong có người nói. Ai vậy? Đây là âm thanh của Lâm Trạch Viễn. Tuy đã nhiều ngày không gặp bí thư Lâm, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nhớ rõ giọng nói của vị bố vợ hữu danh vô thực này. Tôi đến tặng quà Tết. Vương Tử Quân khẽ lên tiếng. Bí thư Lâm, lãnh đạo nói tôi đến tặng quà cho ngài, thế nhưng vì sơ sẩy mà quên đưa đi, mong lãnh đạo thứ lỗi. Tiểu tử thối, cậu còn giả vờ như vậy làm gì, còn không mau vào nhà. Tuy Vương Tử Quân nói rất khẽ và cố gắng thay đổi giọng điệu, thế nhưng căn bản không gật được Lâm Trạch Viễn. Khi hắn còn chưa nói xong thì Lâm Trạch Viễn đã cười cười rồi mắng lớn. Vương Tử Quân đi vào trong nhà, hắn thấy Lâm Trạch Viễn đang mặc một chiếc áo len xám mỉm cười tủm tỉm nhìn mình. Tuy chỉ ăn mặc rất bình dị nhưng Lâm Trạch Viễn đứng nơi đó vẫn làm cho Vương Tử Quân cảm ứng được áp lực không nhỏ. Lâm Trạch Viễn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, khí chất uy nghiêm trên người là rất nặng, nghe nói rất nhiều lãnh đạo thị ủy đến trước mặt lão đều phải thành thật như học sinh tiểu học. Bí thư Lâm, tôi cũng không nói ngao. Tôi thật sự đến tặng quà lãnh đạo. Vương Tử Quân vừa đi theo Lâm Trạch Viễn vào nhà vừa cười nói. Lâm Trạch Viễn cười ha hả nói. Quà cáp cái gì, cậu nói xem, quà của cậu đâu? Chỉ cần cậu tặng quà, tôi sẽ nhận ngay. Điều này, quà của tôi chính là cái bụng, nhưng nó lại trống rỗng, kính mong bí thư Lâm nhồi vào vài thứ cho nó đầy lên. Vương Tử Quân cười hì hì rồi dùng giọng xấu xa nói. Khi hai người đang trò chuyện với nhau thì Lâm phu nhân cũng đi ra, sau khi thấy Vương Tử Quân thì cười nói. Tử Quân, sao cậu lại đến một mình, không đưa cả Tiểu Bắc đến chơi? Ngày mai bọn họ sẽ đến, hôm nay tiểu tử kia đã ngủ, ông nội rất thương chắt, không cho ai động vào, cũng không ai được phép lớn tiếng, nếu không ông cụ sẽ trừng mắt tức giận.
Vương Tử Quân cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi nói. Gì, mong gì làm hai món gì đó cũng được, cháu muốn uống vài ly với Bí Thư Lâm. Được được, hai người chờ chút. Lâm phu nhân thật lòng rất yêu mến Vương Tử Quân, nhưng khi Vương Tử Quân còn trẻ thì Lâm Dĩnh Nhi lại đang học đại học, thế cho nên bà cũng không xem Vương Tử Quân là con rể. Đợi đến khi bà có ý nghĩ này thì Vương Tử Quân đã là người có gia đình rồi. Vì chuyện này mà Lâm phu nhân không phải một lần oán trách Lâm Trạch Viễn, nói Bí Thư Lâm không quan tâm đến con gái, nếu cho hai người tiếp xúc sớm một chút, không phải Vương Tử Quân sẽ là rể nhà mình rồi sao? Bí Thư Lâm rất lạnh nhạt với vấn đề này, nói là tôi không quan tâm, chẳng lẽ bà cũng quan tâm sao? Lúc đó Bí Thư Lâm cảm thấy rất thoải mái, thế nhưng lão thật sự không ngờ Lâm phu nhân phản kích càng sắc bén hơn. Bà trực tiếp lấy danh tiếng nhìn xa trông rộng của Lâm Trạch Viễn để tiến hành thảo phạt. Ý là tôi không nhìn xa trông rộng là bình thường, thế nhưng anh là bí thư tỉnh ủy từng làm ra không ít chuyện tốt, chẳng lẽ không có ánh mắt lâu dài, không có tư tưởng chiến lược sao? Một lát sau Lâm phu nhân đã đưa đến 5-6 món ăn, vì là Tết nhất nên chuẩn bị thức ăn rất dễ dàng. Sau đó bà đưa ra một chai rượu rồi nói. Các người cứ ăn uống vui vẻ, tôi đi làm thêm vài món nữa. Gì, không cần đâu, hôm nay cũng không uống nhiều. Vương Tử Quân thấy mẹ vợ giống như còn muốn tiếp tục bận rộn, thế là thật sự ngồi không yên, hắn khẽ mở miệng khuyên can. Được rồi, cứ để bà ấy đi, bà ấy không chịu ngồi yên, nếu để cho bà ấy nhàn rỗi, không bằng để cho bà ấy tự bận rộn. Lâm Trạch Viễn khoát tay chặn lời Vương Tử Quân, sau đó đưa chai rượu sang cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mở chai Mao Đài đã được sản xuất khá nhiều năm, sau đó rót đầy ly cho Lâm Trạch Viễn. Sau khi rót đầy ly cho mình thì hắn nâng ly lên nói. Chú Lâm, chúc mừng chú, sau này chú với cháu cùng là bí thư thị ủy. Lâm Trạch Viễn chỉ có một khuê nữ bảo bối, vì không có con gái ở nhà, thế cho nên một năm qua càng thêm nhớ mong, càng có nhiều phiền muộn. Vương Tử Quân đến chơi làm cho tâm tình của lão giảm bớt đi một chút, sau khi nghe Vương Tử Quân nói ra lời trêu chọc như vậy, lão khẽ cười nói theo. Được, chúng ta uống cạn, bí thư Vương. Hai vị bí thư thị ủy cùng cạn ly. Hai ly rượu đụng vào nhau, Vương Tử Quân và Lâm Trạch Viễn cùng uống cạn. Sau khi Lâm Trạch Viễn hỏi về vài tình huống liên quan đến Vương Tử Quân thì cười nói. Tử Quân, tôi hỏi cậu, nếu như hai người chúng ta đổi chỗ cho nhau thì cậu sẽ làm thế nào? Chuyện đơn giản thôi, tôi sẽ đề nghị với lãnh đạo, đồng chí bí thư Lâm Trạch Viễn của thành phố La Nam chăm chú công tác, là mầm mống tốt, cứ để cho anh ấy đi theo tôi là thư ký trưởng. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng hào khí nói. Chương 802, một ôm chặt đùi, nắm vững hậu trường. Lâm Trạch Viễn nghe câu trả lời vô sỉ của Vương Tử Quân, thế là khẽ vung tay vỗ lên đầu Vương Tử Quân, trong miệng cười nói. Tiểu tử thối, chỉ biết mở miệng nói đùa, tôi đang nói những lời thật sự cầu thị với cậu đấy. Vương Tử Quân cũng không dám tiếp tục nói giỡn, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Chú Lâm. Ma Đô là trung tâm kinh tế của quốc gia, chú được điều động đến nắm công tác ở Ma Đô, tất nhiên phải là người có năng lực mạnh mẽ ở phương diện phát triển kinh tế. Nhưng cháu cảm thấy chú nên đề cao trình độ cuộc sống của nhân dân thành phố Ma Đô, đề cao phương diện khơi gợi mở ra hạnh phúc cho nhân dân Ma Đô. Lâm Trạch Viễn hỏi Vương Tử Quân cung là có ý khảo nghiệm, nhưng nghe được hai câu cuối của Vương Tử Quân, vẻ mặt lão chợt trở nên ngưng trọng. Đề cao cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, nói thì dễ nhưng làm rất khó. Cậu nói xem nên đẩy mạnh cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân từ phương diện nào. Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân, hắn trịnh trọng hỏi thăm. Đầu có Vương Tử Quân nhanh chóng xoay chuyển, trong lòng nghĩ đến quá trình phát triển của thành phố Ma Đô trong kiếp trước. Nếu là kiếp trước thì những thứ như thế này xem ra khá mất trật tự, nhưng Vương Tử Quân cũng không còn là một người vào thời điểm kiếp trước, chìm nổi quan trường nhiều năm cũng đủ làm cho hắn cho ra những lời giải thích của riêng mình. Thế cho nên những lời hắn nói ra vào lúc này không khỏi làm cho hai mắt Lâm Trạch Viễn phải tỏa sáng, sinh ra cảm giác bừng tỉnh. Ý kiến phát triển một thành phố quốc tế là không tồi, thế nhưng những điều ước định như vậy với bất động sản có phải là quá cao rồi không? Lâm Trạch Viễn cầm chai rượu lên rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó mới khẽ nói. Chú Lâm, khi quốc gia càng đẩy mạnh công tác thành thị hóa, sẽ có rất nhiều dân chúng chạy về phía thành phố lớn, giá cả bất động sản sẽ ngày càng tăng chóng mặt. Đặc biệt là trong những thành phố lớn, nếu muốn làm cho nhân dân có cuộc sống hạnh phúc, như vậy việc đảm bảo nhà ở là vấn đề cực kỳ cấp bách. Vương Tử Quân cùng ly với Lâm Trạch Viễn rồi cười tủm tỉm nói. Một giờ trôi qua,
hai mắt Lâm Trạch Viễn liên tục lóe sáng, lão trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên nói. Tử quân, cậu cũng không nên tiếp tục ở lại thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam, không bằng theo tôi đến Ma Đô, tôi sẽ nhường vị trí thư ký trưởng văn phòng thị ủy cho cậu, vài năm sau tôi sẽ tăng thêm trọng trách cho cậu. Vương Tử Quân đến đây chủ yếu là vì muốn giải sầu cho Lâm Trạch Viễn, lại không ngờ cùng trò chuyện với bí thư Lâm một lúc, lại xảy ra một kết cục thế này. Tất nhiên Vương Tử Quân cảm nhận được độ nặng lời nói của bí thư Lâm, nếu hắn theo bí thư Lâm đến Ma Đô, như vậy dưới chân hắn sẽ là một con đường rất rộng. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khẽ từ chối. Chú Lâm, cháu cảm ơn ý tốt của chú, cháu tạm thời còn chưa muốn rời khỏi thành phố La Nam. Vì sao vậy? Lâm Trạch Viễn khẽ cầm một cái đùi gà lên vừa ăn vừa hỏi Vương Tử Quân. Thành phố La Nam cần cháu. Vương Tử Quân nhìn Lâm Trạch Viễn rồi nói tiếp. Cháu cũng cần thành phố La Nam. Lâm Trạch Viễn nhìn Vương Tử Quân, trong mắt chợt lóe lên luồng sáng nhàn nhạt. Lão cũng không coi trọng câu nói trước đó của Vương Tử Quân, thế nhưng lại coi trọng ý nghĩa của câu nói tiếp theo. Cháu cũng cần thành phố La Nam. Lâm Trạch Viễn hiểu ý của Vương Tử Quân, La Nam là một sân khấu với Vương Tử Quân, là cái bệ để hắn có thể thi triển khả năng của mình, càng là một địa phương để hắn tạo ra thành tích lớn. Lâm Trạch Viễn nghĩ đến thành phố La Nam, lão không khỏi nghĩ đến một văn kiện đã được nhìn qua vào hai ngày trước. Văn kiện của Trung ương, chủ yếu là tình hình phát triển kinh tế các tỉnh, trong đó tốc độ phát triển nhanh nhất chính là thành phố La Nam tỉnh Sơn Nam. Tuy tổng sản lượng của thành phố La Nam kém xa các thành phố phát đạt khác trong nước, thế nhưng lại đứng đầu về tốc độ tăng trưởng. Thành tích này là do Vương Tử Quân tự tay tạo ra. Cậu đã muốn ở lại thành phố La Nam, thế thì cứ ở lại tiếp tục công tác, nếu có gì khó khăn thì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, cho dù tôi không giúp được, cũng có thể nhờ người ta giúp đỡ cậu một chút. Lâm Trạch Viễn nói đến nhờ người khác thì nhấn mạnh hơn một chút. Tuy nhiều người nghĩ rằng lực lượng này là khá nhỏ, thế nhưng Vương Tử Quân luôn là người hiểu ẩn ý trong lời nói, hắn nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Lâm Trạch Viễn, thế là biết rõ một cơ hội bày ra trước mặt mình. Vương Tử Quân thật sự đã không thể dự đoán được con đường phát triển trong tương lai của Lâm Trạch Viễn, dù sao kiếp trước bí thư Lâm căn bản không đến nhận chức ở thành phố Ma Đô, bây giờ lại là bí thư thị ủy Ma Đô. Vương Tử Quân biết rõ năng lượng sau lưng của Lâm Trạch Viễn, lão bây giờ mở miệng trịnh trọng như vậy, rõ ràng là đang mở ra một cánh cửa với mình. Chính trị chưa từng là trận chiến của anh hùng chiến đấu một mình, Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói này, hắn trầm giọng nói. Cảm ơn chú Lâm, cháu nhất định sẽ theo sát tiến độ của chú, sẽ cống hiến sức lực của mình vì sự phồn thịnh của đất nước. Đôi khi người ta lên tiếng cần phải cực kỳ ẩn giấu, nhưng đôi khi rơi vào tình huống cần phải nói ra thẳng thừng, căn bản không thể nào nói lời ẩn giấu được. Lúc này đầu óc Vương Tử Quân vận chuyển rất nhanh, hắn biết rõ cơ hội một khi mất đi thì căn bản sẽ không bao giờ mọc cánh quay lại. Tốt, chúng ta cùng cùng ly vì sự nghiệp phát triển đất nước. Lâm Trạch Viễn rất tán thưởng thái độ của Vương Tử Quân, lão nâng ly lên khẽ cùng với hắn, sau đó cười nói. Tôi có một người bạn vài ngày nữa sẽ đến tỉnh Sơn Nam nhận chức, cậu có chuyện gì có thể đến tìm gặp anh ấy. Vâng, cháu nhớ kỹ rồi, chú Lâm. Vương Tử Quân nâng ly lên cùng với Lâm Trạch Viễn, hai người nhanh chóng uống cạn. Cốc cốc cốc, khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, bên ngoài chợ vang lên tiếng gõ cửa. Lâm phu nhân vừa đặt một dĩa gà xé phay lên bàn, thế là vừa khuyên Vương Tử Quân ăn nhiều một chút vừa đi ra cửa. Chúc chị năm mới vui vẻ hạnh phúc. Giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền vào, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười, vì giọng nói này quá quen thuộc, chính là của bố hắn, Vương Quang Vinh. Quang Vinh, lúc này thời tiết khá lạnh, mau vào trong phòng. Anh đến rất đúng lúc. Con trai bảo bối nhà anh đang uống rượu với anh Lâm ở bên trong. Lâm phu nhân rất quen thuộc Vương Quang Vinh, tất nhiên bà sẽ không khách khí, bọn họ vừa đóng cửa lại vừa cười nói với Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh cũng không phải đến một mình, sau lưng còn có Vương Giải Phóng. Lão định để ngày mai đến chúc Tết Lâm Trạch Viễn, thế nhưng Vương Giải Phóng nói ngày mai có quá nhiều người, hơn nữa nhà bí thư Lâm chỉ có hai người, cũng không quá náo nhiệt, không bằng bây giờ đi sang góp vui. Vương Quang Vinh hiểu rõ tâm tư của em trai mình, thế là lão cùng đi với Vương Giải Phóng đến nhà của Lâm Trạch Viễn. Lúc này nghe thấy Lâm phu nhân nói con trai mình đang uống rượu với bí thư Lâm, lão chợt ngây cả người. Lão còn chưa kịp phản ứng thì thấy con trai mình đang ngồi uống rượu đối diện với Lâm Trạch Viễn. Chương 802, 2 ôm chặt đùi, nắm vững hậu trường. Thư ký trưởng Quang Vinh,
mau đến đây ngồi, hai vị bí thư thị ủy chúng tôi đang uống rượu với nhau, anh cũng đến làm một ly. Lâm Trạch Viễn cười vẫy tay với Vương Quang Vinh, sau đó cũng nói với Vương Giải Phóng sau lưng Vương Quang Vinh. Giải Phóng cũng đến đấy à, chúng ta cùng nhau uống vài ly. Vương Giải Phóng cười cười đồng ý, hắn nhìn Vương Tử Quân với bộ dạng không kiêu ngạo không xu nịnh đang ngồi uống rượu với Lâm Trạch Viễn, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác cực kỳ bội phục cháu trai của mình. Lâm Trạch Viễn là ai? Chính là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang sắp đến nhận chức bí thư thị ủy Ma Đô, là người có lực ảnh hưởng cực mạnh ở tỉnh Chiết Giang, bây giờ ra đi mà lực ảnh hưởng cũng không suy yếu, ngược lại càng được tăng cường hơn. Ma Đô là nơi nào? Chưa nói đến phương diện cấp bậc của Lâm Trạch Viễn sẽ được đề cao, hơn nữa còn là khởi đầu của tương lai vô hạn. Lúc này cháu trai Vương Tử Quân có cùng cấp với lão, sau này sẽ là đối tượng được Lâm Trạch Viễn và Mạc gia o bế, chỉ sợ thành tựu tương lai sẽ vượt mặt Vương lão gia tử. Vừa rồi Vương Tử Quân mở miệng bàn luận với Lâm Trạch Viễn rất hào hứng, bây giờ thấy bố đến thì hắn nhanh chóng thu lời, ngồi yên tĩnh đường hoàng bưng trà rót nước, bộ dạng cực kỳ cung kính. Lâm Trạch Viễn cũng không nói đến chuyện công tác, bốn người chỉ bàn về vài việc liên quan đến cuộc sống. Hơn một giờ sau hai chai rượu đã cạn, có thể nói là chủ khách đều vui vẻ. Tết đến có thể nói là rất mệt mỏi, Vương Tử Quân lại càng đặc biệt mệt mỏi, hắn ở nhà 2-3 ngày đã phải bay đến thủ đô. Có thể nói là lao tâm lao lực, càng làm hắn cảm thấy ngày nghỉ nhưng mệt mỏi hơn cả ngày thường. Trong những ngày lễ Tết, Tiểu Bảo Nhi nhận được sự hoan nghênh của mọi người giống như một vị thái tử, đặc biệt là Mạc lão gia tử ôm lấy cháu càng không chịu buông tay. Cuối cùng 7 ngày nghỉ cũng kết thúc, Tiểu Bảo Nhi và Mạc Tiểu Bắc ở lại thủ đô qua Tết Nguyên Tiêu, Vương Tử Quân phải quay về thành phố La Nam. Cơ quan làm việc rất đúng ngày, thế nhưng tháng giêng vẫn là tháng mừng năm mới. Rất nhiều đơn vị tuy vẫn đi làm nhưng 10 giờ sáng mà căn bản chưa thấy người nào. Vương Tử Quân dù có chút bức bối với tình huống như vậy, thế nhưng hắn cũng hiểu việc kết hợp công tác với nghỉ ngơi, năm ngoái ai cũng làm việc quá mệt mỏi căng thẳng, nếu bây giờ đầu năm mới mà mình nắm quá chặt, căn bản sẽ làm cho hiệu suất đi xuống. Trong thời gian vài ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Vương Tử Quân tổ chức vài hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam, cũng đưa ra yêu cầu mới ở phương diện phát triển thành phố. Sau khi vài hội nghị kinh tế được tổ chức, tất cả nhân viên công tác của đơn vị đều dần dần đi về phía chính quy. Bí thư Vương, tối nay anh có sắp xếp đặc biệt gì không? Khi Vương Tử Quân đang ngồi trong xe ngắm tuyết bay ở bên ngoài, Khương Long Cương ngồi trên vị trí tay lái phụ chợt dùng giọng không yên hỏi. Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn quay sang nói với Khương Long Cương. Long Cương, có chuyện gì sao? Điều này, Khương Long Cương có chút chần chờ. Đúng lúc này Lý Đức Trụ đã nói. Bí thư Vương, hôm nay nhà bố vợ của anh Khương có tổ chức một bữa tiệc, anh Long Cương bắt buộc phải tham gia. Anh không thấy hôm nay anh Long Cương ăn mặc như chú rể sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng không biết làm sao của Khương Long Cương, hắn chợt cười ha hả nói. Đây là chuyện tốt, tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Thế này đi, lát nữa quay về thị ủy, tôi sẽ cho Đức Trụ tiến cậu một đoạn đường. Không cần, Bí thư Vương. Tôi tự đi là được. Khương Long Cương vội vàng mở miệng chối từ. Không có gì, cậu còn muốn chạy xe đạp sao? Ngồi xe mà đi, dù sao thì cũng đến nhà bố vợ, đi sớm một chút mới tốt. Vương Tử Quân cười cười nhìn Khương Long Cương, sau đó dùng giọng trêu chọc nói. Lý Đức Trụ thấy Vương Tử Quân mở miệng đùa giỡn thì lên tiếng góp vui. Anh Long Cương, Bí thư Vương đã nói như vậy rồi, anh còn chối từ cái gì nữa chứ? Hi hi. Tôi còn chưa được nhìn thấy chị dâu, nghe nói đang dạy phổ thông, không bằng chúng ta đi đón cả chị dâu, tôi sẽ đưa cả hai anh chị về nhà, thế nào? Lý Đức Trụ là một người thích cách hào sảng, không quá nội tâm, thế cho nên thật sự rất dễ sống chung với người khác. Hắn đến thị ủy được vài tháng thì tạo dựng được những mối quan hệ rất tốt. Tất nhiên nhân duyên con người chỉ là một phương diện thứ yếu, nguyên nhân chủ yếu của nó chính là thân phận đặc thù của hắn là lái xe cho Bí thư Vương Tử Quân. Trong ban lái xe của thị ủy, đám người bình thường chỉ biết vịnh mặt lên tiếng cũng phải ngoan ngoãn với hắn. Tút tút tút. Khương Long Cương đang định từ chối, đúng lúc này điện thoại trong túi vang lên. Hắn vội vàng nghe máy, hắn vốn đang cười, đột nhiên nghe thấy giọng điệu truyền đến thì vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bí thư Vương, vừa rồi trưởng phòng Lý phòng văn thư thị ủy vừa gọi điện thoại đến nói, tổ điều tra của phòng văn thư tỉnh ủy đã đến thành phố La Nam chúng ta. Khương Long Cương dùng tay giữ lấy điện thoại, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Tổ điều tra của phòng văn thư tỉnh ủy xuống thành phố La Nam.
Tin tức này làm cho Vương Tử Quân phải lắp bắp kinh hãi, dù hắn rất có lòng tin với công tác ở thành phố La Nam, thế nhưng phòng văn thư phái người xuống lần này cũng không phải là chuyện gì tốt. Vương Tử Quân tuy không là người trực tiếp cầm nắm phòng văn thư, thế nhưng cũng hiểu rõ hình thức công tác của phòng văn thư. Dựa theo những gì hắn biết về phòng văn thư, nếu như là vụ án bình thường, phòng văn thư tỉnh ủy sẽ giao công việc cho phòng văn thư thị ủy La Nam, bọn họ chỉ cần đứng bên trên thúc đẩy công tác là xong. Nhưng bây giờ là thời điểm vừa mới qua Tết, thế nhưng phòng văn thư tỉnh ủy lại xuống La Nam điều tra công tác, điều này rõ ràng không phải là chuyện tốt với thành phố La Nam. Vương Tử Quân dù không thoải mái nhưng vẻ mặt lại căn bản không chút biến hóa, hắn khẽ gật đầu với Khương Long Cương, sau đó trầm giọng nói. Đưa điện thoại cho tôi. Vương Tử Quân nghe máy, bên kia vang lên giọng điệu dồn dập của trưởng phòng văn thư Lý Chính Lôi. Bí thư Vương, tôi là Lý Chính Lôi. Lãnh đạo phòng văn thư tỉnh ủy đã đến thành phố La Nam chúng ta, đồng chí ở huyện Hồ Tây đã gọi điện thoại đến thông báo. Ai là người dẫn đội? Chủ yếu là vì chuyện gì? Vương Tử Quân khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. Tôi còn chưa hỏi về vấn đề này. Lý Chính Lôi ngừng lại một chút, sau đó dùng giọng ngập ngừng nói. Vương Tử Quân lập tức có cái nhìn về Lý Chính Lôi, đối phương là trưởng phòng văn thư. Nhưng lại không biết lãnh đạo xuống nghiên cứu về vấn đề gì, anh công tác kiểu gì vậy? Rõ ràng là không phù hợp với chức vụ. Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại dùng giọng ôn hòa nói. Trưởng phòng Chính Lôi, trước tiên anh không nên gấp gáp, nếu tổ điều tra đã đến huyện Hồ Tây, như vậy nhất định là huyện Hồ Tây xảy ra vấn đề. Bí thư Vương, tôi sẽ phái người điều tra vụ này, khi có kết quả sẽ nhanh chóng thông báo cho ngài. Lý Chính Lôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội lập công. Hắn nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tranh thủ nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà trong lòng thầm suy tư về sự việc xảy ra ở huyện Hồ Tây, ban ngành huyện Hồ Tây gần đây vừa được điều chỉnh, không phải ban ngành xảy ra vấn đề gì đó chứ. Chương 803, vững vàng giả vờ bận rộn. Cũng không phải, nếu ban ngành xảy ra vấn đề thì người đến không phải là phòng văn thư, mà là ủy ban kỷ luật hoặc phòng tổ chức mới đúng. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó chuông điện thoại lại vang lên. Lần này cũng không phải là điện thoại trong tay Khương Long Cương, là điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn qua dãy số điện thoại, hắn trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Thư ký trưởng Kim, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi vừa nhận được điện thoại của một người bạn trong trường đảng tỉnh ủy, nói là phòng văn thư tỉnh ủy phái một vị trưởng phòng xuống thành phố chúng ta điều tra sự việc bồi thường làm đường cao tốc Sơn La. Kim Điền Lạc nói, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Đường cao tốc Sơn La. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó hắn khẽ nói. Có phải có chuyện gì xảy ra không? Tôi nghe người bạn học này nói, hình như vấn đề được quần chúng phản ánh lên tỉnh, thế là lãnh đạo tỉnh ủy cho ra chỉ thị, yêu cầu phòng văn thư điều tra vụ này. Đường cao tốc Sơn La do khối chính quyền thành phố La Nam phụ trách, Vương Tử Quân còn đặc biệt sắp xếp đồng chí Tân theo sát, thường nghe báo cáo của đồng chí Tân. Dựa theo báo cáo thì các khoản bồi thường đã được đưa đến cho các hộ gia đình, vì sao còn có người vì việc này mà lên tỉnh tố cáo chứ? Nhưng chỉ ngay sau đó tâm tư của Vương Tử Quân đã rơi lên phòng văn thư, đối với tỉnh Sơn Nam thì những chuyện liên quan đến bồi thường thế này chỉ là nhỏ nhặt với phòng văn thư, thế nhưng một chuyện nhỏ lại để cho phòng văn thư phái một vị phó phòng xuống điều tra, rõ ràng có người không muốn thành phố La Nam có danh tiếng quá lớn. À, anh liên hệ với các đồng chí phòng văn thư tỉnh ủy. Tìm hiểu xem vị phó phòng văn thư lần này xuống phụ trách công tác là ai, tranh thủ thời gian đón đầu theo chân bọn họ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở miệng phân phó. Cố gắng phối hợp công tác với phòng văn thư tỉnh ủy. Vâng, Bí thư Vương, anh xem Chí Tân bên kia nên làm thế nào. Kim Điền Lạc cũng không nói hết lời nhưng ý nghĩa lại quá rõ ràng. Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ của Kim Điền Lạc, lúc này nên thông báo cho đồng chí Tân, hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân đưa tay sờ lên mặt, hắn dùng giọng không quan tâm nói. Anh gọi điện thoại cho đồng chí Tân, hỏi xem có vấn đề trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng với nhân dân hay không. Vương Tử Quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm, đúng lũ này xe chạy đến khu văn phòng thị ủy. Lúc này Khương Long Cương thật sự đứng ngồi không yên, dù tâm tình của hắn đã chạy đến nhà bạn gái, thế nhưng loại chuyện này xảy ra thì hắn làm sao còn tâm tư xin nghỉ. Dù sao bây giờ cũng là lúc mà Bí thư Vương cần người nhất, hắn là thư ký thì tất nhiên càng không thể rời khỏi lãnh đạo vào lúc này được. Đức Trụ, đưa Long Cương đến nhà bạn gái,
để cho trưởng khoa Trương được tận hưởng tình huống đưa đón bằng xe riêng, an phận làm người nhưng phải ngẩng cao đầu làm việc. Vương Tử Quân mở cửa xe, hắn vừa bước xuống vừa nói với lái xe Lý Đức Trụ. Bí thư Vương, ăn cơm khi nào cũng được, lúc này công tác đang bề bộn, sao tôi có thể bỏ đi cho được. Khương Long Cương nghe thấy những lời của lãnh đạo, hắn thấy lúc này Vương Tử Quân còn lo nghĩ cho mình, thế là trong lòng bùng lên cảm giác cảm kích. Vương Tử Quân cười cười nói. Cái này thì tính là gì? Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, phòng văn thư đến điều tra cũng không sao, xanh sẽ là xanh, đỏ sẽ là đỏ, nếu có vấn đề thì chúng ta sửa đổi, nếu không thì sẽ là một sự kiện quảng cáo cho đường cao tốc Sơn La. Khương Long Cương nhìn vẻ mặt tiêu sái của Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Khi hắn còn chuẩn bị kiên trì thì Vương Tử Quân đã khoát tay nói. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là làm tốt công tác gia đình, còn những chuyện khác, cậu cũng không cần quan tâm. Đức Trụ, nhanh tay lên. Vương Tử Quân nói rồi đã bước xuống xe, khi hắn xuống xe thì điện thoại lại vang lên. Lúc này là Lý Quý Niên gọi điện thoại đến, trong điện thoại Lý Quý Niên khẽ nói. Bí thư Vương, tôi vừa nghe phòng văn thư báo cáo, nói là trên tỉnh phái người xuống điều tra sự việc đền bù ở thành phố chúng ta có phải không? Vương Tử Quân cười cười nói. Bộ chỉ huy đường cao tốc Sơn La đã có báo cáo với tôi về chuyện đền bù đường cao tốc Sơn La. Phương diện đền bù cho bên dưới như thế nào, chúng ta đã xuất tiền đầy đủ, bọn họ muốn đến điều tra thì cứ tự nhiên. Bí thư Vương, anh thấy có khả năng công tác ở phía đường cao tốc Sơn La làm không tốt, thế nên người ta mới nhảy xuống giữ bím tóc của mình không? Lý Quý Niên dùng giọng suy xét sâu xa nói. Vương Tử Quân cũng hiểu nổi lo lắng của Lý Quý Niên, hắn dù cảm thấy thất vọng vì đến vị trí này rồi mà chủ tịch thành phố như đối phương vẫn còn không có phong độ bảo trì sự bình thản. Thế nhưng hắn vẫn cười nói. Dám để tóc thì cũng không sợ người ta nắm lấy. Lý Quý Niên cũng không tiếp tục dây dưa ở phương diện này. Người phụ trách cao nhất ở đường cao tốc Sơn La chính là thư ký tiền nhiệm của Vương Tử Quân. Bây giờ rõ ràng đang có tiêu chí của Vương Tử Quân trên người. Cho dù đồng chí Tân có vấn đề gì, cũng không liên quan đến Lý Quý Niên hắn. Bí thư Vương, ngài xem chúng ta có nên đi một chuyến đến gặp mặt các đồng chí phòng văn thư tỉnh ủy hay không? Để bày tỏ lòng hoan nghênh của thành phố La Nam với bọn họ. Không cần, người ta nếu lén lút đi xuống, hai người chúng ta cũng không cần ra mặt, tôi sẽ cho thư ký trưởng Kim xử lý sắp xếp vụ này. Vương Tử Quân nói rồi đi vào phòng làm việc của mình. Lý Quý Niên nói thêm hai câu với Vương Tử Quân, sau đó cúp điện thoại. Vương Tử Quân lại quay lại bàn làm việc của mình, hắn rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn số gọi đến, hắn nghe máy. Bí thư Vương, là tôi, Chí Tân. Giọng nói của đồng chí Tân truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân thật sự rất tín nhiệm ái tướng Tâm Phúc của mình, hắn cười cười nói. Chí Tân, anh có đang bận rộn gì không? Tôi đang chạy đến Đỗ Gia Trang, là Đỗ Gia Trang ở huyện Hồ Tây. Vừa rồi thư ký trưởng Kim gọi điện thoại đến. Nói là có người phản ánh với tỉnh ủy về phương diện đền bù giải phóng mặt bằng đường cao tốc Sơn La, thế cho nên tôi nhanh chóng chạy qua. Đồng chí Tân nói, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Đồng chí Tân với lời nói bình tĩnh làm cho trái tim của Vương Tử Quân treo lên cao cũng hạ xuống không ít, hắn cười cười nói. Các anh đã làm tốt chuyện đền bù giải tỏa chưa? Bí thư Vương cứ yên tâm, chúng tôi đã đưa vào tiêu chuẩn đền bù giải tỏa của quốc gia để phân phát tiền đến từng gia đình. Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề nào xuất hiện ở bất kỳ hộ dân nào. Đồng chí Tân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói với Vương Tử Quân. Chương 804-1 làm việc cho anh đề xuất ý kiến. À, nên rèn sắt khi còn nóng, như vậy là rất tốt, anh làm rất tốt, tôi cũng thật sự an tâm. Vương Tử Quân mở miệng khuyến khích đồng chí Tân hai câu, sau đó hắn khẽ cúp điện thoại. Vương Tử Quân móc thuốc ra, hắn chậm rãi làm một điếu. Đầu óc của hắn liên tục xoay tròn. Năm vừa qua thành phố La Nam thật sự có thể nói là chiếm hết danh tiếng, bây giờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy nhưng tỉnh ủy lại phái người xuống điều tra, ý nghĩa của sự việc thật sự là quá sâu xa. Dựa theo phân công thì phòng văn thư phải nằm dưới tay của thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ, Vương Tử Quân và Quan Vĩnh Hạ có chút tình nghĩa, nhưng sau khi tổ điều tra đến thì thư ký trưởng quan căn bản không nói với mình lời nào. Căn cứ vào sự kiện này, có thể thấy được giữa hai người đang xuất hiện vết rách. Nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng không có gì phàn nàn, hắn và Quan Vĩnh Hạ vốn có mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
Hơn nữa đối với hắn thì căn bản cũng không thể cho thư ký trưởng quan lợi ích gì cả, thế cho nên cũng không thể yêu cầu thư ký trưởng quan quan tâm hỗ trợ hắn ở những phương diện khác. Vương Tử Quân căn bản rất có lòng tin với công tác của đồng chí Tân, dù sao thì đồng chí Tân cũng đã công tác ở bên cạnh hắn hơn nửa năm, hắn rất hiểu về đồng chí Tân. Hắn chỉ sợ đồng chí Tân đến bộ chỉ huy đường cao tốc Sơn La công tác chưa được bao lâu, còn chưa nắm giữ cục diện, nếu như bị người phía dưới làm trò che mắt, như vậy mới có khả năng, mà kết quả như vậy lại có chút xấu hổ. Tút tút tút, chuông điện thoại tiếp tục vang lên, Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại. Bên trong vang lên giọng nói của thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Bí thư Vương, trưởng phòng Mễ đang đưa theo người tố cáo về phía thị ủy. Thư ký trưởng quan, đã tìm ra được người tố cáo, chúng tôi đã tiến hành xác minh, gia đình của bọn họ đã mất 4 hecta đất cho hạng mục xây dựng đường cao tốc Sơn La, thế nhưng lại không được một đồng nào tiền bồi thường. Xe chạy trên con đường đến thành phố La Nam, phó phòng văn thư Mễ Lưu Phương trầm giọng báo cáo với quan Vĩnh Hạ ở phía bên kia. Quan Vĩnh Hạ ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Sự kiện liên quan đến đền bù tổn thất như vậy có phải hiện tượng phổ biến ở thành phố La Nam hay không? Theo lời của người tố cáo, thôn bọn họ có hơn 100 mẫu đất đền bù, thế nhưng đến bây giờ còn chưa nhận được xu tiền nào cả. Mễ Lưu Phương trả lời làm cho quan Vĩnh Hạ nở nụ cười, tất nhiên đó là nụ cười không tiếng động, Mễ Lưu Phương căn bản không nghe được. Sau khi trầm ngâm giây lát, chợt nghe thư ký trưởng quan ở bên kia lên tiếng. Chuyện này không phải là nhỏ, các anh phải tiến hành thông báo cho các đồng chí thành phố La Nam, để cho bọn họ nhanh chóng chứng thực chuyện đền bù giải tỏa. Sau khi quay về cũng làm ra tài liệu báo cáo cho tỉnh ủy, lại cho ra thông cáo với toàn tỉnh. Một sự kiện như vậy lại thông báo cho toàn tỉnh, Mễ Lưu Phương tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Nhưng thư ký trưởng quan đã nói, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Vì lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ, anh không đặt lợi ích của quần chúng lên đầu, anh còn là quan đứng đầu địa phương nữa không? Thư ký trưởng cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng chứng thực yêu cầu của tỉnh ủy. Mễ Lưu Phương nhanh chóng mở miệng thể hiện lòng chung với lãnh đạo. Mễ Lưu Phương cúp điện thoại mà tâm tình rất thoải mái, nói thật là hắn cũng không muốn dẫn đội xuống, thế nhưng lãnh đạo tỉnh ủy đã điểm danh, hắn cũng không thể không đi. Mễ Lưu Phương biết đây không phải là chuyện gì lớn. Tuyến trên rõ ràng muốn mượn nó để gõ lên đầu một thành phố La Nam gần đây quá mức danh tiếng, để cho bọn họ biết còn có nhiều chuyện bọn họ làm chưa tốt. Mà chính Mễ Lưu Phương là cái búa đến gõ lên đầu thành phố La Nam. Khi đến thành phố La Nam thì Mễ Lưu Phương đã làm tốt công tác chuẩn bị, đã suy xét tất cả phương diện có liên quan. Sau khi chuẩn bị sẵn búa thì hắn sợ nhất chính là lộ tin tức, sau đó người tố cáo biến mất không còn, nếu như xuống điều tra không cho ra chứng cứ. Tất nhiên vị trí của hắn trong lòng lãnh đạo tỉnh ủy sẽ rơi xuống vực sâu. Cũng may ông trời phù hộ, khi đám người thành phố La Nam còn chưa kịp có phản ứng thì bọn họ đã tìm được người tố cáo với xu thế nhanh như sấm sét, tất nhiên cũng sẽ thu nhận được tư liệu trực tiếp. Những người thôn dân khác tỏ ra rất kiêng kỵ với tổ điều tra, rất nhiều người được hỏi nhưng không trả lời. Nhưng điều này cũng không là vấn đề, ông lão hơn 60 tuổi này chẳng lẽ mở miệng nói ngoa. Lão đã nói thị ủy không phát tiền. Tất nhiên là sẽ không phát tiền. Lúc này đây vấn đề quan trọng chính là viết ra báo cáo điều tra, Mễ Lưu Phương nghĩ đến báo cáo này mà trong đầu lóe lên nhiều bóng người, thế nhưng cuối cùng hắn lại đánh nát những hình bóng kia. Không được, những người kia hành văn quá kém, thật sự phải là chính mình xử lý, dù sao thì lãnh đạo tỉnh ủy cũng cần bản báo cáo này. Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Mễ Lưu Phương, hắn đã nghĩ đến tiêu đề của bản báo cáo, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của hắn chợt vang lên. Tút tút tút. Mễ Lưu Phương nhìn dãy số gọi đến, hắn thầm suy đoán thân phận của người gọi, sau đó bấm nút nghe. Chào trưởng phòng Mễ, tôi là Kim Điền Lạc của thành phố La Nam, bây giờ anh đang ở nơi nào? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói cực kỳ nhiệt tình. Mễ Lưu Phương cũng không xa lạ gì Kim Điền Lạc, hắn cười ha hả nói. Chào thư ký trưởng Kim, chúng tôi sắp đến ủy ban thành phố La Nam, đang muốn gặp mặt các đồng chí thành phố La Nam. Trưởng phòng Mễ, mới qua Tết mà ngài hạ mình đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu khảo sát, thật sự là quá khổ cực. Bí thư Vương và chủ tịch Lý của chúng tôi đã sắp xếp sẵn bàn tiệc để chào đón, rất mong được hân hạnh đón tiếp trưởng phòng Mễ. Kim Điền Lạc nói lời rất khách khí, thế nhưng lời nói khách khí của Kim Điền Lạc lại làm cho Mễ Lưu Phương phải lo lắng. Hắn là cán bộ cấp phó giám đốc sở, Kim Điền Lạc cũng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, hơn nữa nói về độ nặng.
chức vụ phó giám đốc sở của hắn căn bản không là gì với một thư ký trưởng văn phòng thị ủy như Kim Điền Lạc. Nhưng vì sao Kim Điền Lạc lại khách khí với hắn như vậy? Điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng là trong lòng đối phương có điểm tối. Nhưng dù thành phố La Nam có tỏ ra cực kỳ khách khí ở sự kiện này, Mễ Lưu Phương cũng đã quyết định sẵn, hắn sẽ tuyệt đối không làm cho mình xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Thế nên hắn cười ha hả nói. Tiệc tùng thì miễn, chúng tôi đã dùng cơm trên đường đi rồi. Thư ký trưởng Kim, mong anh thông báo cho Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý, có một số việc tôi cần phải báo cáo với hai vị lãnh đạo bọn họ, sau đó chúng tôi sẽ quay về tỉnh. Mễ Lưu Phương nói xong câu cuối cùng thì bỏ thêm một câu. Lãnh đạo tuyến trên còn đang chờ chúng tôi quay về báo cáo. Chương 804-2, làm việc cho anh đề xuất ý kiến. Kim Điền Lạc thấy trời còn chưa tối, trong lòng thầm nghĩ anh ăn cái gì trên đường. Còn không phải là không muốn dùng cơm của chúng tôi sao? Nhưng hắn lại nở nụ cười nói. Được rồi, trưởng phòng Mễ, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo với hai vị lãnh đạo. Mễ Lưu Phương cúp điện thoại, sau đó hắn nói với phó tổ trưởng tổ điều tra là Nghiêm Tuyết Bân ở bên cạnh. Anh Nghiêm, lát nữa tìm một quán cơm, chúng ta mua vài món đơn giản lót dạ. Nói với anh em trong đoàn, khi trở về tỉnh tôi sẽ mời bọn họ dùng cơm, nhưng lúc này tỉnh ủy yêu cầu có hơi căng, nhiệm vụ khá nặng nề, yêu cầu mọi người cố gắng vượt qua. Nghiêm Tuyết Bân là lão cán bộ phòng văn thư, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của sự việc này. Tuy bọn họ xuống thành phố La Nam lần này chủ yếu là xử lý một vụ việc nhìn qua quá nhỏ nhặt, nhưng thực tế bên trong sự việc ẩn giấu điều gì, bọn họ cũng căn bản không thể ngờ được. Nếu sự việc này làm trễ nãi tính toán của lãnh đạo tỉnh ủy, như vậy bọn họ sẽ căn bản không có quả ngon để ăn. Vì vậy sau khi nghe Mễ Lưu Phương phân phó, Nghiêm Tuyết Bân trầm giọng nói. Trưởng phòng Mễ, tôi nhớ đoạn đường cách đây không xa có khách sạn Tiểu Hải Đồn, chúng ta có thể đến đó dùng bữa. Mễ Lưu Phương khẽ gật đầu, hắn cảm thấy tán thưởng phương diện thấu hiểu lòng người của Nghiêm Tuyết Bân. Tốt tốt tốt. Khi Mễ Lưu Phương và Nghiêm Tuyết Bân đang trò chuyện với nhau, chuông điện thoại của hắn chợt vang lên. Mễ Lưu Phương thấy đó là một dãy số lạ, sau khi trầm ngâm giây lát thì nhấn nút nghe. Trưởng phòng Mễ, tôi là Lý Quý Niên của thành phố La Nam. Tôi nghe nói ngài đại giá quang lâm, tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh. Giọng nói nhiệt tình của Lý Quý Niên lại được truyền vào tai Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương và Lý Quý Niên căn bản cũng không có kết giao với nhau, hắn nghe thấy người điện thoại đến là Lý Quý Niên, thế là mở miệng pha trò. Ha ha, Chủ tịch Lý, đã có một thời gian chúng ta chưa liên hệ với nhau, lần này tôi mạo muội đến quấy rầy anh, cũng không có cách nào khác, ha ha, đây là sắp xếp của lãnh đạo tỉnh ủy, tôi chỉ có thể chấp hành mà thôi. Điều này tôi còn chưa biết. Nhưng anh Mễ đến thành phố La Nam chúng tôi, rõ ràng cũng giống như đi về nhà. Các anh bây giờ đang ở đâu, tôi đã cho khách sạn La Nam bên kia chuẩn bị sẵn sàng, thức ăn đã nóng hôi hổi, chỉ còn chờ chào đón các vị lãnh đạo mà thôi. Lý Quý Niên nói cực kỳ dễ nghe, thế nhưng Mễ Lưu Phương lại không muốn dùng bữa cơm này. Đối với hắn thì không phải là không thể dùng cơm, thế nhưng đây là lúc lãnh đạo đang chờ báo cáo, cũng không nên ở lại mất thời gian. Ha ha, Chủ tịch Lý. Tôi xin khắc ghi ý tốt của anh, nhưng nào có chuyện một bữa ăn hai lần. Chúng tôi còn phải nhanh chóng chạy về, bây giờ đến thông báo tình huống với các anh, sau đó chúng tôi sẽ đi ngay. Lý Quý Niên tất nhiên cũng nghe rõ vấn đề trong lời nói của Mễ Lưu Phương, tuy hắn lại tiếp tục mở miệng dùng giọng nhiệt tình mời Mễ Lưu Phương, nhưng Mễ Lưu Phương bên kia căn bản là không chịu. Hai người nói qua nói lại một lúc, cuối cùng Mễ Lưu Phương mới cúp máy. Trưởng phòng Mễ, xem ra phía thành phố La Nam đã gấp lắm rồi. Nghiêm Tuyết Bân nhìn vẻ mặt đắc ý của Mễ Lưu Phương thì khẽ nói. Mễ Lưu Phương khẽ cười cười, thầm nghĩ dù các anh có gấp gáp thì làm được gì. Hắn gật đầu nói với Nghiêm Tuyết Bân. Tuyết Bân, anh nói xem, tôi còn có thể nhận được điện thoại của anh ấy không? Tất nhiên là có thể, nếu Lý Quý Niên đã như vậy, anh ta là lãnh đạo đứng đầu càng đứng ngồi không yên. Nghiêm Tuyết Bân tất nhiên hiểu rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ đến điều gì, hắn khẽ mở miệng dùng giọng nịnh nọt nói với Mễ Lưu Phương. Khách sạn Tiểu Hải Đồn không lớn, chỉ có 4-5 bàn, bên trong cũng chỉ có vài món đậu phộng luộc và thịt heo mà thôi, vì vừa mới qua Tết nên kinh doanh cũng có hơi ế ẩm. Đám người Mễ Lưu Phương miễn cưỡng gọi 4 món, sau đó chậm chậm dùng cơm. Đám người bọn họ cố gắng lắm mới ăn vừa đủ no, thế nhưng nhìn ông lão trước mặt đang ăn như sói như hổ. Mễ Lưu Phương càng thêm tin tưởng. Nếu làm xong sự kiện này, chắc chắn thư ký trưởng sẽ càng có thêm hảo cảm với mình.
Nếu thư ký trưởng gật đầu, như vậy mình sẽ căn bản có cơ hội tiến lên đứng đầu phòng văn thư tỉnh ủy. Đồng chí, cái này, anh còn ăn không? Khi Mễ Lưu Phương đang suy nghĩ mông lung, ông lão đi theo bọn họ chợt mở miệng khẽ hỏi một nhân viên công tác ở bên cạnh hắn. Vị nhân viên này chỉ ăn được vài đũa mì thì bỏ qua, hắn thật sự không quen ăn món này, thế là khoát tay nói. Tôi không ăn. Tôi có thể ăn nó không? Ông lão nói rồi muốn đưa tay lấy tô mì kia. Bác chưa ăn no có phải không? Nếu chưa no thì tôi sẽ nói khách sạn cho thêm một tô mì nữa. Mễ Lưu Phương khoát tay chặn lại rồi nói tiếp. Bác trai, lát nữa cháu sẽ đưa bác đi gặp lãnh đạo thành phố, bác phải phản ánh thật chân thật về tình huống của mình, có sao nói vậy, như vậy vấn đề của bác mới được giải quyết. Lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nói thật, sẽ nói rõ vấn đề, tôi vẫn còn đang chờ tiền của mình. Ông lão mở miệng nói, trong mắt lóe lên cái nhìn chờ mong. Mễ Lưu Phương khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ, xem như lần này Vương Tử Quân và Lý Quý Niên sẽ phải mất thể diện. Sau khi dùng cơm 30 phút thì nhóm người Mễ Lưu Phương tiếp tục lên đường, nhưng điều làm cho Mễ Lưu Phương cảm thấy bất mãn chính là điện thoại có đổ chuông vài lượt, thế nhưng lại không có cuộc điện thoại nào là của bí thư thị ủy Lan Nam. Không phải người ta muồn vò sứt lại mẻ đó chứ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mễ Lưu Phương, hắn thầm cười lạnh một tiếng. Hắn thầm nghĩ, nếu sự việc được báo cáo lên trên, chính mình không có vấn đề, nhưng đám lãnh đạo thành phố La Nam sẽ khốn khổ trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn 20 phút sau đã thấy ánh đèn rực rỡ ở trước mặt, thành phố La Nam đang bừng sáng ánh đèn làm cho bầu trời đêm trở nên rất đẹp. Tuy úc này trời đã tối, thế nhưng đám người Mễ Lưu Phương lại cảm thấy bừng bừng sức sống. Mễ Lưu Phương cũng không có hứng thú ngắm cảnh, khi xe chạy như bay đến thị ủy La Nam, hắn đang thầm suy nghĩ khi gặp lãnh đạo thành phố La Nam thì mình nên mở miệng ứng đối như thế nào. Sau khi chứng minh thân phận thì xe thuận lợi tiến vào ủy ban thành phố La Nam, khi xe dừng lại, thư ký trưởng Kim Điền Lạc đưa theo vài người đến đón nhóm Mễ Lưu Phương. Trưởng phòng Mễ, hoan nghênh anh đến thành phố La Nam kiểm tra chỉ đạo công tác. Kim Điền Lạc nhiệt tình duỗi hai tay nói với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn thấy sau lưng Kim Điền Lạc chỉ có vài người, chỉ là vài cán bộ trong phòng văn thư thị ủy La Nam, thế là trong lòng có chút bực mình. Hắn cảm thấy mình thật sự giống như Quan Khâm Sai Đại Thần, nghĩ rằng phải là lãnh đạo thị ủy La Nam đến nghênh đón mới đúng, nhưng bây giờ xem ra thành phố La Nam cũng không nể mặt hắn. Chương 805, một thôn gạt xã gạt huyện gạt đến quốc gia. Nhưng cũng không sao, không nể mặt cũng không có vấn đề. Dù sao thì hắn cũng cầm lấy cán dao, hắn cũng không sợ người ta không nể mặt. Thư ký trưởng Kim, tôi đến có chút đường đột, cũng mong các đồng chí thành phố La Nam thứ lỗi cho, nhưng chúng tôi cũng chỉ là chấp hành công vụ mà thôi, thật sự là thân bất do kỷ. Mễ Lưu Phương nói rồi cùng bắt tay với Kim Điền Lạc. Khi hai người đang trò chuyện thì đột nhiên có người chạy đến giữ lấy tay áo của Kim Điền Lạc, người này dùng giọng nức nở nói. Lãnh đạo, ngài là lãnh đạo thành phố La Nam sao? Mong ngài có thể lấy về khoản tiền đền bù cho tôi. Kim Điền Lạc nhờ ánh đèn mà thấy người chạy đến là một ông lão hơn 60. Hắn là cán bộ bò lên từ cơ sở, cũng không phải là người mới trong công tác xử lý những sự việc thế này. Kim Điền Lạc khẽ giữ lấy tay của ông lão, sau đó cười nói. Bác cứ yên tâm, nếu như tiền thật sự chưa đến tay bác, chúng cháu sẽ lập tức đưa tiền, đồng thời cũng sẽ thay mặt xin lỗi. Thư ký trưởng Kim, bác này chính là Triệu Xương Tỏa. Nhà bác ấy chỉ có vài mẫu đất để làm ăn sinh sống, các anh xây dựng đường cao tốc phát triển kinh tế, bản thân sự việc không có gì đáng trách, nhưng nếu các anh không đền bù tổn thất cho dân chúng, đây rõ ràng là lẫn lộn đầu đuôi. Phát triển kinh tế không phải là vì đẩy mạnh thu nhập của quần chúng nhân dân sao? Đồng thời ở thành phố La Nam này chỉ có một mình Triệu Xương Tỏa thôi sao? Vẻ mặt Mễ Lưu Phương đã trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Triệu Xương Tỏa lúc này đã buông tay Kim Điền Lạc. Sau đó trầm giọng nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười nói. Trưởng phòng Mễ, chuyện bồi thường vốn là đương nhiên, nếu như thành phố La Nam chúng tôi làm không tốt ở phương diện này, chúng tôi nhất định sẽ chăm chú sửa sai. Trưởng phòng Mễ, Bí Thư Vương vốn muốn tự mình tiếp đón ngài, thế nhưng vừa rồi phải tiếp nhận một cuộc điện thoại quan trọng, thế cho nên không ra mặt được, mong ngài bỏ qua cho. Kim Điền Lạc vừa nói vừa đưa tay mời Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Kim Điền Lạc, trong lòng thầm sinh ra cảm giác không đúng. Nhưng hắn lại cảm thấy mình rõ ràng là nghi thần nghi quỷ, tình huống này ông lão Triệu Xương Tỏa đã là minh chứng quá rõ ràng,
thành phố La Nam còn có thể làm ra trò gì được nữa. Mễ Lưu Phương có ý nghĩ của riêng mình, hắn đi theo Kim Điền Lạc về phía phòng họp thị ủy. Hắn cũng muốn xem bí thư Vương kia sẽ cho ra câu trả lời thế nào cho mình. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên đứng ở cửa phòng hội nghị, thấy Mễ Lưu Phương đi đến thì hai người nở nụ cười tiến lên chào đón. Vương Tử Quân cười nói. Trưởng phòng Mễ đại giá quang lâm, thật sự là làm vẻ vang cho thành phố La Nam chúng tôi. Mễ Lưu Phương nhìn gương mặt trẻ tuổi quá mức của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác không thoải mái. Chính mình khổ sở bao nhiêu năm, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói giọng quỷ, hơn nữa cũng đã bỏ ra nhiều công sức vận tác, mãi mới tiến lên cấp phó giám đốc sở, thế nhưng thằng nhãi kia còn trẻ như vậy đã là bí thư thị ủy đứng đầu một phương. Tuy đều là cán bộ cấp sở nhưng độ nặng của Mễ Lưu Phương căn bản kém xa Vương Tử Quân cả ngàn dặm, nhưng lúc này hắn là quan khâm sai đại thần đến thành phố La Nam, hắn cũng có chút kiêu ngạo của mình. Mễ Lưu Phương bắt tay với Vương Tử Quân, sau đó cười nói. Vốn chuẩn bị sau Tết một thời gian mới đến quấy rầy bí thư Vương, nhưng lãnh đạo thúc quá gấp, chúng tôi thật sự không có biện pháp, đành phải vội vàng chạy đến, kính mong bí thư Vương cũng đừng trách. Trách móc rõ ràng là khách khí, trưởng phòng Mễ, năm mới mà các anh đến La Nam nhưng không ở lại dùng cơm, điều này thật sự làm cho chúng tôi cảm thấy mất mặt. Chẳng lẽ Hồng thành phố chúng tôi nghèo hèn đến mức không thể mời lãnh đạo một bữa cơm sao? Vương Tử Quân vừa cười vừa dùng giọng nửa thật nửa giả nói. Mễ Lưu Phương cười hì hì, sau đó cũng không tiếp tục chủ đề này, hắn thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, ăn cơm là chuyện nhỏ, chúng ta nên giải quyết sự việc của mình là hơn. Vương Tử Quân nhìn khóe miệng Mễ Lưu Phương lộ ra nụ cười, hắn cũng cười nói. Tốt, trưởng phòng Mễ, mời ngài vào bên trong. Lúc này trong phòng họp đã có mười mấy người đang ngồi, Mễ Lưu Phương cảm thấy có vài người quen mặt, cũng không nhận ra vài người. Hắn khẽ gật đầu với đám người trong phòng. Sau đó Mễ Lưu Phương ngồi xuống ghế chủ vị dưới sự nhường nhịn của Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Bí thư Vương, lần này chúng tôi phụng mệnh đến thành phố La Nam chính là vì điều tra sự việc đền bù giải tỏa. Tỉnh ủy cực kỳ coi trọng sự kiện này, đã tự mình cho ra chỉ thị là lợi ích của quần chúng không phải là nhỏ, nhất định phải đặt lợi ích của quần chúng lên đầu. Mễ Lưu Phương nói đến đây tuy cảm thấu tin tưởng 10 phần, thế nhưng nhìn vị bí thư trẻ tuổi kia, hắn không nhịn được phải ném lãnh đạo tỉnh ủy ra ngoài. Hắn phải xung phong bằng lời nói như vậy, hắn cảm thấy nếu không xung phong như thế, chỉ sợ trong lòng sẽ bất an, sẽ không trấn áp được khí thế của bí thư Vương. Nếu tỉnh ủy đã quan tâm vào bảo vệ thành phố La Nam chúng tôi như vậy, các cán bộ thành phố La Nam như chúng tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Trưởng phòng Mễ, lần này lãnh đạo đã hao tâm tổn trí vì thành phố chúng tôi, rõ ràng là thành phố La Nam chúng tôi công tác có sơ hở, kính mong trưởng phòng Mễ cứ nói thẳng ra. Vạch ra sơ hở của chúng tôi, để chúng tôi dễ dàng tăng cường chỉnh đốn và cải cách. Vương Tử Quân nói, sau đó hắn khẽ cười với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương cũng cười, hắn khẽ gật đầu nói. Chuyện này có lẽ chỉ là nhỏ nhặt trong mắt các vị lãnh đạo, thế nhưng nó lại liên quan đến lợi ích thiết thân của quần chúng nhân dân. Bây giờ tôi sẽ thông báo tình huống cho Bí Thư Vương và các vị lãnh đạo, cũng mong các vị chú ý công tác, thiết thực đảm bảo lợi ích của quần chúng. Đám người ngồi bên dưới đài đều nhìn về phía Mễ Lưu Phương, lời nói của Mễ Lưu Phương đã quá rõ ràng, chính là thành phố La Nam đã tạo ra một lỗ hổng, tỉnh ủy không vừa lòng, cần phải đẩy mạnh cải tiến. Mễ Lưu Phương đứng trước mặt nhiều người nói ra những lời như vậy, Vương Tử Quân và Lý Quý Niên là hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam, tất nhiên bọn họ sẽ mất mặt. Vì thế mà sau khi Mễ Lưu Phương nói ra lời dạo đầu, đám người bên dưới đã xì xào bàn tán. Sự kiện tố cáo về vấn đề đền bù giải tỏa, dù là gửi đơn tố cáo lên tỉnh, không phải tuyến trên chỉ cần đốc thúc chúng ta nhanh chóng xử lý là được sao? Tôi nhớ trước đó thành phố An Dịch cũng từng phát sinh sự việc thế này, không phải phòng văn thư cũng chỉ cho xuống một văn bản đốc thúc xử lý à? Hi hi, không phải quá rõ ràng rồi sao? Có người không vừa mắt với thành phố La Nam chúng ta, muốn bôi thuốc vào mắt lãnh đạo thành phố chúng ta. Nếu anh còn chưa nhìn rõ điều này, cũng xem như uổng phí nhiều năm công tác. Thật sự là có người cố ý như vậy, xem ra đồng chí Tân đắc khổ sở rồi. Chương 805-2 thôn gạt xã gạt huyện gạt đến quốc gia. Đồng chí Tân cũng thật xui xẻo, người này ngồi trên vị trí chỉ huy còn chưa ấm chỗ, bây giờ thì tốt rồi. Khi đám người bên dưới xì xào nghị luận thì Mễ Lưu Phương trầm giọng nói. Bí thư Vương, chuyện này nếu nói từ miệng của nhân viên chúng tôi thì thật sự có chút khô cứng. Lần này bác Triệu có đi theo chúng tôi,
không bằng cho anh ấy tự nói ra, tự phản ánh vấn đề với lãnh đạo của mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu trầm giọng nói. Vậy thì để cho bác Triệu phản ánh sự việc, nếu như công tác của chúng tôi thật sự có vấn đề, tôi cũng xin bày tỏ ý kiến của mình, đó là trách nhiệm của ai thì người đó phải gánh vác, tuyệt đối không nhân nhượng bất kỳ người nào. Bí thư Vương nói rất hay, tôi cảm thấy những người không đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu thì căn bản phải chịu trừng phạt. Mễ Lưu Phương nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Triệu Xương Tỏa đi theo sau lưng Mễ Lưu Phương lúc này đã trở thành tiêu điểm của rất nhiều người. Đám người nơi đây còn chưa từng trải qua tình huống thế này, xem ra đây là công khai khiêu chiến, nếu như sự việc được chứng thực, lần này thành phố La Nam sẽ cực kỳ mất mặt. Các vị lãnh đạo, Triệu Xương Tỏa mở miệng, giọng điệu có hơi run, khi lão có chút run rẩy thì Mễ Lưu Phương đã lớn tiếng nói L. Đồng chí Triệu Xương Tỏa, đây là Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý của thành phố La Nam, anh có uất ức gì cứ nói ra, hai người bọn họ sẽ làm chủ cho anh. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý, nhà của tôi tổng cộng có 8 mẫu đất, lần này giải tỏa 4 mẫu, bây giờ tiền bồi thường còn chưa được đưa đến tay, ngài. Ngài nói xem cả nhà chúng tôi sao có thể sống được. Triệu Xương Tỏa quần áo tả tơi, nói mà lệ nóng tung hoành, thật sự khóc giống lên. Đám người trong phòng họp nghe được lời nói của Triệu Xương Tỏa thì nhanh chóng yên tĩnh trở lại, lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó là sự việc cũng không phải dễ dàng như suy nghĩ của mình. Lại có người đưa mắt nhìn đồng chí Tân. Người này là tổng chỉ huy đường cao tốc Sơn La ở thành phố La Nam, loại chuyện thế này phát sinh, tất nhiên trách nhiệm sẽ thuộc về đồng chí Tân. Mễ Lưu Phương nhìn Triệu Xương Tỏa rơi lệ, trên mặt chợt lộ ra nụ cười không dễ phát hiện. Nhưng ngay sau đó nụ cười đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mễ Lưu Phương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân và Lý Quý Niên, tỏ ý đó là công tác của hai anh cứ xem đi. Hắn là phó phòng văn thư. Đưa sự việc đến thành phố La Nam là xem như hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng đã chuẩn bị báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy, sau đó công tác của hắn sẽ hoàn thành. Bí thư Vương, chuyện này mong thành phố La Nam có thể xử lý nghiêm túc, điều tra rõ ràng nguyên nhân xảy ra sự việc, sau đó cho quần chúng một câu trả lời thuyết phục. Mễ Lưu Phương nói đến đây thì đứng lên. Lãnh đạo tỉnh ủy còn đang chờ chúng tôi báo cáo công tác, chúng tôi cũng không ở lâu được. Khi Mễ Lưu Phương đứng lên thì nhân viên công tác của phòng văn thư đi theo cũng đứng lên, bọn họ đã chuẩn rất tốt, chuẩn bị báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Vương Tử Quân khẽ cười rồi khoát tay áo nói. Trưởng phòng Mễ, các anh cần báo cáo cho lãnh đạo tỉnh ủy, cũng không thể báo cáo một phía được, dù thế nào cũng phải nghe các đồng chí chúng tôi nói vài lời ở sự kiện này chứ. Nếu các anh không báo cáo những gì khảo sát được từ phía thành phố La Nam, các vị lãnh đạo sẽ nghĩ thế nào? Mễ Lưu Phương có chút sững sờ, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại không làm khó dễ cho thủ hạ của mình ở sự kiện này, lại biểu hiện thái độ đứng mũi chịu sào, muốn cho thủ hạ của mình lên tiếng. Nhưng Mễ Lưu Phương căn bản cũng đã sớm quen thuộc thủ đoạn này, hắn cũng không đặt trong lòng, chỉ đơn giản ngồi xuống cười nói. Nếu Bí Thư Vương đã nói như vậy, chúng tôi cũng chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Chí Tân, anh báo cáo tình huống cho các vị lãnh đạo đi. Vương Tử Quân cười cười khẽ nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân ngồi bên dưới nghe thấy Vương Tử Quân điểm danh mình thì vội vàng đứng lên nói. Thưa trưởng phòng Mễ, các vị lãnh đạo, tôi là chỉ huy trưởng đường cao tốc Sơn La đồng chí Tân, lúc này tôi sẽ tiến hành báo cáo công tác đền bù giải tỏa. Bác Triệu, xin hỏi bác có phải là người Đỗ Gia Trang huyện Hồ Tây không? Đồng chí Tân nhìn Triệu Xương Tỏa rồi khẽ hỏi. Triệu Xương Tỏa lúc này đã bình tĩnh trở lại. Lão thấy có nhiều người quan tâm đến sự việc của mình, thế là thầm nghĩ tất cả sẽ được giải quyết. Bây giờ thấy đồng chí Tân mở miệng hỏi thì nói. Đúng vậy, tôi là người Đỗ Gia Trang. Bác Triệu, đất của ngài có phải ở phía tây thôn, trên đó còn có hai ngôi mộ không? Đồng chí Tân vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Đồng chí Tân nói làm cho Triệu Xương Tỏa lắp bắp kinh hãi, theo như lời nói của đám người trong thôn, quan lại thường nói không đúng sự thật. Trong thông còn có một câu về thế này, thôn gạt xã, xã gạt huyện gạt đến tận trung ương. Những văn kiện của quốc gia đưa xuống theo từng tầng, đến khi xuống cơ sở thì căn bản cũng chẳng được chứng thực. Sao anh biết được? Triệu Xương Tỏa thật sự không ngờ vị lãnh đạo nhìn qua cực kỳ khí thế kia lại biết tường tận như vậy. Khi Triệu Xương Tỏa đang tỏ ra kinh ngạc thì đồng chí Tân chợt nói. Bác Triệu, nếu như tôi nhớ không lầm thì Đỗ Gia Trang có 52 mẫu đất được nhận bồi thường. Có liên quan đến 32 gia đình, nhà bác được bồi thường nhiều nhất. Cụ thể nhiều ít bao nhiêu tôi không biết,
nhưng thật sự là đúng 32 hộ. Triệu Xương Tỏa suy nghĩ một lát rồi dùng giọng khẳng định nói. Mễ Lưu Phương chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vị chỉ huy trưởng này thật sự quá mức bình tĩnh, cũng quá mức tự tin, chẳng lẽ bên trong còn có sự việc gì khác sao? Mễ Lưu Phương hít vào một hơi thật sâu, sau đó chợt nghĩ đến tình huống xảy ra trong phòng làm việc của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, khi đó thư ký trưởng cầm tờ đơn tố cáo hỏi vài vấn đề, chính mình lại cho ra lời đảm bảo với thư ký trưởng. Hắn mở miệng nói thành phố La Nam nhất quyết có xảy ra vấn đề ở phương diện đền bù giải tỏa. Quần chúng cho ra phản ánh, hơn nữa phương diện đền bù giải tỏa thường chỉ cần điều tra là chuẩn xác, thế cho nên Mễ Lưu Phương mới cho ra lời khẳng định với thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Không ngờ công tác tiến triển đến bây giờ thì xem như khó giải quyết. Bác Triệu, số tiền liên quan đến đền bù tổn thất của thôn các bác là 1.625.973 đồng đã được chuyển đến tài khoản của thôn vào ngày mùng 3 tháng 12. Theo như những gì tôi chứng thực, thôn đã dựa theo yêu cầu của Bộ Chỉ huy và chuyển khoản đến cho từng gia đình, hơn nữa theo thông báo của Quỹ tín dụng xã, ngày mùng 9 tháng 12 đã chuyển cho từng hộ trong thôn. Tiền của nhà anh được chuyển khoản cho con trai cả là Triệu Đạt Doanh. Theo như phản hồi của ngân hàng, vào ngày 12 tháng 12, con trai cả của bác đã đến rút đi số tiền đền bù này. Đồng chí Tân nói rồi lấy từ trong cặp ra vài tờ giấy của ngân hàng, sau đó nói tiếp. Trưởng phòng Mễ, đây là đơn từ chuyển khoản của ngân hàng cho thôn Đỗ Gia Trang, đồng thời những người con của bác Triệu cũng đã đến, đây là việc nhà của bọn họ, thế cho nên tôi muốn bọn họ chạy đến nói rõ tình huống. Chương 806, không phải người thích khen ngợi nịnh nọt. Mễ Lưu Phương nhìn một xấp xấp hóa đơn chứng từ của ngân hàng và vài người đàn ông nhìn qua rõ ràng là nông dân đang đi vào cửa phòng họp, thế là vẻ mặt trở nên cứng nhắc. Hắn tin tưởng thành phố La Nam có thể làm công tác với người nhà của Triệu Xương Tỏa, thế nhưng những hóa đơn chứng từ này của ngân hàng cũng không phải giả mạo. Đừng nói với bản lĩnh của thành phố La Nam, dù là với bản lĩnh của lãnh đạo tỉnh, cũng không có hy vọng ép ngân hàng phải làm giả. Hơn nữa nhìn vào những con dấu và chữ ký, càng không phải là giả vờ. Không phải giả thì rõ ràng sẽ là thật, chỉ cần căn cứ vào số giấy tờ này cũng đủ để chứng minh một vấn đề, đó là thành phố La Nam căn bản không có bất kỳ vấn đề gì ở phương diện đền bù giải tỏa. Bố, sao bố lại hồ đồ như vậy? Việc nhà mình sao lại đưa đến tận đây thế này? Con trai lớn của Triệu Xương Tỏa là một người đàn ông hơn 40 tuổi, nói thật thì quan lớn nhất mà hắn từng gặp chính là bí thư xã, đây là lần đầu tiên hắn đến ủy ban thành phố, thế cho nên có chút gò bó, không? Phải nói là cực kỳ gò bó, căng thẳng và kiêng kỵ. Anh thử nghĩ mà xem, chỗ này có bao nhiêu quan viên. Thế nên hắn vừa nhìn thấy bố mình thì đã muốn tiến lên kéo đi. Triệu Đạt Doanh, anh hãy nói rõ tình huống với bố mình, sau đó hãy cùng đi về. Đồng chí Tân khoát tay chặn Triệu Đạt Doanh lại rồi trầm giọng nói. Ôi, các vị lãnh đạo, bố. Triệu Đạt Doanh mở miệng thì đám người nơi đây chợt buồn cười, nhưng thấy vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ nghiêm túc. Thế là đám người cố gắng ngồi thẳng lưng, áp chế nụ cười của mình. Bố không phải muốn kết hôn với bà quả phụ ở thôn Triệu Trang sao? Con và em trai đã thương lượng với nhau, ngài có thể kết hôn, thế nhưng tiền này không thể cho ngài đem đi được. Ngài sang bên kia thì tốt, anh em chúng con ở lại cũng phải sống, mà người nhà của bọn họ bên kia cũng không phải hạng dễ dàng gì, thế cho nên con mới nói anh nhị pháo đổi số tài khoản sang tên con. Triệu Đạt Doanh nói thì có vẻ rông dài nhưng người nơi đây đều hiểu rõ vấn đề, thì ra Triệu Xương Tỏa tiên sinh muốn tiến thêm bước nữa, các con sợ mẹ kế lấy hết tiền đền bù, vì vậy mới giở trò gạt ông lão. Vậy chúng mày nói thị ủy chưa phát tiền, đó là giả sao? Triệu Xương Tỏa lúc này mới hiểu ra, lão chỉ vào con trai của mình rồi lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, bố xem, ngài còn chưa đi qua nhà người ta, thế nhưng chuyện gì cũng mở miệng nói tốt cho bà ấy. Anh em chúng con cũng không thể để cho tiền đền bù mất đi được, thế nên mới tự biên tự diễn nói ra những lời như vậy với ngài. Triệu Đạt Doanh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cúi đầu dùng giọng oán giận nói. Nhị pháo, anh là thôn trưởng, sao anh lại hù với bọn nó để nói dối tôi? Triệu Xương Tỏa lúc này nổi nóng, lão chỉ tay về phía một người đàn ông hơn 40 tuổi rồi lớn tiếng hỏi. Chú ba, cháu cũng không có biện pháp nào khác, hai anh em bọn họ đến tìm cháu. Mà cháu cũng sợ ngài cầm tiền đi cho người ta, thế nên mới không nói thật với ngài. Điều này, thế cho nên mới thành ra như vậy. Thôn trưởng Nhị Pháo cũng không phải không có chút lo lắng như người nhà Triệu Xương Tỏa, dù thế nào thì hắn cũng là người nhà nước. Trước đó hắn cảm thấy mình xử lý sự việc rất tinh tế,
kết quả lại là gây ra phiền toái cho lãnh đạo thành phố. Hắn là một vị quan cấp cơ sở, thế nhưng dù thế nào cũng phải bảo trì sự nhất trí với lãnh đạo thành phố. Lúc này hắn thật sự căng thẳng, hắn ngại ngùng xoa xoa tay, cũng không thể nói cho rõ ràng. Người ngồi đây là ai? Bọn họ đều là quan lớn. Trong thôn có một câu nói thế này, tổ trưởng xuống ruộng thì trước mặt là con trâu, trưởng thôn xuống ruộng thì trên tay có thuốc, chủ tịch xã xuống ruộng thì thư ký đi đầu, chủ tịch huyện xuống ruộng thì phóng viên theo sau chụp ảnh. Trận thế hôm nay quá lớn, sao một vị quan cấp cơ sở như mình có thể chen vào được? Đây rõ ràng là làm cho đám lãnh đạo xã mất hết thể diện. Vì vậy mà nhị pháo mới khẽ giật giật cánh tay của Triệu Đạt Doanh, muốn cùng nhau kéo Triệu Xương Tỏa ra khỏi nơi này. Triệu Xương Tỏa thấy như vậy thì gương mặt đầy nếp nhăn chợt đỏ bừng bừng, lão nhìn vài người đi theo sau lưng nhị pháo, sau đó thở phì phò nói. Nhị pháo, cậu đúng là khốn kiếp, cậu làm thôn trưởng, tôi tin tưởng mới bầu cậu một phiếu, bây giờ thì thế nào, cậu giúp hai đứa con tôi nói bậy bạ, thậm chí còn làm cho đám người cả thôn liên hợp lừa gạt tôi sao? Bố, điều này cũng không thể trách anh nhị pháo được, nếu như có trách thì phải trách anh em tụi con. Khi tiền bồi thường được đưa đến tay mọi người, hai anh em chúng con đã thông báo cho già trẻ trong thôn không được nói cho ngài biết. Triệu Đạt Doanh thấy bố mình không chịu đi ra, thế là cảm thấy rất mất mặt, hắn tiến lên kéo tay ông, muốn khuyên ông nhanh chóng đi ra. Mày đúng là đứa con bất hiếu, mày mở miệng thì gọi người ta là bà này bà nọ, cái bà kia đối xử tôi bố mày còn tốt hơn hai anh em nhà mày. Thật sự uổng công tao ở vậy nuôi hai đứa khôn lớn thế này, ông đánh chết mày, vì mày mà làm hại ông chạy đến thị ủy tố cáo, chạy đến tỉnh tìm người, mày. Mày còn cho tao chút thể diện nào nữa không? Triệu Xương Tỏa nói rồi dùng tay gỡ giày dưới chân, sau đó liên tục đập vào đầu Triệu Đạt Doanh như một con sư tử nổi giận. Lúc này Mễ Lưu Phương thật sự không thể nào cười nổi, hắn nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt, thầm nghĩ lần này mình đến thật sự là uổng công vô ích. Sau khi nhóm người Triệu Xương Tỏa đi ra khỏi phòng họp, Vương Tử Quân chợt cười nói với Mễ Lưu Phương. Trưởng phòng Mễ, chỉ là chú tranh cãi trong gia đình lại làm cho ngài phải mệt nhọc chạy xuống thành phố La Nam một chuyến, tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng là chúng tôi không làm tốt công tác của mình nên ảnh hưởng đến lãnh đạo. Mễ Lưu Phương thầm nghĩ đây là do tội ôm rơm nặng bụng, tự gây khổ cho mình. Thế nhưng hắn là người rất thức thời, hắn thấy bây giờ căn bản không có biện pháp gì với đám người Vương Tử Quân. Thế nên nói năng cũng rất khách khí. Bí thư Vương, không xuống tuyến dưới xem xét, thật sự không biết được thành phố La Nam làm tốt công tác như vậy. Sau khi trở về thì tôi sẽ báo cáo kinh nghiệm công tác của thành phố La Nam cho lãnh đạo tỉnh ủy, sẽ đề nghị cho ra thông báo với toàn tỉnh, để tất cả thành phố khác học tập theo thành phố La Nam. Phải biến kêu oan thành hành động thực tế, phải làm tốt công tác của mình, phải tìm ra nguyên nhân và loại trừ những tai họa ngầm như vậy trong tương lai. Vậy thì cảm ơn trưởng phòng Mễ. Lần này trưởng phòng Mễ và các vị lãnh đạo đã đi đường mệt mỏi, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta cũng nên đi dùng chút cơm. Các vị lãnh đạo đến thành phố La Nam mà không chịu dùng cơm, như vậy người ngoài sẽ nói thành phố La Nam chúng tôi không thể mời các vị lãnh đạo được một bữa cơm. Bây giờ khắp nơi đều chú trọng kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, nếu có những tin đồn không hay như vậy bùng phát, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thành phố La Nam chúng tôi. Vương Tử Quân nói rồi kéo tay Mễ Lưu Phương nhanh chóng đi ra phòng họp. Lúc này Mễ Lưu Phương thật sự rất muốn nhanh chóng rời khỏi thành phố La Nam chết tiệt này, đối với hắn thì đây không phải là một địa phương nên ở lâu. Hắn phụng mệnh lãnh đạo đến điều tra sự việc, bây giờ tất cả đã xong, kết quả chỉ là chút tranh cãi gia đình mà thôi, thành phố La Nam người ta thật sự đã làm rất tốt công tác của mình. Trước đó Mễ Lưu Phương không muốn dùng cơm với lãnh đạo thành phố La Nam cũng là vì có án trên tay. Bây giờ hắn thật sự không thể từ chối được nữa. Lúc này dù trong bụng đầy mì được ăn ven đường, thế nhưng hắn vẫn cười tươi đi theo Vương Tử Quân ra bên ngoài. Một ngày mưa gió xem như đã tiêu tán, nhưng sau khi mưa gió tiêu tán thì thật sự có nhiều người cảm nhận được hương vị của sự việc còn đọng lại. Đối với các cán bộ nhỏ thì sự kiện lần này chứng minh thành phố La Nam công tác rất chặt chẽ, thế nhưng đối với đám cán bộ cao tầng, bọn họ cũng không phải chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, hắn cho người mời thư ký trưởng Kim Điền Lạc đến. Kim Điền Lạc cũng không ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân như ngày thường, hắn đứng thẳng người dùng giọng kiểm điểm nói. Bí thư Vương, tôi không làm tốt công tác của mình, đã làm cho thị ủy rơi vào cục diện bị động. Vương Tử Quân khoát tay áo, cho Kim Điền Lạc ngồi xuống rồi nói. Kim Điền Lạc là thư ký trưởng văn phòng thị ủy, là người nắm công tác của phòng văn thư.
Lần này Triệu Sương tỏa đến phòng văn thư thị ủy tố cáo, thế nhưng phòng văn thư không cho ra phản ứng, đây rõ ràng là thất trách. Dù phòng văn thư tỉnh ủy căn bản không điều tra được thứ gì, hơn nữa còn mở lời khẳng định công tác của thành phố La Nam, thế nhưng nó cũng không che giấu được vấn đề trong công tác của phòng văn thư thị ủy La Nam. Vì vậy khi trưởng phòng Mễ Lưu Phương còn chưa rời khỏi thành phố La Nam, Kim Điền Lạc đã bắt đầu suy xét xem nên xử lý sự việc này như thế nào. Kim Điền Lạc là người hiểu rõ tính cách của Vương Tử Quân, nếu chờ Vương Tử Quân mở lời phê bình thì không bằng tự nhận sai lầm. Hắn biết khi mình làm như vậy thì dù lãnh đạo có mở lời phê bình cũng sẽ thoải mái hơn. Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói. Thư ký trưởng Kim, những chuyện này không thể trách anh được, dù sao anh cũng không phải là trưởng phòng văn thư thị ủy, anh là quản gia của tôi. Sau Tết có nhiều việc cần anh xử lý, ai có thể làm tất cả mọi việc được hoàn mỹ cơ chứ? Kim Điền Lạc nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tảng đá trong lòng mới hạ xuống. Đối với một thư ký trưởng văn phòng thị ủy như Kim Điền Lạc, được bí thư thị ủy coi trọng chính là cột trụ vững chắc nhất. Đặc biệt Vương Tử Quân là bí thư thị ủy cực kỳ cường thế, nếu như không có sự ủng hộ của Vương Tử Quân, chính mình căn bản đừng hòng làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Trong quan trường có một nhóm hôn quan, chỉ thích thủ hạ mở miệng nói lời khen ngợi nịnh nọt, đề bạt thì chỉ hươu bảo ngựa, lạnh nhạt thì coi là trâu ngựa. Dựa vào kinh nghiệm của Kim Điền Lạc, hắn thấy Vương Tử Quân không phải là người như vậy. Chương 807, một đảng ủy dựng kịch, chính quyền diễn trò. Thư ký trưởng Kim, anh còn nhớ không, tôi đã từng cho ra một văn kiện, yêu cầu xem trọng sự kiện đền bù giải tỏa, nhất định không được làm cho quyền lợi của nhân dân bị ảnh hưởng. Vương Tử Quân nâng ly lên uống một ngụm rồi khẽ nói. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến văn kiện này, đầu óc Kim Điền Lạc nhanh chóng vận chuyển. Hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi nhớ đó là một văn kiện trước Tết. Phòng văn thư thị ủy căn bản không có khả năng không tiếp nhận được văn kiện này. Vương Tử Quân dùng ngón tay ve vuốt ly trà rồi gần từng chữ nói. Bí thư Vương không phải muốn khai đao với phòng văn thư đấy chứ. Kim Điền Lạc thật sự rất giúp đỡ ý nghĩ này của Vương Tử Quân, nói thật dù là Vương Tử Quân không muốn làm gì người của phòng văn thư, thế nhưng hắn cũng nhất quyết sẽ phải làm cho phòng văn thư trở nên có quy củ. Triệu Sương Tỏa đã phản ánh vấn đề lên phòng văn thư thị ủy, thế nhưng phòng văn thư thị ủy lại không coi trọng, điều này cực kỳ không xong. Bọn họ là những người tiếp nhận yêu cầu của quần chúng nhân dân, thế nhưng bọn họ lại làm ngơ không thấy, tôi cảm thấy nên xử lý cho thật nghiêm. Kim Điền Lạc tỏ thái độ làm cho Vương Tử Quân rất thỏa mãn, nhưng hắn cũng không nói nên xử lý người nào. Sau khi Kim Điền Lạc nói xong thì hắn cười nói. Nếu như có sơ sẩy thì chúng ta cũng không sợ, vì chủ yếu là trị bệnh cứu người, chỉ sợ là có người cố ý làm như vậy mà thôi. Kim Điền Lạc chợt sững sờ, cố ý làm như vậy. Hắn thật sự không ngờ phương diện này, nhưng Vương Tử Quân nói như vậy thì hắn cảm thấy trong lòng mát lạnh. Hắn là thư ký trưởng quản lý phòng văn thư, nếu như phòng văn thư xảy ra chuyện, người bị xử lý cũng chính là hắn. Trong tỉnh đến quá kịp thời, lại nhanh chóng. Thị ủy chúng ta lại căn bản không biết được bất kỳ thông tin gì, như vậy có người cố ý gây sóng gió ở sự kiện này không? Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế rồi khẽ hỏi Kim Điền Lạc. Đúng vậy, cơ quan tỉnh đến quá nhanh, phòng văn thư thị ủy lại phản ứng quá mức chậm chạp, rốt cuộc có vấn đề gì? Ai cũng có thể nhìn ra được một hai phần. Kim Điền Lạc chợt nghĩ đến gương mặt mập mạp của vị lãnh đạo phòng văn thư, trong lòng hắn đã quyết định xử lý sự việc này, cũng nhanh chóng muốn chứng thực. Có một số việc chỉ cần làm là xong. Anh cảm thấy nếu thật sự có vấn đề ở sự kiện đền bù giải tỏa, người nào sẽ gánh chịu trách nhiệm chủ yếu? Vương Tử Quân cũng không tiếp tục hỏi vấn đề của phòng văn thư, hắn hỏi Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc có chút chần chờ, sau đó mới nói. Là đồng chí Tân. Không phải đồng chí Tân, anh ấy chỉ là một cán bộ cấp chính cục, dù là gánh trách nhiệm, cũng không thể gánh được trách nhiệm chủ yếu nhất. Vương Tử Quân cười cười chối bỏ suy đoán của Kim Điền Lạc. Không phải là đồng chí Tân, chẳng lẽ là... Kim Điền Lạc vốn định nói đó là bản thân bí thư Vương, thế nhưng hắn nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chối bỏ suy đoán của mình. Lúc này đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn chợt nghĩ đến một câu nói gầy cười mình được nghe vào hai ngày trước. Nguyên văn là thế này, đảng ủy dựng kịch, chính quyền diễn trò, hội đồng nhân dân bình luận đùa giỡn, mặt trận tổ quốc đứng xem cuộc vui. Nếu trò vui xảy ra vấn đề, người diễn trò sẽ bị đánh. Kim Điền Lạc nghĩ đến chuyện diễn trò, hắn chợt khẽ động, hắn không ngờ một sự việc căn bản là nhỏ nhặt như vậy lại hướng về phía Chủ tịch Lý Quý Niên.
Kim Điền Lạc cảm thấy vài năm trước Lý Quý Niên là một vị chủ tịch thành phố căn bản không xứng đáng với chức vụ, nhưng bây giờ thì ngược lại, là một vị chủ tịch cực kỳ phù hợp. Lý Quý Niên bày ra vị trí chính đáng của mình dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân, hắn làm tốt các hạng mục công tác ở thành phố La Nam, có thể nói là một người chấp hành rất tốt. Bây giờ có người ra tay với Lý Quý Niên, trong tỉnh lại nhanh chóng đồng ý, nếu sự kiện đền bù giải tỏa là thật, tuyến trên sẽ xem đây là một cơ hội tốt để điều chỉnh, tất nhiên Lý Quý Niên sẽ là người phải đứng mũi chịu sào. Kim Điền Lạc càng thêm sáng tỏ sự việc, hắn càng dùng ánh mắt kính nể nhìn vị bí thư trẻ tuổi ở trước mặt. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhưng Vương Tử Quân có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, rõ ràng không thể không phục. Nhưng thật sự là ai đang dở trò? Hầu như chỉ sau nháy mắt thì Kim Điền Lạc đã biết người đó là ai, ai có được lợi ích lớn nhất sau khi Lý Quý Niên rời khỏi thành phố La Nam. Ai có thể điều động được người của phòng văn thư dưới sự chỉ đạo của mình. Nếu kết quả thật sự là như vậy, thế thì thật sự quá sinh động rồi. Lúc này Vương Tử Quân gọi mình vào phòng làm việc chỉ là phân tích đầu đuôi sự việc như vậy thôi sao? Rõ ràng là không phải. Kim Điền Lạc nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn chợt hiểu ý của Bí Thư Vương, thế là trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi sẽ nói sự việc này với Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi trầm giọng nói. Chuyện này tôi tin Chủ tịch Lý sẽ có hướng xử lý tốt nhất. Kim Điền Lạc nở nụ cười thầm hiểu với Vương Tử Quân. Tất nhiên hắn đã hiểu rất rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Khi hắn chuẩn bị thay đổi chủ đề, chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói. Sau đó anh viết một tài liệu báo cáo gửi lên tỉnh giải thích sự việc, nói là thành phố La Nam chúng ta làm không tốt công tác giải quyết hậu quả, kính mong lãnh đạo phê bình. Vương Tử Quân nói mong lãnh đạo phê bình, thế nhưng Kim Điền Lạc hiểu, đây chính là Bí Thư Vương đang phản bác không một tiếng động. Lúc này bầu không khí Tết nhất còn chưa tán đi. Tỉnh ủy vì một sự việc nhỏ nhặt đã nhanh chóng phái người xuống điều tra, căn bản không đủ lực tín nhiệm với ban ngành thành phố La Nam. Kim Điền Lạc hiểu rất rõ phản ứng của lãnh đạo tỉnh ủy sau khi nhận được báo cáo yêu cầu phê bình như vậy, thế nhưng cho ra bản báo cáo như vậy tuy thoải mái nhưng lại tạo nên ngăn cách giữa mình và lãnh đạo tuyến trên. Kim Điền Lạc có chút lo lắng, hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới khẽ nói. Bí Thư Vương, làm như vậy có tốt không? Phòng văn thư có thể điều tra được thứ gì đó liên quan đến chúng ta hay không? Vương Tử Quân biết rõ thiện ý nhắc nhở của Kim Điền Lạc, thế nhưng hắn biết lúc này dù mình không phản kích thì cũng có vài người không muốn hắn sống khá giả. Nếu đối phương đã không muốn mình sống khá giả, như vậy thì làm cho không có ai sống tốt, người làm trò ác, tất nhiên phải làm ác lại. Quan lớn đè chết người, Vương Tử Quân nghĩ đến câu nói này mà thở dài một hơi. Tuy trong lòng hắn thật sự không phục nhưng dù thế nào cũng không thể không làm việc theo đúng nguyên tắc. Sau khi Kim Điền Lạc đi ra khỏi phòng, Vương Tử Quân đi đến bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn chiếc lá vàng rơi xuống được gió thổi bay qua bên cạnh cửa sổ. Gió thổi lá bay, lúc này có người đang muốn hô phong hoán vũ ở thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn nhìn Mễ Lưu Phương với gương mặt đập hổ thẹn ở trước mặt, sau đó cười một tiếng nói. Anh Mễ! Anh xác định thành phố La Nam căn bản không có bất kỳ vấn đề nào ở phương diện đền bù sao. Chương 807-2, Đảng ủy dựng kịch, chính quyền diễn trò. Mễ Lưu Phương gật đầu nói. Thư ký trưởng quan, chuyện này là có thể khẳng định, thành phố La Nam thật sự là một điển hình ở phương diện đền bù giải tỏa trong tỉnh Sơn Nam. Bọn họ thông qua ngân hàng để chuyển khoản đến cho từng hộ có tiền đền bù, Triệu Xương Tỏa gửi đơn thư tố cáo thuần túy chỉ là mâu thuẫn gia đình mà thôi. Anh và các đồng chí đã khổ cực rồi, các anh quay về nghỉ ngơi đi. Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó hắn khẽ nói với Mễ Lưu Phương. Mễ Lưu Phương nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ, hắn có chút chần chờ, ngay sau đó lại khẽ nói. Thư ký trưởng quan, tôi không làm tốt công tác, vì vậy mới. Quan Vĩnh Hạ hiểu ý của Mễ Lưu Phương, hắn khoát tay áo nói. Chuyện này các anh làm rất tốt. Phòng văn thư xuống tuyến dưới cũng không phải mở rộng vấn đề, đó là giải quyết vấn đề. Kết quả mà các anh thu được ở thành phố La Nam thật sự là thứ mà lãnh đạo tỉnh ủy muốn được thấy nhất. Quan Vĩnh Hạ nói rất hay, thế nhưng Mễ Lưu Phương biết lãnh đạo càng nói hay như khiếu thì trong lòng càng bức bối. Hắn biết rõ thư ký trưởng quan là hạng người gì, bây giờ thư ký trưởng nói như vậy, hầu như đã chối bỏ hoàn toàn công tác của hắn. Nhưng Quan Vĩnh Hạ không hài lòng thì thế nào? Thành phố La Nam căn bản không có vấn đề, chính anh cũng không thể nào chụp mũ người ta được, nếu làm không tốt chẳng khác nào đang tự đánh lên mặt mình.
Cuối cùng Mễ Lưu Phương vẫn phải đi ra khỏi phòng làm việc của Quan Vĩnh Hạ, nhưng bước tiến của hắn thật sự không còn kiên định giống như trước kia. Quan Vĩnh Hạ nhìn Mễ Lưu Phương rời khỏi phòng mà vẻ mặt không hoàn toàn biến đổi. Hắn đã biết kết quả trước khi Mễ Lưu Phương đến báo cáo công tác, lúc này hắn cảm thấy không chút dễ chịu. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tất cả dưới tình huống bày mưu đặt kế của Bí Thư Hào Nhất Phong, lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thuận thế tiến lên tấn công mà thôi. Lúc này thì quá tốt, lực lượng đã có nhưng cuối cùng bị người ta phong bế không thể phát ra được. Quan Vĩnh Hạ biết rất rõ, nếu dùng sự kiện này căn bản câu nhô thể nào khởi động thế công với ban ngành thành phố La Nam. Đúng là không ra gì, Mễ Lưu Phương căn bản không hiểu rõ sự việc, thế nhưng anh là quan viên thành phố La Nam, chẳng lẽ cũng không hiểu gì sao? Quan Vĩnh Hạ thầm mắng một câu, sau đó hắn cầm lấy văn kiện vỗ mạnh lên bàn. Sau khi trở thành lãnh đạo tỉnh ủy thì Quan Vĩnh Hạ căn bản rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này trong tay hắn là văn kiện yêu cầu tỉnh ủy phê bình vì không làm tốt công tác đền bù giải tỏa của thành phố La Nam, nó làm hắn cảm thấy giống như đang cầm trong tay một cục than nóng hổi. Quan Vĩnh Hạ biết rõ ý nghĩa của văn kiện yêu cầu lãnh đạo thượng cấp phê bình của thành phố La Nam, nào phải là yêu cầu phê bình, rõ ràng muốn đánh lên mặt hắn. Hắn là người cho ra chỉ thị yêu cầu phòng văn thư tỉnh ủy xuống thành phố La Nam điều tra, còn chưa có kết quả điều tra, không, phải là điều tra ra một điển hình vĩ đại. Thế nhưng bây giờ thành phố La Nam lại muốn lãnh đạo tỉnh ủy cho ra lời phê bình. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như không phải có sự thúc đẩy của Hào Nhất Phong, hắn thật sự không muốn chọc vào người này. Mối liên hệ giữa Quan Vĩnh Hạ với Vương Tử Quân bắt đầu từ thành phố An Dịch. Sau khi thành phố An Dịch lên cấp, không những đưa đến cho tỉnh Sơn Nam một thành phố cấp phó bộ, còn đưa đến một nhóm cán bộ, trong số cán bộ này có một kẻ cực kỳ khó đối phó là Vương Tử Quân. Nếu thành phố An Dịch không thăng cấp thì thật sự là quá tốt. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân không có mặt ở tỉnh Sơn Nam thì mọi việc sẽ căn bản rất dễ xử lý, thế là hắn không khỏi gãi gãi đầu. Nhưng vài sợi tóc rơi xuống lại càng làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc, vì tóc của hắn vốn không nhiều, bây giờ lại rụng xuống vài cây, thật sự làm hắn cảm thấy đau lòng thổn thức không thôi. Quan Vĩnh Hạ xem xét lại mái tóc của mình, sau đó hắn cầm lấy văn kiện yêu cầu phê bình của thành phố La Nam đi về phía phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng của Hào Nhất Phong nhiều năm qua, hắn đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong căn bản chưa từng bao giờ phải đi qua ải của thư ký. Nhưng hôm nay khi hắn chuẩn bị gõ cửa phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong, chợt thấy thư ký vẫy tay với hắn. Có chuyện gì vậy? Quan Vĩnh Hạ nhìn thoáng qua thư ký của Bí Thư Hào Nhất Phong, sau đó khẽ hỏi. Chủ tịch Thạch đang ở bên trong. Viên thư ký cũng không dám đắc tội với một vị thư ký trưởng là thường ủy tỉnh ủy, hắn khẽ lên tiếng nhắc nhở. Thạch Kiên Quân đang ở trong phòng làm việc của Bí Thư Nhất Phong, đây là vì cái gì? Trong đầu Quan Vĩnh Hạ chợt lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thư ký của Hào Nhất Phong, sau đó khẽ hỏi. Cậu có biết Chủ tịch Thạch đến bàn việc gì không? Viên thư ký nói. Khi tôi pha trà thì Chủ tịch Thạch không nói lời nào, thế nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười của Chủ tịch Thạch, giống như cũng không có gì tức giận. Tươi cười, không giống như đang tức giận, đây rõ ràng là một biểu hiện rất tốt. Quan Vĩnh Hạ thầm nghĩ có lẽ Chủ tịch Thạch Kiên Quân có chuyện gì đó quan trọng cần đến tham khảo ý kiến của Bí Thư Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nghĩ đến những chuyện lớn xảy ra trong tỉnh, lại chậm rãi xem xét xem hạng mục nào là phù hợp. Lúc này thư ký cũng nhanh chóng rót cho thư ký trưởng Quan một ly trà nóng. Không chờ Quan Vĩnh Hạ uống hết nửa ly trà thì Thạch Kiên Quân đã từ trong phòng làm việc của Hào Nhất Phong đi ra ngoài. Hào Nhất Phong cũng tươi cười đi ra, nhìn vào trạng thái của hai người, rõ ràng là chủ khách đều vui vẻ. Bí thư Nhất Phong, Chủ tịch Thạch. Quan Vĩnh Hạ tiến lên nghênh đón hai vị lãnh đạo. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Quan Vĩnh Hạ, dù sao với mức độ quen thuộc của hai người cũng không cần khách sáo như đối với người ngoài. Thạch Kiên Quân lại vươn tay ra với Quan Vĩnh Hạ. Thư ký trưởng Quan, trông anh càng ngày càng có tinh thần. Ôi, lãnh đạo, lúc này đầu tôi càng lúc càng hói, vài hôm trước thậm chí vợ tôi còn không cho đi nhuộm tóc ấy chứ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng khiêm tốn nói. Ha ha ha, thư ký trưởng, bây giờ anh rất trẻ khỏe, nếu anh còn đi nhuộm tóc. Chỉ sợ người ta sẽ nói anh được voi đòi tiên mất. Thạch Kiên Quân nói một câu vui đùa, sau đó hắn cười đi về phía bên kia hành lang. Hắn đi được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, thế là mỉm cười nói. Thạch Kiên Quân Quan, có những chuyện nhỏ nhặt chúng ta cũng không cần phải làm quá, lãnh đạo là cái gì?
chúng ta làm tốt quyết sách là được, còn chấp hành cụ thể như thế nào thì phải để cho người bên dưới xử lý. Chúng ta phải tin tưởng đồng chí bên dưới của mình, như vậy bọn họ mới có thể làm tốt việc của mình được. Vâng. Quan Vĩnh Hạ liên tục gật đầu xưng vâng nhưng trong lòng lại liên tục chửi chó má. Hắn biết rõ đây là Thạch Kiên Quân đang nói móc mình, đang ném sự việc vừa xảy ra với thành phố La Nam ra bên ngoài. Chương 808 một muốn có được vị trí thì phải chen lấn. Sau khi Thạch Kiên Quân đi xuyên qua hành lang, Quan Vĩnh Hạ đi theo Hào Nhất Phong vào trong phòng làm việc. Hào Nhất Phong đi mà không nói gì, vẻ mặt tuy rất bình thường nhưng Quan Vĩnh Hạ lại hiểu rõ, trong lòng bí thư Hào Nhất Phong đang rất không thoải mái. Nói thật thì chuyện này rơi lên người ai thì không thể nào vui vẻ cho được, dù sao thì một kế hoạch tốt lại rơi vào kết quả không đến nơi đến chốn, còn bị người ta cắn ngược lại một cái. Bí thư Hào, đây là do tôi không làm tốt công tác, mới tạo nên cục diện bị động vào lúc này. Quan Vĩnh Hạ biết rõ vì sao Hào Nhất Phong không thoải mái, thế nên trực tiếp mở miệng xin lỗi. Hào Nhất Phong khoát tay áo tỏ ý cho Quan Vĩnh Hạ ngồi xuống, sau đó trầm giọng nói. Tôi biết rõ xuất phát điểm của anh là tốt, thế nhưng làm việc gì cũng phải cẩn thận, bảo đảm cực kỳ cẩn thận, không thể cho người ta đơn giản bắt được bím tóc của mình. Vâng, tôi xin khắc ghi lời phê bình của anh, sau này công tác sẽ đảm bảo không xuất hiện hiện tượng này nữa. Quan Vĩnh Hạ biết rõ lúc này mình càng gật đầu như gà mổ thóc thì sẽ càng dễ dàng vượt qua đợt kiểm tra của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, lão cũng không muốn tiếp tục gây phiền toái cho Quan Vĩnh Hạ. Chỉ là muốn chỉ điểm một chút mà thôi, không nên gõ búa lên đầu. Lão không muốn dùng lời lẽ quá nặng nề, dù sao thì chuyện này cũng là do lão đồng ý. Thư ký trưởng quan, sau này phải cẩn thận xử lý sự việc xảy ra ở thành phố La Nam, cần có đủ tang chứng vật chứng mới được. Hào Nhất Phong nói đến phương diện này, rõ ràng lão đã cực kỳ cố kỵ sự kiện lần này. Vâng, bí thư Hào cứ yên tâm, sau này chúng tôi sẽ nhất định không bao giờ phạm vào sai lầm như lần này. Quan Vĩnh Hạ nói xong thì đưa phần văn kiện xin phê bình của thành phố La Nam cho Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong mở ra và trực tiếp ném lên mặt bàn, gương mặt tốt đẹp chợt trở nên âm trầm. Thỉnh cầu phê bình, hừ, rõ ràng là không muốn buông tha cho người ta. Quan Vĩnh Hạ thầm hiểu lòng căm tức của Hào Nhất Phong, nhưng lúc này hắn cũng thật sự không nói nên lời. Hào Nhất Phong đi qua đi lại hai bước sau bàn làm việc, lão trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói. Nhanh chóng cho ra một hội nghị chuyên đề, tiến hành đề xuất khen ngợi thành phố La Nam, đồng thời cũng phải tổ chức học tập theo thành phố La Nam, cố gắng chứng thực ích lợi của quần chúng. Quan Vĩnh Hạ nhanh chóng ghi nhớ chỉ thị của Hào Nhất Phong, hắn cũng rất bội phục tâm tính độ lượng của bí thư Hào. Hắn thấy rõ những vị lãnh đạo tỉnh ủy căn bản không có bất kỳ ai là đèn cạn dầu, chỉ cần có văn bản thì bọn họ sẽ nhìn ra vấn đề. Có lẽ mọi người sẽ thầm hiểu sự kiện này là bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong bị người ta đánh vào mặt. Nhưng dù thế nào thì Quan Vĩnh Hạ cũng phải chứng thực chỉ thị của bí thư Hào Nhất Phong. Sau khi ghi chép rõ ràng vào sổ, Quan Vĩnh Hạ có chút do dự, cuối cùng nói. Bí thư Hào, sự việc ở thành phố La Nam có phải nên buông ra hay không? Lúc này buông ra chính là một lựa chọn khá tốt dành cho Hào Nhất Phong, nhưng Hào Nhất Phong chậm rãi đi qua đi lại hai vòng, sau đó lão khoát tay áo nói. Chuyện này không thể rơi vào tình huống không giải quyết được gì giống như vậy được. Đồng chí Lý Quý Niên đã công tác nhiều năm ở thành phố La Nam, năng lực công tác rất mạnh, thành tích cũng quá rõ ràng. Đối với những đồng chí như thế này thì chúng ta cần phải đề bạt đến cương vị quan trọng, anh nói xem có đúng không? Quan Vĩnh Hạ hiểu lần này Hào Nhất Phong nhất quyết muốn xử lý sự việc ở thành phố La Nam. Hắn biết rõ bí thư Hào Nhất Phong là người thế nào, lời nói như nước đổ khó hốt, dù cho có nhiều phiền toái xuất hiện thì có những sự việc căn bản không thể quay đầu. Vâng. Phải nên đề bạt trọng dụng. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói. Chỉ là lúc này các đơn vị trong tỉnh đều đã được điều chỉnh, căn bản không còn đơn vị nào thiếu người. Chen lấn nhau sẽ có. Hào Nhất Phong nhìn Quan Vĩnh Hạ rồi nói. Hội trường thành phố La Nam, hơn 1.000 cán bộ tụ tập ở nơi đây nghe báo cáo của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Hội nghị này khác biệt với trước kia, vì nhân viên tham gia hội nghị kéo đến tận cấp thôn. Cán bộ 4 cấp thành phố, huyện, xã, thôn cùng tham gia hội nghị được tổ chức ở hội trường thành phố La Nam. Lúc này thời tiết còn hơi lạnh, thiết bị nơi này lại có chút đơn sơ, vì bảo trì nhiệt độ ổn định của hội nghị, có hơn vài chục chậu than củi được đặt trong hội đường, liên tục bùng lên nhiệt lượng vô tận. Vương Tử Quân cũng không ngồi trên đài chủ tịch như trước kia, hắn từ bên dưới đi lên,
cầm lấy micro, bắt đầu nói ra cương lĩnh thi hành biện pháp chính trị của mình ở thành phố La Nam. Tiến thêm một bước giải phóng tư tưởng, mở rộng và đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư, rót vào sức mạnh mới vì sự phát triển kinh tế thành phố La Nam, tiến thêm một bước cải tiến tác phong công tác, nâng cao hiệu suất công tác, cần cố gắng vì dân mà làm ra những việc mang tính hiện thực, tiến thêm một bước tăng cường giúp đỡ các xí nghiệp vừa và nhỏ, tiến thêm một bước phát triển xây dựng những khu công nghiệp, dựa vào những hạng mục này để thúc đẩy địa phương phát triển kinh tế. Tiến thêm một bước đẩy mạnh quy hoạch xây dựng thành phố, làm sao quy hoạch thật sự khoa học, đồng thời phải áp dụng cực kỳ nghiêm khắc. Cố gắng làm cho thành phố La Nam trở nên hài hòa, sắp xếp hợp lý, liên tục đẩy mạnh chất lượng cuộc sống của nhân dân. Gió lạnh từ bên ngoài liên tục rót vào trong hội đường, thế nhưng bầu không khí bên trong vẫn rất nhiệt liệt, những tràng pháo tay như sấm liên tục vang lên. Lý Quý Niên ngồi trên đài chủ tịch nhìn Vương Tử Quân đang lớn tiếng phát biểu, trong lòng thật sự có chút hâm mộ. Hắn ở thành phố La Nam đã biết bao lần làm báo cáo, có thể nói là đếm không hết, thế nhưng căn bản là lần đầu tiên được nghe những tràng pháo tay khủng bố như vậy. Lý Quý Niên cũng hiểu không phải báo cáo của Vương Tử Quân quá hay quá đẹp, chủ yếu là vị bí thư thị ủy trẻ tuổi kia làm cho cán bộ cả thành phố thấy được hy vọng phát triển trong tương lai. Vì mới nửa năm đến nhận chức ở thành phố La Nam nhưng bí thư Vương đã sáng tạo ra kỳ tích phát triển của thành phố La Nam, GDP tăng tiến, thật sự có xu thế chấn động toàn tỉnh. Hàng loạt vinh dự chen chúc nhau kéo đến thành phố La Nam, điều này làm cho người La Nam cảm thấy rất tự hào. Khi chính quyền có thành tích phát triển kinh tế rạng rỡ, tất nhiên sẽ làm cho dân chúng sinh ra tín nhiệm. Thật sự là kém xa, nếu so sánh với người ta thì những năm qua mình chẳng làm được gì ra hồn. Lý Quý Niên lúc này có thể nói là bày ra vị trí chính đáng của mình, dù sao Vương Tử Quân thúc đẩy thành phố La Nam phát triển quá mạnh mẽ, như vậy sẽ nhanh chóng lên cấp mà thôi. Tất nhiên Vương Tử Quân có được công lao, cũng không thể không có công lao của Chủ tịch Lý Quý Niên, dù sao hắn cũng là Chủ tịch thành phố La Nam. Chương 808-2, muốn có được vị trí thì phải chen lấn. Một thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ chắc chắn sẽ cho ra một loạt cán bộ có địa vị cao, biết đâu trước khi Lý Quý Niên về hưu có thể tìm được một vị trí cấp phó tỉnh. Trước đó hắn căn bản đã chặt đứt ước mơ tiến lên cấp bậc phó tỉnh của mình. Thế nhưng bây giờ ý nghĩ đó lại nổi lên và điên cuồng hoạt động trong lòng hắn. Đãi ngộ cấp phó tỉnh thật sự làm cho người ta phải thèm thuồng. Lý Quý Niên cảm thấy trong lòng đầy lửa nóng, hắn khẽ quay đầu, chợt thấy Lục Ngọc Hùng. Lúc này Lục Ngọc Hùng ngồi bên phải Vương Tử Quân, bí thư Vương đi sang bên kia làm báo cáo, hai người không còn Vương Tử Quân ở giữa, thế là rơi vào tình huống đối mặt nhau. Lục Ngọc Hùng cũng không nhìn Lý Quý Niên, vẻ mặt âm trầm đen đúa vẫn giống hệt như một mãnh hổ. Bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến cắn xé người khác. Khi thấy Lục Ngọc Hùng, Lý Quý Niên chợt nghĩ đến tình huống nói chuyện với một bộ hạ cũ vào hai ngày trước. Vốn hắn cũng không quá coi trọng sự kiện ở phòng văn thư, thế nhưng sau khi nghe bộ hạ cũ nói như vậy thì trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh. Bộ hạ cũ của hắn nói rất đúng, nếu như có vấn đề xảy ra ở phương diện đền bù giải tỏa, người đầu tiên bị tỉnh ủy khai đao chính là chủ tịch thành phố Lý Quý Niên hắn. Đừng nghĩ đồng chí Tân là người của Vương Tử Quân mà không quan tâm, vì Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, chỉ nắm chắc công tác xác định phương hướng, nắm công tác nhân sự cán bộ, còn công tác kinh tế lại do chủ tịch nắm giữ. Hơn nữa Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thời gian ngắn, lại có chiếc áo phát triển kinh tế quá sặc sỡ, dù là lãnh đạo thành phố cũng không thể nào dao động được vị trí của hắn. Lý Quý Niên thì lại khác trước kia, chính mình là ai, mình chỉ là một chủ tịch thành phố. Hơn nữa còn là một vị chủ tịch mà vài năm rồi chưa làm được gì ra hồn. Nếu như có người lợi dụng thời cơ lần này để ép mình rời khỏi chức vụ, chỉ sợ sẽ chẳng có ai mở miệng nói tốt cho mình. Nếu Lý Quý Niên mất đi vị trí chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ chẳng bao giờ có được một sắp xếp tốt đẹp khác. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là ánh mắt rơi lên người vị trưởng phòng văn thư ngồi cách đó không quá xa. Người này năm xưa có quan hệ rất mật thiết với Lục Ngọc Hùng. Lần này sự việc bất lợi cho mình bùng phát chắc chắn không thiếu liên hệ với đối phương, nếu như mình không trừng trị đối phương, sẽ còn có ai sợ mình nữa. Đầu óc Lý Quý Niên nhanh chóng hoạt động, đúng lúc này Vương Tử Quân cũng báo cáo xong. Trong thời gian nửa giờ, Vương Tử Quân đưa ra không ít yêu cầu về phương diện phát triển kinh tế, càng nhắc đến các phương diện cải cách nhân sự. Dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Vương Tử Quân đi về vị trí của mình. Lúc này Lục Ngọc Hùng là người chủ trì hội nghị đã dùng giọng điệu đặc biệt của mình để yêu cầu tất cả đơn vị tham gia hội nghị phải tích cực chứng thực tinh thần chỉ thị của Bí Thư Vương, cần phải chứng thực những lời nói của Bí Thư Vương.
Bí thư Lục yêu cầu đẩy mạnh hoạt động cải cách, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thúc đẩy thành phố La Nam phát triển. Hội nghị chấm dứt, đám người tham gia hội nghị bắt đầu đổ về khắp bốn phía. Lý Quý Niên đứng ở bên cạnh Vương Tử Quân, cùng Bí thư Vương chào hỏi các đại biểu đơn vị đến tham gia hội nghị. Nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ nên mở miệng thế nào với Vương Tử Quân, phải làm sao để dạy bảo cho tên trưởng phòng dám đâm đao sau lưng hắn một bài học. Bí thư Vương, tôi cảm thấy hội nghị hôm nay cực kỳ thành công, tinh thần của các đồng chí đều bừng bừng phấn chấn. Vừa rồi các đồng chí huyện Hồ Đông nói với tôi rằng bọn họ đang chuẩn bị phát huy ưu thế địa phương để xây dựng phát triển căn cứ dược phẩm. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt tươi cười của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân cười cười nói. Anh Lý, phương diện kêu gọi đầu tư dù rất quan trọng, thế nhưng nếu muốn thành phố La Nam chúng ta phát triển thì vẫn phải bồi dưỡng và phát triển xí nghiệp bản địa. Chỉ khi nào đẩy mạnh các quận huyện cùng phát triển, như vậy thành phố La Nam chúng ta mới thật sự phát triển đi lên. Bí thư Vương nói đúng, hai ngày trước tôi đã đến huyện Dương Phong một chuyến, phương diện xây dựng cơ bản của khu du lịch Cô Yên Sơn đã thật sự rất tốt. Phó Tổng Giám đốc phụ trách công tác xây dựng nói rằng đến tháng 5 của năm nay sẽ cố gắng hoàn thành con đường đến Cô Yên Sơn. Lý Quý Niên đứng trước mặt Vương Tử Quân càng tỏ ra cực kỳ cẩn thận, bộ dạng chăm chú báo cáo công tác. Hắn biết rõ bây giờ Vương Tử Quân chính là người ủng hộ lớn nhất của mình ở thành phố La Nam. Dù sao Lý Quý Niên cũng là một chủ tịch thành phố La Nam, một bí thư như Vương Tử Quân căn bản là đốt đèn lồng đi tìm cũng không có được một người như hắn. Nếu để cho Lục Ngọc Hùng thay thế vị trí của mình, hắn không tin Lục Ngọc Hùng sẽ nghe lời Vương Tử Quân giống như mình. Hoàn thành và thông xe càng sớm càng tốt, nếu đường sắt Mân Cô và đường cao tốc Sơn La cũng thông xe trong năm nay thì thật sự quá tốt. Vương Tử Quân sờ lên đầu mình rồi nói. Nhưng sự kiện này chúng ta cũng không nên cho ra yêu cầu quá cao, còn phải phát triển dựa theo quy luật. Lý Quý Niên cười cười, phản ứng đầu tiên của hắn sau khi nghe lời nói của Vương Tử Quân chính là liên hệ với ban chỉ huy đường cao tốc Sơn La, để cho bọn họ đẩy mạnh tiến độ thi công. Xem ra chính mình càng lúc càng đặt nặng phản ứng của Vương Tử Quân. Chủ tịch Lý, hôm nay chúng ta mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo quận huyện, anh là chủ lực của ngày hôm nay, cần phải uống nhiều một chút. Vương Tử Quân vỗ vỗ bả vai của Lý Quý Niên rồi cười nói. Điều này là nhất định. Những thứ khác tôi không làm được, nhưng phương diện uống rượu thì Bí thư Vương cứ yên tâm. Lý Quý Niên cười cười rồi nói. Hai chiếc xe từ hai hướng chạy đến dừng ở gần bên cạnh Vương Tử Quân và Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên nhìn chiếc Santana trước mặt, hắn thầm có một ý nghĩ, mình rõ ràng là một chủ tịch thành phố không hợp cách, vì sao còn để cho lãnh đạo đứng đầu thành phố La Nam phải đi xe Santana. Vương Tử Quân lên xe thì Lý Quý Niên cũng lên xe của mình. Nhưng trong xe của hắn không phải là hai người như trước, mà là ba người. Lúc này ở hàng ghế phía sau, Duẫn Quang Phát đã là quyền chủ tịch huyện Dương Phong đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Chủ tịch Lý. Duẫn Quang Phát thấy Lý Quý Niên thì chào hỏi tràn đầy nhiệt tình. Lý Quý Niên rất thân cận với vị thư ký tiền nhiệm này của mình, hơn nữa bây giờ Duẫn Quang Phát là chủ tịch huyện Dương Phong, tương lai vô hạn. Bây giờ Lý Quý Niên đi đến độ tuổi này, hắn cũng nhanh chóng tính toán chuyện mình sắp lui ra phía sau. Quang Phát, huyện Dương Phong thế nào rồi? Lý Quý Niên hít vào một hơi thuốc rồi nói. Chương 809, một bệnh kinh phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết. Chủ tịch Lý, huyện Dương Phong phát triển rất tốt, bầu không khí phát triển rất nồng nặc, trước kia cơ quan hoạt động chậm chạp, bây giờ hầu như tất cả đều trở nên năng động. Duẫn Quang Phát nở nụ cười làm cho Lý Quý Niên cũng cười ha hả. Lý Quý Niên chỉ vào bộ hạ cũ của mình rồi cười nói. Tiểu tử cậu cái gì cũng tốt, nhưng cách nói chuyện như vậy căn bản không thể sửa được, đôi khi tôi thấy nên khâu miệng cậu lại mới đúng. À, đúng rồi, ở huyện Dương Phong không cho phép cậu nói này nói nọ. Chủ tịch cứ yên tâm, tôi rất thành thật ở huyện Dương Phong, không dám làm bậy hay nói bậy. Duẫn Quang Phát giống như đang mở miệng báo cáo tư tưởng. Bí thư Nhan thật sự rất giúp đỡ công tác của tôi, trên cơ bản tôi đều đã tiến vào công tác của mình. Lý Quý Niên khẽ gật đầu. Hắn rất tán thưởng Duẫn Quang Phát ở phương diện này, sau đó cười nói. Như vậy thì tốt, cậu còn trẻ, mà Bí thư Nhan sĩ tắc càng là cán bộ được Bí thư Vương coi trọng. Lúc này huyện Dương Phong đang không ngừng phát triển, thời gian Bí thư Nhan sĩ tắc ở huyện Dương Phong sẽ không còn nhiều, đến lúc đó cậu sẽ thuận tiện tiến lên thay thế vị trí của Bí thư Nhan. Duẫn Quang Phát có thể nói là cực kỳ tin tưởng lão lãnh đạo của mình, hắn càng tin tưởng chỉ cần lão lãnh đạo tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tịch thành phố.
như vậy chức phụ bí thư huyện ủy Dương Phong sẽ là của hắn. Vì thế lúc này nếu ai uy hiếp đến vị trí của lão lãnh đạo, chính là gây khó dễ với hắn. Lần này hắn leo lên xe của Lý Quý Niên, cũng không phải đơn giản là báo cáo công tác. Quang Phát, cậu có thời gian cũng đừng chạy đến chỗ tôi, nên sang bên Bí Thư Vương ngồi một chút, cũng nên đến báo cáo tư tưởng cho Bí Thư Vương. Bí Thư Vương rất tán thưởng những cán bộ trẻ dám nghĩ dám làm, cậu nên nắm chắc cơ hội. Duẫn Quang Phát nghe lời nói của Lý Quý Niên thì tâm tính kiên định lại càng thêm kiên định hơn, hắn gật đầu đồng ý yêu cầu của Lý Quý Niên, sau đó trầm giọng nói. Chủ tịch, hai ngày trước tôi cùng vài vị chủ nhiệm trong ủy ban cải cách uống rượu nói chuyện, bọn họ nói vài câu làm cho tôi cảm thấy không quá tốt. Lý Quý Niên chợt sững sờ, hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Duẫn Quang Phát, hắn biết rõ sự việc không phải nhỏ, nếu không thì thủ hạ của mình cũng sẽ không nghiêm túc như vậy. Sự việc gì? Lý Quý Niên cố gắng áp chế tâm tư của mình, hắn dùng giọng bình tĩnh hỏi. Tôi nghe Phó chủ nhiệm Triệu nói, khi đó mọi người đã uống chút rượu, rằng thành phố La Nam sắp thay đổi, đến khi Bí thư Lục tiến lên làm chủ tịch thành phố, cũng không phải tất cả sẽ nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân. Duẫn Quang Phát nhìn vẻ mặt lãnh đạo của mình, sau đó nói ra từng chữ một. Sự việc này thật sự là quá lớn, nếu như Lục Ngọc Hùng trở thành chủ tịch thành phố, như vậy lãnh đạo của mình sẽ đi đâu? Sẽ đến Hội đồng Nhân dân hay Mặt trận Tổ quốc? Hai địa phương này cũng không có gì là quá mức đối với chủ tịch Lý Quý Niên, thế nhưng sau này nếu không được Lý Quý Niên nâng đỡ, Duẫn Quang Phát hắn sao có thể tiếp tục phát triển cho được? Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố. Lý Quý Niên tuy rất muốn bảo trì bộ dạng bình tĩnh của mình, thế nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy hắn căn bản là không làm được. Hắn thật sự có chút sợ hãi từ tận đáy lòng, có một người đứng lên đánh mạnh vào vị trí của mình, thật sự làm hắn cảm thấy nguy cơ, hơn nữa nguy cơ đó liên tục tăng tiến. Nên làm gì bây giờ? Trong đầu Lý Quý Niên liên tục xuất hiện vài ý nghĩ, đầu tiên nghĩ đến Vương Tử Quân, dù sao thì Bí Thư Vương cũng không hy vọng mình bị điều đi. Đây chính là chỗ dựa rất lớn. Vương Tử Quân càng không hy vọng Lục Ngọc Hùng tiến lên, tổng hợp lại không phải kết quả sẽ là Bí Thư Vương sẽ cố gắng bảo vệ mình sao. Tuy Vương Tử Quân rất ít khi bộ lộ khả năng của mình, thế nhưng Lý Quý Niên căn bản biết rõ Bí Thư Vương là một người bất phàm, nếu không thì sẽ chẳng thể nào trở thành Bí Thư thành phố La Nam khi còn trẻ như vậy, càng không thể nào chơi trò cao tay với lãnh đạo tỉnh ủy được. Phải tìm gặp Vương Tử Quân để thương lượng vài đối sách. Lý Quý Niên thầm hạ quyết tâm, sau đó hắn trở nên trầm tĩnh, hắn trầm giọng nói với Duẫn Quang Phát. Chuyện này cũng không nên nói lung tung, Bí Thư Vương sẽ giúp đỡ tôi. Duẫn Quang Phát hiểu rõ về Lý Quý Niên, tuy câu trước Lý Quý Niên nói khá lớn, thế nhưng hắn lại cảm thấy lãnh đạo của mình không đủ lòng tin, nhưng câu nói sau cùng lại khá chém đinh chặt sắt. Duẫn Quang Phát cũng chỉ coi trọng câu sau cùng, lão lãnh đạo có sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chắc chắn sẽ không thể động vào. Nhưng người của Lục Ngọc Hùng đã nói ra những lời như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn chưa nắm chắc sao? Bầu không khí trở nên nặng nề, sau đó xe chạy đến khách sạn La Nam. Thấy xe Vương Tử Quân dừng ở phía trước, Lý Quý Niên nhanh chóng xuống xe tiến lên mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đang gọi điện thoại, hắn cũng không ngờ Lý Quý Niên lại tiến lên mở cửa xe cho mình. Sau khi sững sốt thì hắn khẽ hỏi. Anh Lý, có phải có chuyện gì xảy ra không? Lý Quý Niên lúc này mới cảm thấy mình làm hơi quá, vừa rồi hắn có chú sốt ruột, thế cho nên mới làm ra hành động mà chính mình cũng cảm thấy mất mặt như vậy. À, tôi thấy cửa xe của anh còn chưa được khóa kỹ, ha ha. Lý Quý Niên cũng không tìm được cái cớ nào vào lúc này, thế cho nên mở miệng pha trò. Vương Tử Quân tất nhiên cũng phải nể mặt Lý Quý Niên, hắn cười hai tiếng với Lý Quý Niên, sau đó khẽ nói. Chủ tịch Lý, người đã đến đông đủ, chúng ta đi qua thôi. Lý Quý Niên vốn định nói với Vương Tử Quân về sự kiện Lục Ngọc Hùng sắp được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, nhưng bây giờ thật sự là không phải lúc. Hắn đi theo sau lưng Vương Tử Quân, tuy vẻ mặt vui vẻ hớn hở, thế nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút âm trầm. Lúc này tất cả lãnh đạo các quận huyện trong thành phố La Nam đã tập trung ở trong khách sạn La Nam, Phó Bí Thư Lục Ngọc Hùng đang được vài người vây quanh, bầu không khí có vẻ cực kỳ nhiệt liệt. Lục Ngọc Hùng là một cán bộ thâm căn cố đế ở thành phố La Nam, hắn đi từ vị trí trưởng phòng tổ chức thị ủy đến phó bí thư thị ủy, có thể nói là môn sinh chiếm nửa thiên hạ. Tuy Vương Tử Quân đã vung tay điều chỉnh với biên độ rộng, đả kích mạnh mẽ thế lực của Lục Ngọc Hùng, thế nhưng vẫn có không ít lãnh đạo đứng đầu quận huyện đi theo bí thư Lục. Hiện tại con người trong quan trường cực kỳ linh thông tin tức,
có một số việc anh cho rằng chỉ một mình biết được, thế nhưng thực tế thì mọi người đã hiểu rõ từ lâu rồi. Tin tức Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên thay thế vị trí của Lý Quý Niên đã lan truyền khắp thành phố La Nam, thế cho nên một vài người đang do dự lại tiếp tục dựa về phía Lục Ngọc Hùng. Chương 809-2, Bệnh Kinh Phong còn chưa kịp phát thì người ta đã biết. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng đứng trò chuyện vui vẻ trong đám người mà thật sự không có bất kỳ vấn đề gì, hắn vẫn đi đến với nụ cười rạng rỡ trên môi. Lý Quý Niên đi bên cạnh Vương Tử Quân, lúc này tâm tư thật sự trầm xuống rất nhanh. Lý Quý Niên biết rõ trong quan trường không có sự việc yêu vô cớ hận vô cớ, bây giờ người ta đang dựa về phía Lục Ngọc Hùng, như vậy càng chứng minh tin tức đến từ Duẫn Quang Phát là không sai. Nếu mình ảm đạm rơi đài, như vậy kết cục. Bí thư Vương. Bí thư Vương. Một vài người thấy Vương Tử Quân và Chủ tịch Lý Quý Niên đi đến, thế là bọn họ nhanh chóng đứng lên chào hỏi. Những người đang trò chuyện vui vẻ quanh Lục Ngọc Hùng cũng nhanh chóng đến tụ tập chung quanh Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi tôi đã tìm hiểu một chút, các đồng chí rất nhiệt tình, bảo rằng hôm nay sẽ dùng một bữa cơm đơn giản, đợi đến thời điểm cuối năm có thành tích cao độ, bọn họ sẽ bắt ngài mời bữa tiệc lớn. Lục Ngọc Hùng thấy Vương Tử Quân thì cũng mỉm cười đi đến rồi lớn tiếng nói. Được rồi, chúng ta nhớ cho kỹ đấy nhé, cuối năm nay sẽ khác hẳn năm trước. Tôi đứng nơi đây nói rõ ràng, chỉ cần năm nay có thể vượt qua năm trước, chúng ta sẽ tụ tập uống một bữa cực kỳ sảng khoái. Vương Tử Quân vung tay lên với mọi người, hắn dùng giọng cực kỳ hào khí nói. Thấy Bí thư Vương hào hứng như vậy thì đám bí thư và chủ tịch huyện cũng nhiệt tình kéo đến vây quanh. Bọn họ giới thiệu kế hoạch phát triển của quận huyện mình trong năm nay, thế là bầu không khí đại sảnh trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Lục Ngọc Hùng đứng ở bên cạnh nhìn tình huống náo nhiệt đang diễn ra nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác khổ sở. Năm xưa dù là bí thư Trình tự học còn công tác ở thành phố La Nam, thậm chí cũng chưa từng đạt đến mức độ này. Vương Tử Quân làm người đứng đầu thành phố La Nam còn chưa được một năm, thế nhưng đám lãnh đạo quận huyện đã vây quanh không có lối chen chân. Chính Lục Ngọc Hùng cũng cảm thấy mình và Vương Tử Quân có chênh lệch quá lớn. Nhưng khi Lục Ngọc Hùng nghĩ đến tin tức mà đại nhân vật trên tỉnh để lộ ra với mình, tâm tình của hắn lại trở nên tốt hơn. Tuy hắn không thể trở thành bí thư thị ủy, thế nhưng trở thành chủ tịch thành phố cũng đã là quá tốt. Hơn nữa khi trở thành chủ tịch thành phố thì mình sẽ có cơ hội được cạnh tranh công bằng với Vương Tử Quân. Tiệc rượu bắt đầu, Vương Tử Quân dẫn các vị lãnh đạo thị ủy đi chúc rượu các vị lãnh đạo quận huyện. Vì vậy mà bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Vương Tử Quân càng mở miệng nói cuối năm mình sẽ tự mời rượu ba quận huyện đứng đầu ở phương diện phát triển kinh tế, lời hứa hẹn này càng làm cho các vị bí thư và chủ tịch huyện cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều biết rõ, đến lúc đó bọn họ không chỉ được bí thư Vương kính rượu, còn gây ra ấn tượng tốt với bí thư Vương. Nếu bọn họ có thể để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo, điều này là cực kỳ quan trọng với phương hướng phát triển của bọn họ trong tương lai. Lý Quý Niên uống nhiều rượu, tâm tư càng thêm hỗn loạn. Con người nếu như không có lòng nghi ngờ thì không có vấn đề, thế nhưng một khi mà trong lòng đã mọc rễ nghi ngờ, chắc chắn nhìn thứ gì cũng cảm thấy không đúng. Vì không có chuyện gì cũng có thể tìm ra vấn đề, huống hồ lần này là thật sự có chuyện xảy ra. Trong lúc đi mời rượu, Lý Quý Niên chợt cảm thấy Lục Ngọc Hùng càng được đám bí thư và chủ tịch huyện kia coi trọng hơn cả mình. Tuy đám người kia căn bản không kính sợ và tôn trọng Lục Ngọc Hùng bằng Vương Tử Quân, thế nhưng lại vượt qua chính mình. Lý Quý Niên thấy đám người kia tuy còn kính sợ mình, thế nhưng lại không đạt đến mức độ như đối với Lục Ngọc Hùng. Chính hắn là chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, có thể nói là liên tục phát triển. Thế nhưng lúc này một người như hắn lại không bằng Lục Ngọc Hùng, điều này chỉ có thể nói rõ trong lòng mọi người không coi một chủ tịch Lý như hắn ra gì. Thư ký trưởng, hai chúng ta uống một ly. Lý Quý Niên thấy Kim Điền Lạc đứng mở miệng phân phó giám đốc khách sạn ở bên cạnh, thế là vẻ mặt hắn chợt biến đổi, sau đó nâng ly đi về phía Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc đối mặt với lời mời của chủ tịch Lý Quý Niên thì cũng không phản đối, hắn phất tay cho viên giám đốc kia đi nơi khác, sau đó nâng ly lên nói. Chủ tịch Lý, tôi mời ngài một ly. Ôi, thư ký trưởng, hai người chúng ta đã cộng sự với nhau nhiều năm, nếu có gì bất kính mong anh bỏ qua cho. Chúng ta cùng nâng ly. Lý Quý Niên nói rồi nâng ly rượu cùng với Kim Điền Lạc, sau đó uống cạn. Hôm nay chúng ta vui vẻ uống rượu, cũng không biết sang năm có còn cơ hội được uống rượu với anh Kim nữa không. Lý Quý Niên nâng ly rượu trong tay lên rồi dùng giọng cảm khái nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc là một thư ký trưởng văn phòng thị ủy, tất nhiên sẽ là người cực kỳ linh thông tin tức.
Lúc này hắn nghe được những lời tràn đầy ý nghĩa của Chủ tịch Lý Quý Niên, thế là thầm hiểu ra vấn đề, có lẽ là những tin đồn ngoài kia đã truyền vào tai Chủ tịch Lý. Tâm tư của hắn khẽ động, hắn cười nói. Vì sao lại không thể cùng uống rượu với nhau, trừ khi Chủ tịch Đại Nhân đề nghị Bí Thư Vương yêu cầu tỉnh ủy điều tôi đi nơi khác mà thôi. Anh Kim, là tôi nói đến tôi ấy chứ. Lý Quý Niên khẽ đặt ly rượu lên bàn rồi khẽ nói với Kim Điền Lạc. Vẻ mặt Kim Điền Lạc trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, có một số việc tôi vốn không muốn nói, thế nhưng hai người chúng ta cộng sự với nhau đã rất lâu, cũng không phải không hiểu về tính tình của nhau. Tôi không phải là một người giấu được lời nói của mình, nếu nói không đúng thì kính mong ngài bỏ qua cho. Anh Kim, anh nếu coi Lý Quý Niên tôi là người một nhà, kính mong anh cứ nói ra. Lý Quý Niên vỗ vỗ bả vai Kim Điền Lạc, sau đó trầm giọng nói. Kim Điền Lạc nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, sau đó mới hạ giọng nói. Chủ tịch Lý, sự kiện phòng văn thư tỉnh ủy xuống điều tra sự kiện đền bù giải tỏa ở thành phố La Nam chúng ta. Lúc đầu tôi cảm thấy nó chĩa vào Bí Thư Vương, nhưng cẩn thận suy xét lại, chợt thấy nó giống như hướng về phía ngài. Vẻ mặt Lý Quý Niên có hơi biến đổi, hắn thật sự không ngờ Kim Điền Lạc lại nói ra như vậy. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó trên mặt chợt lộ ra vẻ phẫn nộ. Tiểu nhân, Lý Quý Niên nhìn thoáng qua Lục Ngọc Hùng rồi lạnh giọng nói. Bầu không khí ở thành phố La Nam càng thêm quỷ dị, lúc này tin tức Lý Quý Niên sắp bị điều động càng truyền ra khắp nơi, ngay cả việc Kim Điền Lạc sẽ đi đến đơn vị nào cũng được người ta bàn tán xôn xao. Có người nói Lý Quý Niên sẽ đi đến mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam, có người nói sẽ đến làm bí thư đảng ủy sở văn hóa thông tin, còn có thông tin cho rằng Lý Quý Niên sẽ đi đến làm bí thư một thành phố khác. Thế nhưng tin tức đi đến một thành phố khác làm bí thư lại được lan truyền kém nhất. Chương 810, một thỏ nổi điên cũng cắn người, đừng chọc người nổi giận. Gió xuân thổi đến thành phố La Nam, ngoại ô cây cối xanh tươi, mùa đông lạnh lẽo dần rút lui. Lúc này tất cả mọi người ở thành phố La Nam đều đang vui vẻ hưởng thụ không khí mùa xuân, thế nhưng ngọn gió mùa xuân lại căn bản không thể thổi vào trong tâm lý của Lý Quý Niên. Đối với Vương Tử Quân thì mùa xuân cũng là một mùa tốt đẹp, là một thời điểm cực kỳ đẹp đẽ. Khi đường cao tốc Sơn La liên tục được đẩy mạnh tiến độ, dưới sự tranh thủ của thành phố La Nam, một khoản ngân sách 15 triệu từ trên Sở Giao thông Công Chánh tỉnh Sơn Nam đã được rót xuống để thành phố La Nam tu sửa đường xá. Vì áp dụng phương án phân đoạn thi công cho từng nhà thầu, thế cho nên con đường cấp 3 này sẽ được hoàn công trong thời gian 3 tháng. Bí thư Vương, đây là tiến độ công trình, nếu tiến hành dựa theo tiêu chuẩn này, tháng 5 năm nay có thể thông xe toàn tuyến trong thành phố. Lý Quý Niên cầm bảng báo cáo tiến độ công trình để nói với Vương Tử Quân ngồi ở vị trí đối diện. Gần đây Lý Quý Niên đến phòng làm việc của Vương Tử Quân rất nhiều lần, những gì Chủ tịch Lý nhắc đến chỉ là công tác nhỏ nhặt mà thôi, những công tác mà chính hắn có thể tự quyết định. Vương Tử Quân cũng hiểu rõ vì sao Lý Quý Niên lại chạy đến báo cáo công tác như vậy, đây rõ ràng là đang tỏ thái độ, một loại thái độ tìm kiếm sự giúp đỡ từ mình. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng hy vọng Lý Quý Niên có thể ở lại thành phố La Nam. Dù sao thì Lý Quý Niên cũng kết hợp rất tốt với mình. Dù năng lực chấp hành của Lý Quý Niên có hơi kém, thế nhưng một vị chủ tịch thành phố nghe lời như Lý Quý Niên sẽ luôn được các vị bí thư thị ủy chào đón. Chủ tịch Lý, những con đường này chỉ cần được đẩy mạnh xây dựng thì sẽ xem như khai thông huyết mạch cho thành phố chúng ta, chỉ cần hoàn công thì xem như thành phố La Nam sẽ có điều kiện giao thông tốt đẹp. Vương Tử Quân nở nụ cười khẳng định công tác của Lý Quý Niên, sau đó hắn nói. Công tác xây dựng công viên kỹ thuật bên kia như thế nào rồi? Bí thư Vương, đã đi được một nửa rồi, nghe nói tháng 6 năm nay tập đoàn Huyền Lục sẽ tiến hành vận hành. Lúc này ở bốn phía công viên kỹ thuật xuất hiện vài xưởng sản xuất nhỏ của người thành phố La Nam, chủ yếu là sản xuất thùng giấy và các vật dụng nhỏ khác, tôi thấy giống như đang chú trọng đến công tác của công viên kỹ thuật. Lý Quý Niên uống một hớp nước rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vận tắc tư bản tất nhiên sẽ hấp dẫn những người muốn tranh thủ lợi ích. Trong vài triệu người ở thành phố La Nam càng có không ít người tài giỏi, bọn họ cảm thấy công viên kỹ thuật được xây dựng xong thì sẽ có cơ hội lớn, vì vậy mới tiến hành đầu tư ở bốn phía công viên kỹ thuật. Thành phố La Nam không những phải là người dẫn đường, hơn nữa càng phải đứng ra cổ vũ. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên những ý nghĩ như vậy, hắn đang chuẩn bị mở miệng nói với Lý Quý Niên, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Số điện thoại quen thuộc gọi đến làm cho tinh thần Vương Tử Quân chợt chấn động. Hắn cầm lấy điện thoại và bấm nút nghe, chợt nghe thấy những tiếng ia của trẻ con.
Đây là âm thanh của con trai hắn, lúc này càng thêm trong trẻo hơn trước. Vương Tử Quân nghe những âm thanh của tự nhiên mà nụ cười không khỏi trải rộng trên mặt. Tử Quân, có nghe thấy con trai đang gọi anh không? Một giọng nói tinh nghịch truyền đến từ đầu đây bên kia, Vương Tử Quân nghe được lời của Mạc Tiểu Bắc thì cười cười nói. Nghe rồi, tiểu tử này mới ở thủ đô được vài ngày mà đã biết nói tiếng phổ thông rồi. Đi chết đi, dám dùng con của mình để nói đùa, hừ hừ. Mạc Tiểu Bắc nói rồi lại đưa điện thoại sang phía con trai, thế là những âm thanh IA lại truyền đến tai Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe âm thanh quen thuộc, hắn cũng mở miệng trêu đùa với con trai của mình. Nhưng đáng tiếc là con trai hắn cũng chỉ chú ý đến một vật gì đó một lát mà thôi, chỉ hai phút sau đã không thèm quan tâm đến Bí Thư Vương nữa. Tử Quân, ông đã cho em về thành phố La Nam, hai ngày nữa em sẽ về. Giọng điệu dịu dàng của Mạc Tiểu Bắc lại truyền đến. Nói thật thì Vương Tử Quân cũng không phản đối Mạc Tiểu Bắc ở lại thủ đô với Mạc Lão Gia Tử, nhưng bây giờ Mạc Lão Gia Tử đồng ý thì hắn càng vui vẻ hơn. Hắn dặn dò Mạc Tiểu Bắc vài việc, cũng nói sẽ đến sân bay đón hai mẹ con, sau đó mới lưu luyến cúp điện thoại. Chủ tịch Lý, xấu hổ quá, là vợ tôi gọi điện thoại đến, ha ha. Vương Tử Quân cười cười với Lý Quý Niên, sau đó hắn khẽ giải thích. Ha ha, Bí Thư Vương, có phải là em dâu sắp về rồi không? Về thì quá tốt, nếu trong nhà không có một người phụ nữ, như vậy cũng không thể coi là nhà được. Lý Quý Niên dù nói đến việc nhà thế nhưng trong lòng lại càng không yên. Ngày hôm qua một người bạn công tác ở phòng tổ chức đã truyền đến cho Lý Quý Niên một thông tin, nói là hắn căn bản không thể tiếp tục ở lại trên vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy cũng chưa quyết định vị trí chủ tịch thành phố La Nam sẽ dành cho ai, thế nhưng nghe được tin tức kia thì trong lòng Lý Quý Niên càng thêm mát lạnh. Lý Quý Niên cũng không phải không có lãnh đạo có quan hệ tốt trên tỉnh, nhưng khi hắn gọi điện thoại bày tỏ tâm tình của mình, những vị lãnh đạo vốn có quan hệ không tệ kia đều chỉ mở miệng pha trò mà thôi. Có người nói với hắn rằng đồng chí cách mạng như một viên gạch, chỉ cần chuyển đến đâu thì ở đó, yêu cầu hắn là một đảng viên cần phải có tư tưởng phục vụ nhân dân, chỉ cần chú ý thực hiện tốt công tác của mình là được. Sau khi nghe được những lời này thì Lý Quý Niên thật sự là mất hết can đảm. Hắn biết rõ bây giờ đứng cùng chiến tuyến với mình chỉ có Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân mà thôi. Vì vậy Vương Tử Quân bây giờ có một ý nghĩa rất đặc biệt với Lý Quý Niên hắn. Bí Thư Vương, tôi nghe bên phía tỉnh ủy nói. Lý Quý Niên cười ha với Vương Tử Quân, cuối cùng hắn chuyển lên chủ đề chính, dù sao đây mới là mục đích chính khi hắn đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Lý Quý Niên, hắn biết rõ Lý Quý Niên đang muốn nói điều gì. Mà chính hắn cũng biết rõ về sự kiện này. Phó phòng tổ chức Quách Tiên Vi đã gọi điện thoại thông báo cho hắn về sự việc, mà hắn càng vì chuyện này mà cho ra nhiều cuộc điện thoại. Tuy Thạch Kiên Quân tỏ vẻ sẽ hỗ trợ ở sự kiện này, thế nhưng nhìn vào xu thế hiện tại, lực thúc đẩy Lý Quý Niên rời khỏi vị trí chủ tịch thành phố La Nam là quá mạnh. Người nào có thể làm cho chủ tịch Thạch Kiên Quân căn bản không thể nào đứng ra ngăn đón. Chỉ có thể là lực lượng đến từ Bí Thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Chủ tịch Quý Niên, tôi cũng biết rõ những điều này, nhưng tỉnh ủy còn chưa tiến hành khảo sát thì anh cứ yên tâm công tác, nếu có gì nên làm, tôi sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Lý Quý Niên rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Chương 812 Thỏ nổi điên cũng cắn người, đừng chọc người nổi giận. Lý Quý Niên khẽ gật đầu, Vương Tử Quân nói đến đây đã đạt đến mức độ cần thiết rồi. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí Thư Vương. Cảm ơn ngài, rất hy vọng có thể được tiếp tục nhập gánh công tác với ngài, tiếp tục đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển. Đúng vậy, tôi cũng hy vọng hai người chúng ta bắt tay với nhau làm tốt công tác thúc đẩy kinh tế thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Vương Tử Quân nhìn Lý Quý Niên rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Nếu tỉnh ủy muốn điều động một người của thành phố La Nam, bọn họ sẽ phải trưng cầu ý kiến của thị ủy, đến lúc đó tôi sẽ ra mặt nói với thượng cấp. Tuy lúc này tin đồn bay đầy trời nhưng chưa đến ngày tỉnh ủy vì sự kiện của Lý Quý Niên mà tìm đến hỏi ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy Vương Tử Quân sẽ căn bản không thể nào chủ động đi tìm gặp Bí Thư Hào Nhất Phong. Dù sao những thứ này chỉ cần hiểu mà không thể truyền đi, chỉ có thể nói dưới mặt bàn, căn bản không thể nào bày ra mặt bàn cho được. Nếu như Hào Nhất Phong cảm thấy khó chịu, chỉ cần Bí Thư Nhất Phong trừng mắt một cái hỏi là ai đang lan truyền tin tức kia, Vương Tử Quân sẽ không thể nào mở miệng nói cho rõ được. Lý Quý Niên tiến hành cảm tạ Vương Tử Quân, sau đó hắn rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương, lại được Khương Long Cương tiễn chân đi qua hành lang. Hắn cũng không đi về phòng làm việc của mình,
mà đi đến một nhà vệ sinh ở gần đấy. Hắn đi vào nhà vệ sinh trống rỗng, sau đó lấy ra một phong thư dày cộp ra xem xét, cuối cùng nhét vào trong túi rồi lẩm bẩm. Đây là anh ép tôi, nếu đã như vậy thì đừng trách vì sao Lý Quý Niên này ra tay thâm độc. Lý Quý Niên đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn lại biến thành một vị chủ tịch thành phố kiêu ngạo. Hắn khẽ gật đầu với đám người chào hỏi mình, sau đó đi về phía phòng làm việc của mình với bộ dạng phong độ nhẹ nhàng. Sau khi Lý Quý Niên rời khỏi phòng, Vương Tử Quân bắt đầu hút thuốc. Hắn thật sự sinh ra cảm giác khó thể nào khống chế được thế cục vào lúc này, dù sao hắn cũng đang đối mặt với người nắm quyền lực tuyệt đối ở tỉnh Sơn Nam, là bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong là một cán bộ thâm căn cố đế ở tỉnh Sơn Nam, có thể nói là Thạch Kiên Quân phải nhìn mặt bí thư Nhất Phong để làm việc. Lúc này phó bí thư tỉnh ủy Lưu Truyền Thụy sắp phải rời khỏi Sơn Nam, thế cho nên càng tiến vào giai đoạn phối hợp chặt chẽ với bí thư Hào Nhất Phong ở phương diện nhân sự. Dù sao thì trước khi đi, lãnh đạo Trung ương sẽ tiến hành trưng cầu ý kiến của Hào Nhất Phong về phó bí thư Lưu Truyền Thụy. Điều chỉnh một vị chủ tịch thành phố căn bản nằm trong phạm vi quyền lực của Lưu Truyền Thụy. Hơn nữa những năm nay Lý Quý Niên có biểu hiện rất kém ở thành phố La Nam, muốn giữ Lý Quý Niên ở lại cũng không đơn giản chút nào. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó trong đầu lóe lên gương mặt Lục Ngọc Hùng. Hắn cũng căn bản không sợ hãi gì Lục Ngọc Hùng, cho dù Lục Ngọc Hùng lên thay thế cho Lý Quý Niên, hắn cũng có lòng để cho thành phố La Nam phát triển theo đúng ý chỉ của mình. Nhưng nếu trong thành phố có một chủ tịch không chịu phối hợp, tất nhiên sẽ hao tổn tâm tư và thời gian của mình. Vương Tử Quân bây giờ ném rất nhiều tinh lực vào thành phố La Nam, hắn muốn đẩy thành phố La Nam phát triển, chắp cánh cho con đường làm quan của mình. Vương Tử Quân châm một điếu thuốc rồi khẽ đi qua đi lại, đủ mọi ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cuối cùng ý nghĩ giữ Lý Quý Niên ở lại chiếm thượng phong, vì muốn tìm được một vị chủ tịch thành phố phối hợp mật thiết với mình cũng không dễ dàng gì. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Khương Long Cương đi vào phòng. Một phong thư tố cáo dày cộp xuất hiện trên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không mở phong thư tố cáo ra xem, hắn khẽ hỏi. Cái này từ đâu ra? Khương Long Cương dùng giọng có chút hổ thẹn nói. Bí thư Vương, vừa rồi tôi quay về, chợt phát hiện trên bàn làm việc có phong thư tố cáo này. Vương Tử Quân nhìn dòng chữ có hơi xiên xẹo trên phong thư, trong lòng thầm hiểu đây rõ ràng là người tố cáo cố ý làm như vậy, muốn người ta không tìm ra được bút tích của mình. Hắn mở phong thư tố cáo ra, bên trong là một sấp ảnh, người đàn ông trong tấm ảnh thật sự rất quen mắt. Chính là trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam, trong tấm ảnh trưởng phòng xây dựng đang bắt tay với người ta, bên cạnh hai người là một chiếc cặp da, bên trong là những cọc tiền lớn. Những tấm hình đều có một nội dung như nhau, tất cả đều cho ra một tin tức, đó là trưởng phòng xây dựng đã nhận hối lộ từ rất nhiều người. Lúc này có người gửi thư tố cáo đến cho mình. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy ý nghĩ trầm tích của mình được mở ra, giống như có ai đang bóp chặt lòng mình. Ném thứ này cho Vương Tử Quân, rõ ràng là có người muốn mượn đao giết người. Nhưng hắn lại không ghét bỏ tình huống mượn đao giết người này, vì bây giờ hắn thật sự cần những thứ như vậy. Trong thành phố La Nam này rất nhiều người biết trong số những kẻ có quan hệ thân mật với bí thư Lục Ngọc Hùng, có trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam, đây là một trong những anh em thân tín của Lục Ngọc Hùng. Người có thể đi cùng đường thì căn bản đều là đồng đạo, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, ngay sau đó lại xuất hiện một loạt ý nghĩ khác. Hắn nhìn một tờ đơn cáo trạng được đánh máy ở bên dưới sấp hình, thế là trong lòng càng sáng tỏ sự việc lần này. Đây mới thật sự là thời điểm đột phá. Vương Tử Quân đi lại vài vòng trong phòng, hắn mở miệng lẩm bẩm. Khương Long Cương đứng yên ở phía bên kia, mỗi khi gặp phải tình huống như thế này thì Khương Long Cương thật sự không biết phải làm sao. Khương Long Cương đi theo Vương Tử Quân một thời gian ngắn, hắn biết rõ mỗi lần Bí Thư Vương đi lại thong thả khoan thai trong phòng làm việc chính là có chuyện cần xử lý. Lúc này nếu hắn kiếm cớ lảng tránh, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo không thuận tiện sai khiến, nhưng nếu ở lại thì sợ làm ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của lãnh đạo. Nửa giờ sau Vương Tử Quân đã xem xét xong tất cả, lúc này hắn mới phân phó Khương Long Cương thông báo cho Bí Thư Ủy ban Kỷ luật Trương Hợp Tuân và Bí Thư Ủy ban Tư pháp Tống Ích Dân đến phòng làm việc của mình. Khương Long Cương nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân thì giống như được đại xá, hắn nhanh chóng bước ra ngoài. Chưa đến 5 phút thì Trương Hợp Tuân đã gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân tiến lên nắm chặt quyền hành ở thành phố La Nam, Trương Hợp Tuân càng biểu hiện dựa về phía Bí Thư Vương. Trương Hợp Tuân trước kia có ý nghĩ muốn tự tạo nên một khoảng trời cho mình ở thành phố La Nam, thế nhưng hắn nhanh chóng phát hiện Vương Tử Quân không phải là trình tự học,
nếu hắn muốn tạo ra ngọn cờ cho chính mình thì còn kém xa lắm. Chương 811, mưa xuống bung dù. Bí thư Vương. Sau khi chào hỏi Vương Tử Quân, Trương Hợp Tuân cười ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân. Hắn còn chưa kịp nói chuyện với Vương Tử Quân thì Tống Ích Dân cũng đã đi đến. Nếu so sánh với Trương Hợp Tuân thì Tống Ích Dân có quan hệ thân cận với Vương Tử Quân hơn rất nhiều. Sau khi chào hỏi Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân, Tống Ích Dân cười nói. Bí thư Vương, ngài triệu tập thủ hạ, không biết có công tác gì cần sắp xếp. Vương Tử Quân nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại, hắn trầm giọng nói. Lần này tôi tìm hai anh đến cũng không phải nói chuyện nhỏ, mà là có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần giao cho hai anh. Vương Tử Quân vừa nói vừa đặt phong thư tố cáo lên mặt bàn. Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân nhìn những tấm ảnh trong thư tố cáo mà vẻ mặt đều biến đổi, dựa vào trực giác của hai người, bọn họ chỉ cần nhìn qua tấm ảnh là biết có chuyện gì xảy ra. Trong thể chế có rất nhiều người căn bản không thể nào chịu được tình huống bị kiểm tra, nếu không kiểm tra thì bừng bừng tỏa sáng như hoa tươi, nếu điều tra thì tất cả chỉ còn lại bã đậu, thật sự xấu hổ vì câu nói vì nhân dân phục vụ hay là công bộc của nhân dân. Thực chất đã trở thành một vị tham quan ô lại. Vương Tử Quân chỉ vào người trong tấm ảnh rồi khẽ nói. Chuyện này liên quan đến một vị cán bộ cấp chính cục, ủy ban kỷ luật là người đi đầu, các anh phối hợp với Viện Kiểm sát thành phố, yêu cầu điều tra rõ ràng sự việc này trong thời gian sớm nhất. Tuyệt đối không buông tha cho các phần tử có liên quan, đặc biệt là sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn trong đơn tố cáo, các anh phải điều tra đến cùng, phải tìm ra manh mối cho tôi. Vương Tử Quân nói bằng những lời chém đinh chặt sắt, Tống Ích Dân và Trương Hợp Tuân đều khẽ gật đầu. Trương Hợp Tuân nhìn người trong tấm ảnh, hắn thầm suy xét, bức thư tố cáo này đến quá kịp thời, rất nhiều người biết trưởng phòng xây dựng có quan hệ rất tốt với Lục Ngọc Hùng, thậm chí còn là anh em chí thân. Bí thư Vương cứ yên tâm, ủy ban kỷ luật chúng tôi nhất định sẽ chuyên chú phá án, sẽ xử lý sự việc này cực kỳ nghiêm túc, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ phần tử nào. Trương Hợp Tuân nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng đảm bảo. Tống Ích Dân cũng nhanh chóng tỏ thái độ, hắn và Vương Tử Quân có quan hệ rất thân cận, lúc này cũng hiểu nguyên nhân vì sao Vương Tử Quân lại giao nhiệm vụ cho hai người mình. Sau khi thảo luận vài câu về vụ án, Trương Hợp Tuân nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ý kiến của Ủy ban kỷ luật chúng tôi là nhanh chóng thực hành song quy với trưởng phòng xây dựng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói nhiều lời. Trương Hợp Tuân và Tống Ích Dân cũng không nói thêm điều gì. Hai người rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, bắt đầu chia nhau ra hành động. Tuy trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam được đưa đi không một tiếng động, thế nhưng sự việc này căn bản không thể nào gạt được ánh mắt người hữu tâm. Chỉ nửa ngày sau thì những tin tức liên quan đến trưởng phòng xây dựng đã tung bay khắp trời giống như ai đó đút cây vào tổ ong vỏ vẽ, đủ mọi loại tin tức vỉa hè thi nhau xuất hiện. Trưởng phòng xây dựng thành phố vốn là một vị trí cực kỳ mẫn cảm, khi hắn bị người của Ủy ban kỷ luật thị ủy đưa đi. Có rất nhiều người rơi vào trạng thái bất an, đặc biệt là những người có liên quan đến phòng xây dựng. Lúc này đám người càng tỏ ra hoảng sợ, giống như đại họa sắp rơi xuống đầu. Tuy rất nhiều người vẫn tràn đầy hy vọng, chờ mong trưởng phòng xây dựng là người cứng miệng cứng tay, thế nhưng dưới sức công phá hùng mạnh của nhân viên phá án, một người bình thường sống an nhàn sung sướng có thể chịu được bao lâu. Hơn nữa nếu nói trưởng phòng xây dựng thành phố La Nam không có vấn đề, có mấy người ở thành phố La Nam sẽ tin. Anh nói là sự thật sao? Lục Ngọc Hùng cố gắng áp chế cảm giác run rẩy, hắn dùng giọng hoảng loạn hỏi. Đúng vậy, bí thư Lục, tôi nghe tiểu mao của tổ điều tra nói, cậu ấy đi theo chủ nhiệm Ngô đến nhà tra xét, theo lời cậu ta thì chỉ riêng tiền mặt đã tìm ra được hơn 5 triệu. Người đàn ông cung kính khẽ mở miệng nói với Lục Ngọc Hùng. Hai hàng chân mày của Lục Ngọc Hùng càng thêm nhíu lại thật chặt, càng thêm khó coi, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Ngu ngốc! Lục Ngọc Hùng mắng xong thì gương mặt trở nên trắng bệch, chỉ một lát sau thì gương mặt lại là nửa trắng nửa đen. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện ra mình đã thất thố, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng thoải mái nói. Anh có gặp anh Ngô không? Bí thư Lục, lần này bí thư Trương chủ yếu sử dụng người của mình, những người của chúng ta căn bản không thể nào động vào tin tức cốt lõi liên quan đến sự việc được. Người đàn ông trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khó xử nói. Lục Ngọc Hùng trầm mặc thật lâu, sau đó gật đầu nói. Tuy không thể chạm vào hạch tâm thế nhưng dù sao vẫn tìm được một vài tin tức. Trước tiên tôi nói thẳng, anh em gặp nạn thì tôi sẽ không đứng yên nhìn. Anh cứ yên tâm, sự việc qua đi, tôi sẽ đảm bảo anh không bị hại.
Lục Ngọc Hùng nói ra những lời này chủ yếu là vì trấn an nhân tâm, nhưng lời nói rơi vào trong tai người đàn ông này, hắn lại sinh ra ý nghĩ miên man bất định. Đời người đi rất lâu nhưng chủ yếu được quyết định ở vài bước ngoặt quan trọng, đặc biệt là đối với người trong quan trường, anh cần phải có bối cảnh mới xong được. Giống như khi trời mưa thì anh có ô, như vậy mới che chắn không bị ướt, mà Lục Ngọc Hùng chính là chỗ dựa cho hắn. Những năm qua người đàn ông này luôn sẵn sàng góp sức cho Lục Ngọc Hùng, vì bôi trơn quan hệ mà hắn đã đầu tư rất nhiều lên người bí thư Lục, nhưng xưa nay bí thư Lục căn bản chưa từng nói ra những lời mua chuộc lòng người, cho dù an ủi cũng nói rất ẩn giấu. Lời nói của Lục Ngọc Hùng làm cho người ta sinh ra cảm giác giống như mua cổ phiếu, chỉ làm cho anh cảm thấy tương lai tươi sáng, thế nhưng thực chất thắng được bao nhiêu thì còn phải xem xét lại. Không ngờ lúc này trưởng phòng xây dựng bị xử xong quy thì thái độ của Lục Ngọc Hùng lại trở nên khác thường như vậy. Chỉ là lời hứa hẹn của bí thư Lục làm cho người đàn ông này cảm thấy không được tự nhiên, hắn chợt sinh ra một cảm giác giống như là bầu trời tươi sáng của lãnh đạo sắp sụp đổ. Người đàn ông có ý nghĩ như vậy mà không khỏi hít vào một hơi thật sâu, một người đàn ông thường có ba nỗi sợ hãi, một là sợ chọn sai đường, hai là sợ chọn sai giường, ba là sợ chọn sai đội ngũ. Nếu như Lục Ngọc Hùng ngã xuống, như vậy chờ đợi mình sẽ là kết cục gì? Dù chính mình còn trẻ, nhưng trẻ tuổi thì thế nào? Trong nhiều trường hợp thì trẻ tuổi tương đương với kết cục là thứ gì cũng sai. Nhưng hắn không dám nói ra dự cảm bất thường của mình, hắn nói ra vài câu trung thành với Lục Ngọc Hùng theo thói quen, sau đó rời đi. Chương 812, một sợ ngủ với vợ. Lục Ngọc Hùng quay lại xe của mình, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm. Hắn không ngờ vào đúng thời điểm cực kỳ quan trọng thế này mà trưởng phòng xây dựng lại xảy ra chuyện, hơn nữa trong nhà của vị trưởng phòng này lại tìm ra quá nhiều tiền, không phải là sự việc quá rõ ràng rồi sao? Lục Ngọc Hùng nghĩ đến gương mặt mập mạp của tên khốn trưởng phòng Ngô phòng xây dựng mà trong lòng càng thêm bức bối. Trưởng phòng Ngô sở dĩ có thể phát triển mạnh mẽ, sở dĩ có thể tiến lên làm trưởng phòng xây dựng cũng là vì Lục Ngọc Hùng cố gắng bồi dưỡng. Lục Ngọc Hùng tất nhiên không phải vô duyên vô cớ bồi dưỡng một cán bộ. Bên trong sự việc này căn bản có nhiều chuyện không thể nói với người ngoài. Trưởng phòng Ngô bị xử xong quy làm cho Lục Ngọc Hùng căn bản là trở tay không kịp, niềm vui khi sắp tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam đã biến mất không còn. Trong lòng hắn chỉ còn lại cảm giác bầu trời sụp đổ, cảm giác này thật sự làm hắn sinh ra bàng hoàng. Bí thư Lục, chúng ta đi đâu đây? Lái xe hỏi làm cho Lục Ngọc Hùng chợt bừng tỉnh, hắn khẽ ho khan một tiếng, sau đó mới khẽ nói. Về phòng. Lục Ngọc Hùng quay lại lãnh địa của mình, hắn phân phó thư ký nếu không có việc gì quan trọng thì đừng nên quấy rầy mình, sau đó khóa cửa phòng lại. Hắn mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, bên trên là những con số chằng chịt, hắn thầm tính toán và phát hiện đó đã là một con số kinh người. Lục Ngọc Hùng nhìn con số khủng khiếp kia mà có chút hoảng hốt, hắn biết những con số kia có ý nghĩa thế nào, cũng rõ ràng lợi ích mà những con số này đem lại cho mình, đồng thời kết cục cuối cùng của nó là gì. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cho Lục Ngọc Hùng nhảy dựng người, hắn dùng tay đặt lên ngực. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn càng nhíu mày thật chặt. Chào bí thư Lục, tôi là Trịnh Khiếu Đống. Sau khi tiếp nhận điện thoại, giọng nói quen thuộc của Trịnh Khiếu Đống truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng. Nhưng Lục Ngọc Hùng chỉ à một tiếng mà không nói thêm lời nào. Trịnh Khiếu Đống ở bên kia mở miệng chào hỏi bí thư Lục Ngọc Hùng, sau đó mới cẩn thận hỏi. Bí thư Lục. Trưởng phòng Ngô sẽ không có vấn đề gì đấy chứ. Trịnh Khiếu Đống nói những lời này cực kỳ có ý nghĩa, cũng có thể hiểu từ nhiều phương diện khác nhau. Lục Ngọc Hùng không tin Trịnh Khiếu Đống không biết thông tin ủy ban kỷ luật tìm ra vài triệu trong nhà trưởng phòng Ngô. Nếu nhiều tiền như vậy được phát hiện ra, đừng nói là Lục Ngọc Hùng, cho dù là có lãnh đạo tỉnh ủy muốn bao che cho trưởng phòng Ngô cũng là điều không thể. Trưởng phòng Ngô không có vấn đề gì đấy chứ. Câu hỏi này của Trịnh Khiếu Đống căn bản là cực kỳ có ý nghĩa, hắn không quan tâm đến trưởng phòng Ngô, mà chỉ quan tâm xem chính mình có bị kéo vào vụ này hay không. Tuy Lục Ngọc Hùng cũng cực kỳ bàng hoàng, thế nhưng hắn là một người lãnh đạo thành phố, chút định lực đó vẫn phải có. Lục Ngọc Hùng trầm ngâm giây lát, sau đó hắn dùng giọng tỉnh táo nói. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Ai ỉa thì người đó chửi đít, có liên quan gì đến người ngoài? Nếu anh ta đã vi phạm nguyên tắc cán bộ, như vậy tự mình vươn tay phụ trách. Vâng, bí thư Lục nói đúng, anh Ngô thật sự quá ngốc, duỗi cả hai tay, không chịu co lại một tay. Nhưng nói thật, anh Ngô cũng không tệ. Trịnh Khiếu Đống nhận được nhiều hạng mục từ trong tay của trưởng phòng Ngô, thế cho nên cũng cảm thấy cực kỳ bồn chồn.
chỉ là anh Ngô có khai báo về sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn. Hai người tiếp tục nói vài câu không có ý nghĩa, thế nhưng đều là mở miệng an ủi đối phương, căn bản sẽ không có chuyện gì. Anh Ngô đã hưởng thụ đủ rồi, ngài nói xem có đúng không? Trịnh Khiếu Đống nói, giọng điệu có vài phần thay đổi. Những lời nói của Trịnh Khiếu Đống quá trầm thấp, nhưng Lục Ngọc Hùng nghe và hiểu nó có ý nghĩa là gì. Hắn nghĩ đến thủ đoạn phi thường của Trịnh Khiếu Đống, thế là cũng khẽ lẩm bẩm. Đúng vậy, đã hơn 50 tuổi rồi, đã hưởng thụ đủ rồi. Lục Ngọc Hùng cúp điện thoại của Trịnh Khiếu Đống, hắn cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn cảm thấy sau lưng lạnh toát. Trịnh Khiếu Đống là một kẻ liều mạng, nhưng mình là phó bí thư thị ủy La Nam, mình có thể đánh cuộc vận mệnh với đối phương sao? Điếu thuốc trong tay Lục Ngọc Hùng cứ mãi bốc cháy, hắn lại nhìn một tấm hình trên bàn làm việc. Hình ảnh một cậu thanh niên đang lướt sóng ngoài bãi biển, người thanh niên này điển trai quyến rũ, đứng trên biển xanh thẳm càng thu hút các mỹ nữ mặc bikini ở bên cạnh. Sự kiện trưởng phòng Ngô thật sự không nhỏ với thành phố La Nam, nhưng đối với tỉnh Sơn Nam thì chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, lãnh đạo tỉnh cũng không có tâm tư quan tâm đến thứ này. Lúc này đám người bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thay đổi vị trí chủ tịch thành phố La Nam. Tuy đây chỉ là một lời nói ngẫu nhiên của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong với trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang, thế nhưng Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy phải chứng thực chỉ thị của lãnh đạo đúng chỗ. Lão cũng không phải chờ lãnh đạo nói quá rõ ràng mới mở miệng chứng thực, thậm chí lãnh đạo chỉ cần nói một câu cũng đủ làm cho lão phải suy xét và thực hiện rồi. Nhưng sự việc liên quan đến Vương Tử Quân lại làm cho Hứa Tiền Giang có chút không thoải mái. Trong mắt Hứa Tiền Giang thì Vương Tử Quân là loại người khó thể dây vào, đụng vào sẽ nổi gió mây khắp bốn phía, không được yên tĩnh. Bí thư Nhất Phong muốn động vào Lý Quý Niên, không phải đang bày ra ám hiệu bất mãn với Vương Tử Quân sao? Hứa Tiền Giang vuốt vuốt đầu bây giờ đang phình lớn, sau đó nhấc điện thoại lên. Nếu bí thư Hào Nhất Phong đã muốn phòng tổ chức bọn họ có biểu hiện, như vậy lão phải dựa vào chỉ thị của bí thư Nhất Phong để chứng thực sự việc này. Alo, bí thư Tử Quân có phải không? Tôi là Hứa Tiền Giang, bây giờ cậu ở nơi nào? Có thời gian rảnh không? Mời cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hứa Tiền Giang dùng giọng rất chân thật đáng tin nói, giọng điệu lại cực kỳ khách khí. Nếu muốn động vào ban ngành, đặc biệt là động vào chủ tịch thành phố, như vậy trước khi cho ra quyết định phải trưng cầu ý kiến của bí thư thị ủy. Tuy ý kiến này chỉ có tác dụng tham khảo, thế nhưng dựa theo trình tự thì chắc chắn phải thực hiện. Tuy ý kiến của Vương Tử Quân có thể bị xem nhẹ, nhưng càng là như vậy thì Hứa Tiền Giang càng phải thực hiện từng bước, cần phải diễn cho đầy đủ. Trưng cầu ý kiến của Vương Tử Quân không phải là vì cái gì khác, chính là vì chặn miệng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ở bên kia cũng rất khách khí, thành thật nói sẽ lập tức đến báo cáo công tác với trưởng phòng Hứa, cuối cùng hẹn gặp mặt vào lúc 3 giờ chiều. Hứa Tiền Giang cúp điện thoại, lão dùng bút viết lên giấy một dòng chữ Lục Ngọc Hùng thành phố La Nam, sau đó đầu óc nhanh chóng xoay vòng. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão cũng không thể nhớ rõ tên của các vị cán bộ cấp sở trở lên ở tỉnh Sơn Nam, nhưng lão lại nhớ rõ về các vị cán bộ cấp phó sở quan trọng trong tỉnh. Chương 812, 2, sợ ngủ với vợ. Lục Ngọc Hùng chính là một người quen thuộc với Hứa Tiền Giang. Năm xưa Trình Tự Học rời khỏi vị trí bí thư thị ủy, chính Trình Tự Học đã đề cử Lục Ngọc Hùng lên vị trí bí thư thị ủy, nhưng cuối cùng vị trí này lại bị Hào Nhất Phong ném cho Vương Tử Quân. Khi đó rất nhiều người xem vị trí bí thư thị ủy La Nam chỉ là một cái gân gà, nhưng bây giờ La Nam phát triển quá mạnh, xưa không bằng nay, làm cho người thấy được rất nhiều cơ hội. Đặc biệt là hai hạng mục đường sắt và đường cao tốc càng giống như chắp cánh cho thành phố La Nam tiến lên. Thật ra bí thư Hào Nhất Phong rất muốn động vào Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang có ý nghĩ này, trong đầu chợt lóe lên gương mặt Vương Tử Quân, lão cảm thấy nếu đổi vị trí chủ tịch sang tay Lục Ngọc Hùng, như vậy Vương Tử Quân cũng không đơn giản đi vào khuôn khổ. Tuy Hào Nhất Phong nắm giữ thế chủ động ở thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng muốn động vào Vương Tử Quân cũng không đơn giản. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó phòng Quách Tiên Vi đi đến. Quách Tiên Vi rất kính cẩn trước mặt Hứa Tiền Giang, hắn đi đến đối diện Hứa Tiền Giang, sau đó khẽ nói. Trưởng phòng Hứa, ngài tìm tôi sao? Tiên Vi, cậu ngồi đi. Hứa Tiền Giang rất tán thưởng Quách Tiên Vi, người này rất biết cách làm người, lại khá cao tay, nếu như có thể thả ra làm bí thư thị ủy, căn bản là một cán bộ có mầm mống tốt. Sau khi thư ký đi vào pha trà cho Quách Tiên Vi, Hứa Tiền Giang trầm giọng nói. Tiên Vi, có lẽ sắp phải điều động ban ngành thành phố La Nam, cậu nên chuẩn bị một chút.
Quách Tiên Vi cũng đã sớm nghe thấy tin đồn, lần này Hứa Tiền Giang gọi hắn đến bàn bạc rõ ràng, thế là hắn cung kính nói. Trưởng phòng Hứa, chuẩn bị điều động. Đồng chí Lý Quý Niên ở trên cương vị chủ tịch thành phố La Nam đã được 5 năm, trong thời gian 5 năm qua tuy làm ra cống hiến không nhỏ cho sự phát triển của thành phố La Nam, thế nhưng đồng chí Bí Thư Nhất Phong và lãnh đạo tỉnh ủy vẫn cảm thấy anh ấy không đủ quyết đoán. Lúc này là thời điểm thành phố La Nam đang ở vào giai đoạn quan trọng để thúc đẩy kinh tế, cần phải đưa đến cho đồng chí Vương Tử Quân một vị tướng dũng mãnh thiện chiến hơn. Lời nói của Hứa Tiền Giang chứng minh một sự việc, đó chính là tất cả lời nói đều có một mặt khác của nó. Hầu như mọi người đều biết rõ đưa Lục Ngọc Hùng lên làm chủ tịch chính là để cản tay Vương Tử Quân, thế nhưng Hứa Tiền Giang mở miệng lại biến thành trợ giúp Vương Tử Quân thúc đẩy sự phát triển của thành phố La Nam. Quách Tiên Vi là một lão cán bộ của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn đã sớm nắm chặt những thủ đoạn nhỏ nhặt thế này trong lòng bàn tay. Hắn nhìn vẻ mặt của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó khẽ nói. Trưởng phòng Hứa, tôi thấy thời điểm hiện tại thì ban ngành thành phố La Nam căn bản không thích hợp điều động. Vương Tử Quân và Lý Quý Niên vừa mới ma sát và kết hợp với nhau, nếu như điều đến một vị chủ tịch thành phố mới, như vậy lại phải bỏ ra một thời gian để ma sát kết hợp. Quách Tiên Vi nắm rất rõ sự kiện này, hắn cũng hiểu lời nói của mình rõ ràng là không có kết quả, thế nhưng hắn là bạn của Vương Tử Quân, có một số việc hắn vẫn phải ra sức giải vây cho Vương Tử Quân. Hứa Tiền Giang khoát tay áo, lão tất nhiên hiểu rõ về vấn đề này, hơn nữa còn hiểu hơn cả Quách Tiên Vi, thế nhưng sự việc này cũng không phải một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như lão có thể quyết định được. Tiên Vi, đây là quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy, cũng là vì sự phát triển của thành phố La Nam. Hơn nữa nếu điều động phân phối ban ngành thành phố La Nam, nó cũng có tác dụng tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Hứa Tiền Giang nói rồi tiếp tục lên tiếng. Lãnh đạo tỉnh ủy đã cho ra quyết định, chúng ta cũng không nên tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, bắt đầu từ phương diện khảo sát. Quách Tiên Vi khẽ gật đầu, hắn chợt cảm thấy bi ai cho Vương Tử Quân. Trong quan trường có ba cái sợ, một là sợ ngủ với quả phụ, bên trên không có người, hai là sợ ngủ với kỹ nữ. Lúc nào cũng có người, ba là sợ ngủ với vợ, là người một nhà làm cho người một nhà. Hào Nhất Phong dùng trăm phương ngàn kế để điều động Lý Quý Niên, không phải là vì chủ tịch Lý bây giờ đang rất ăn ý với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam sao? Nhưng Vương Tử Quân sẽ tình nguyện để người ta đá một vị chủ tịch thành phố chịu khó nghe lời và cực kỳ khó tìm như vậy ra khỏi vòng tay của mình sao? Dựa vào tính tình của Vương Tử Quân, nhất định sẽ chửi chó má. Nhưng chửi thì làm thế nào? Vương Tử Quân là lãnh đạo thành phố La Nam, thế nhưng cánh tay của hắn căn bản không vặn được tay của Bí Thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Tử Quân bên kia nói như thế nào? Tôi cảm thấy anh ấy nhất định sẽ có ý kiến voi công tác điều động chủ tịch Lý lần này. Quách Tiên Vi nói đúng suy nghĩ của Hứa Tiền Giang. Lão cần phải nói chuyện với Vương Tử Quân, hơn nữa lão rất có lòng tin với tình huống nói chuyện lần này, nhưng trong lòng lão cũng hiểu rõ, lần này hai bên nói chuyện với nhau sẽ chẳng thuận lợi như vậy được. Đồng chí Tử Quân là Bí Thư Thị ủy La Nam, cho dù có nhiều ý nghĩ của riêng mình, thế nhưng cũng phải vô điều kiện thực hiện quyết định của lãnh đạo tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang nói không quá lớn nhưng lại có hương vị chém đinh chặt sắt. Tiên Vi, trước tiên anh xem xét lý lịch cán bộ trong thành phố La Nam, trọng điểm là tư liệu về đồng chí Lục Ngọc Hùng, các anh cần phải xem xét cho kỹ, tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm. Hứa Tiền Giang nói không có bất kỳ ám hiệu gì nhưng xem như đã quyết định tất cả. Quách Tiên Vi thành thật ghi những lời sắp xếp của Hứa Tiền Giang vào sổ, thấy trưởng phòng Hứa không còn yêu cầu gì khác thì chuẩn bị rời khỏi phòng. Tiên Vi, nghe nói cậu có quan hệ rất tốt với đồng chí Vương Tử Quân có phải không? Hứa Tiền Giang đột nhiên khoát tay cho Quách Tiên Vi ngồi xuống một lát. Quách Tiên Vi không nghĩ lúc này Hứa Tiền Giang còn điều gì để nói, hắn lập tức lên tiếng. Trưởng phòng Hứa, năm xưa khi đồng chí Vương Tử Quân còn công tác ở tỉnh đoàn, hai người chúng tôi từng tiếp xúc khá nhiều. À, làm bạn thì đôi khi cũng phải khuyên bảo một chút, có một số việc là cánh tay không vặn được đùi, không nên phí hoài sức lực. Hứa Tiền Giang khẽ gõ tay lên bàn rồi dùng giọng thản nhiên nói. Quách Tiên Vi tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn cười cười nói. Trưởng phòng Hứa cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm thời gian khuyên nhủ anh ấy. Quách Tiên Vi rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang thì gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân rất bình tĩnh, hắn cười nói vài câu vui đùa với trưởng phòng Quách Tiên Vi. Tử Quân, anh biết trưởng phòng Hứa tìm mình vì vấn đề gì không?
Quách Tiên Vi biết rõ với trí thông minh của Vương Tử Quân thì căn bản không gì khó khăn khi tìm hiểu được đầu đuôi sự việc, thế nhưng hắn vẫn không khỏi nở nụ cười hỏi. Chương 813, một vòng quan hệ nhỏ hẹp trong quan trường chính là tai họa ngầm. Vương Tử Quân cười một tiếng, thầm nghĩ Quách Tiên Vi nà có nhân phẩm rất tốt, nhưng có một số việc là khá lề mề không nhanh nhạy. Đây là sự việc mà ai cũng đã biết rõ ràng, thế nhưng Quách Tiên Vi vẫn còn cố gắng che che giấu giấu. Tất nhiên điều này cũng có liên quan đến kinh nghiệm của bản thân, dù sao Quách Tiên Vi cũng là một cán bộ nắm công tác tổ chức, đều phải thận trọng lời nói và việc làm của mình. Dưới tình huống bình thường thì Quách Tiên Vi căn bản không dám phát biểu ý kiến chân thật của mình. Tôi cũng không rõ ràng lắm, không phải có chuyện tốt. Quách Tiên Vi nghe lời phán đoán không chút kiêng kỵ của Vương Tử Quân, thế là thầm nở nụ cười. Dù sao với thân phận của hai bên, Vương Tử Quân có thể mở miệng dùng giọng không kiêng kỵ để nói với mình, như vậy chứng tỏ đối phương cũng không coi mình là người ngoài. Không xem mình là người ngoài, như vậy là tín nhiệm thế nào? Bây giờ anh đang ở đâu? Trưởng phòng Hứa nói chiều nay sẽ tìm anh nói chuyện. Quách Tiên Vi nhìn vào giờ trên điện thoại rồi khẽ hỏi. Bây giờ đang xuất phát, có lẽ phải đến 2 giờ mới đến nơi được, thế nào, anh muốn mời tôi dùng cơm sao? Quách Tiên Vi cười cười, hắn cũng muốn mời Vương Tử Quân dùng cơm, dù sao thì một số việc sẽ dễ dàng mở miệng hơn khi đang dùng cơm với nhau. Trưởng phòng Hứa để tôi nói với anh, có một số việc không nên lấy trứng chọi đá, cũng đừng quá hao tổn tâm trí. Nếu làm ra những sự việc căn bản làm cho người ta cảm thấy mình chưa trưởng thành chính trị, căn bản không bằng nhân cơ hội để tìm chút lợi ích cho mình. Quách Tiên Vi mở miệng nói lợi ích thực tế, Vương Tử Quân nghe và hiểu người bạn này muốn tốt cho mình, thế nhưng có một số việc mà căn bản là lùi bước cũng không thể giải quyết được. Vương Tử Quân suy nghĩ về tình thế của thành phố La Nam, hắn cười cười nói. Cảm ơn trưởng phòng đại nhân đã chỉ giáo, con người của tôi làm việc có nguyên tắc rõ ràng, chắc chắn sẽ không làm những việc không hay. Quách Tiên Vi thật sự có chút không yên vì lời nói của Vương Tử Quân, hắn dặn dò hai câu rồi mới cúp điện thoại. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt vẫn nhàn nhạt, trong miệng lại nói. Cánh tay không lay được đùi, hừ, đôi khi đùi cũng bị cánh tay bẻ gãy. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng gõ cửa, thư ký trưởng Kim Điền Lạc và phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân đi đến. Trương Hợp Tuân nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí thư Vương, vị trưởng phòng xây dựng thật sự là rất có tiềm lực điều tra, có số tiền hơn chục triệu không rõ ràng. Hơn nữa trong nhà còn tìm được hơn 21 sổ tiết kiệm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không ngờ trưởng phòng Ngô lại có giá trị cao như vậy, nếu như nắm chắc thì hoàn toàn có thể mở rộng công tác điều tra. Điều tra cho thật chặt, đặc biệt là sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn, càng phải điều tra cho rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn Trương Hợp Tuân rồi nói ra từng câu từng chữ một. Khi càng nhiều người dựa về phía Vương Tử Quân, Trương Hợp Tuân càng có lòng dựa vào Vương Tử Quân. Lúc này tin tức Lục Ngọc Hùng sắp tiến lên càng kích thích hắn, nếu như có thể đánh ngã Lục Ngọc Hùng, không phải hắn có thể làm chủ tịch thành phố sao? Khi Vương Tử Quân đi đến phòng tổ chức tỉnh ủy thì là 2 giờ 40, hắn phân phó Khương Long Cương vài câu, sau đó đi về phía phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lão đều có phòng làm việc ở tỉnh ủy và phòng tổ chức. Nhưng dưới tình huống bình thường lão căn bản ít đi đến văn phòng tỉnh ủy. Thích ngồi trong phòng làm việc của mình ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Phòng tổ chức tỉnh ủy tất nhiên có quyền lực cao vời, chủ quản cán bộ toàn tỉnh, thế cho nên càng có nhiều người chạy đến dựa dẫm. Vương Tử Quân đi đến phòng tổ chức, hắn đi vào liên tục gặp người quen, chào hỏi mãi đến khi đến trước phòng làm việc của Hứa Tiền Giang. Vương Tử Quân bắt tay với thư ký của Hứa Tiền Giang, hắn cười nói. Trưởng Ban Triệu, trưởng phòng đại nhân có bận rộn gì không? Vâng. Lãnh đạo đang trò chuyện với một vị lãnh đạo phòng tài chính, mời bí thư Vương ngồi. Thư ký Triệu hiểu rất rõ những sự kiện đang xảy ra ở phòng tổ chức, cũng biết Vương Tử Quân là người làm cho lãnh đạo của mình phải đau đầu, thế cho nên lú này tiếp đón cũng không dám chậm trễ. Vương Tử Quân uống trà trò chuyện với thư ký Triệu, 10 phút sau cửa phòng làm việc của trưởng phòng Hứa mở ra. Thư ký Triệu nói Vương Tử Quân ở lại chờ, sau đó hắn đi vào phòng làm việc của Hứa Tiền Giang. Vài phút sau thư ký Triệu đi ra nói. Bí thư Vương, trưởng phòng mời anh vào. Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, lúc này Hứa Tiền Giang đang tiếp điện thoại. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì lão phất tay chỉ, cho Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Thư ký Triệu rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang.
Lúc này trong phòng làm việc chỉ còn lại Vương Tử Quân và Hứa Tiền Giang, cũng không biết trưởng phòng Hứa đang gọi điện thoại cho ai, chỉ nghe được những âm thanh ừ ả, căn bản cũng không biết đang nói gì. Bí thư Tử Quân, đã làm cậu phải chờ lâu, tôi vừa rồi hàn huyên với một người đồng sự cũ. Hứa Tiền Giang cũng không ngồi xuống ghế của mình sau bàn làm việc, lão cầm ly nước đi dến ngồi xuống ghế salon, sau đó cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nào không hiểu rõ tâm ý khi mà lãnh đạo tự hạ thân phận của mình xuống nói chuyện. Hắn vội vàng dùng giọng kính cẩn nói. Trưởng phòng Hứa cứ bận rộn, tôi chờ một lát cũng không là gì. Hứa Tiền Giang vẫn tương đối thỏa mãn với thái độ của Vương Tử Quân, chỉ là lão không biết đối phương bảo trì thái độ này được bao lâu, vì thế có chút lo lắng. Sau cây ết nói vài câu liên quan đến phương diện cuộc sống hàng ngày, Hứa Tiền Giang chợt mở miệng. Đồng chí Tử Quân, tỉnh ủy cố ý điều động đồng chí Lý Quý Niên, bây giờ muốn trưng cầu ý kiến của thị ủy La Nam. Như vậy thì tốt quá, trưởng phòng Hứa, tôi giơ hai tay tán thành với ý kiến của tỉnh ủy. Trưởng phòng Lý là người có kinh nghiệm phong phú, nhiều năm qua đã cẩn trọng và mệt mỏi vì sự phát triển kinh tế của thành phố La Nam. Tôi cảm thấy những đồng chí như vậy nếu không được đề bạt thì cũng đừng nên để cho tấm lòng nhiệt huyết bị nguội lạnh. Ngài có thể nói rõ cho tôi biết, đồng chí Lý Quý Niên sẽ được điều động đi làm bí thư ở nơi nào. Tôi cũng sớm thông báo và uống rượu mừng của anh Lý. Vương Tử Quân tràn đầy nụ cười, bộ dạng vui vẻ vì Lý Quý Niên sắp được đề bạt. Nhưng khi Vương Tử Quân nói ra như vậy thì Hứa Tiền Giang biết cục diện hôm nay căn bản sẽ rơi vào bế tắc. Chương 813-2, vòng quan hệ nhỏ hẹp trong quan trường chính là tai họa ngầm. Hứa Tiền Giang gần đây thật sự cảm khái vì câu nói kinh điển của Bí Thư Hào, quan chức giống như ngực phụ nữ, ai cũng muốn chen vào, điều này làm Hứa Tiền Giang cảm thấy rất đúng. Nhưng tỉnh Sơn Nam có nhiều thành phố, hơn nữa Bí Thư thành phố La Nam và An Dịch đều do tuyến trên cho ra chỉ định, lão là trưởng phòng tổ chức chỉ có thể gây ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm các vị Bí Thư thị ủy mà thôi. Vì những vị trí bí thư thị ủy đều chỉ có một, cho dù là bí thư Hào Nhất Phong muốn điều chỉnh cũng không dễ dàng. Điều này, ai nói sẽ điều động đồng chí Quý Niên đến thành phố khác? Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát, sau đó lão cố gắng lấy ra vẻ uy nghiêm của trưởng phòng tổ chức để trầm giọng nói. Không đi đến thành phố khá, chẳng lẽ điều động lên tỉnh? Chủ tịch Lý là một người công tác mạnh mẽ, dù thế nào cũng phải là lãnh đạo một đơn vị trên tỉnh chứ. Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười như cũ, hắn xen tay vào nhau rồi nói. Tôi cũng không nghĩ đến phòng tài chính, nhưng sở giao thông hay cục thuế là có thể được. Vương Tử Quân rõ ràng đang há miệng sư tử cắn người, tuy Hứa Tiền Giang hiểu rõ tâm tư của Vương Tử Quân, thế nhưng lão không thể không nói theo. Lão nhìn gương mặt với nụ cười tủm tỉm của Vương Tử Quân, thế là không khỏi sinh ra cảm giác ngộ ngạt. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức, dù nói chuyện với ai, bọn họ cũng phải đi theo con đường mà lão vạch sẵn. Nhưng bây giờ thì lại khác, lão phải đi theo con đường mà Vương Tử Quân bày ra. Tuy lão cảm thấy kết quả căn bản là không thay đổi, thế nhưng cuộc nói chuyện lần này với Vương Tử Quân lại làm lão sinh ra cảm giác nghẹn họng. Tỉnh ủy tất nhiên sẽ suy xét kỹ càng phương diện đề bạt điều động đồng chí Lý Quý Niên, đồng chí Tử Quân, cậu cũng không cần suy xét. Hứa Tiền Giang tung ra một đòn thái cực quyền, sau đó hắn nói tiếp. Chúng ta gặp mặt chủ yếu là bàn bạc về nhân tuyển thay thế cho Chủ tịch Lý làm Chủ tịch thành phố La Nam. Trưởng phòng Hứa, tuy tôi không có quyền can thiệp vào phương diện phân công của tỉnh ủy với đồng chí Lý Quý Niên, thế nhưng tôi là bí thư thị ủy, tôi là người đứng đầu ban ngành thành phố La Nam, tôi thật sự muốn nói một câu, nếu đồng chí Lý Quý Niên được đề bạt trọng dụng, như vậy thành phố La Nam chúng tôi giơ hai tay đưa tiễn, nếu như ném đồng chí Lý Quý Niên đến một cương vị an nhàn cả đời. Chúng tôi mãnh liệt yêu cầu cho đồng chí Lý Quý Niên ở lại thành phố La Nam. Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển với vận tốc cao độ, hắn đã có chuẩn bị với sự kiện lần này, thế cho nên lời nói cực kỳ cứng nhắc. Hứa Tiền Giang gật đầu nói. Tôi có thể báo cáo yêu cầu của cậu với lãnh đạo tỉnh ủy, thế nhưng sự việc này còn phải được hội nghị thường ủy quyết định. Lúc này tỉnh ủy cho ra ý kiến chủ tịch thành phố La Nam phải là người bản địa, cậu cảm thấy bí thư Lục Ngọc Hùng là thế nào? Đồng chí Lục Ngọc Hùng là cán bộ lão thành, công tác ở thành phố La Nam nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, rất nhiệt tình, hai người các cậu phối hợp nhất định sẽ có thể thúc đẩy thành phố La Nam phát triển mạnh mẽ. Hứa Tiền Giang dựa vào phương pháp mình hay sử dụng để bàn với Vương Tử Quân, lão vừa mở miệng đã đẩy Lục Ngọc Hùng ra ngoài, tất nhiên đây là một ám hiệu. Lão muốn nói đây là những gì tỉnh ủy đã quyết định, cậu không nên cho ra những ý nghĩ trái chiều.
Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Hứa Tiền Giang muốn làm gì. Tuy bình thường thì trưởng phòng Hứa bày ra bộ dạng không xa không gần với hắn, nhưng khi đối mặt với Hảo Nhất Phong, trưởng phòng Hứa sẽ không làm việc có lợi cho mình. Tôi phản đối đồng chí Lục Ngọc Hùng làm chủ tịch thành phố La Nam. Một câu nói cực kỳ khí phách phát ra từ miệng Vương Tử Quân, tuy lời nói không quá lớn nhưng rơi vào trong tai lại làm cho Hứa Tiền Giang run lên. Dù Hứa Tiền Giang đã dự tính Vương Tử Quân sẽ không thể đồng ý cho Lục Ngọc Hùng tiến lên, thế nhưng với kinh nghiệm tham chính nhiều năm, Vương Tử Quân căn bản sẽ phải dùng giọng điệu uyển chuyển để từ chối lời đề nghị của mình. Tất nhiên sẽ nói rằng Bí thư Lục căn bản còn chưa trưởng thành chính trị, chỉ sợ khó thể nào tiếp nhận gánh nặng phát triển kinh tế thành phố La Nam, v.v. Không ngờ Vương Tử Quân lại phản đối quá đơn giản và trực tiếp như vậy. Tôi phản đối. Một lời phản đối quá rõ ràng và thẳng thắn của Vương Tử Quân thật sự làm cho một vị cán bộ công tác tổ chức lão luyện như Hứa Tiền Giang cũng phải nghẹn họng. Lão nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tử Quân, thật sự rất muốn mắng cho một chập, thế nhưng lão đang trưng cầu ý kiến của người ta phản đối cũng không có lý do gì để dạy bảo uốn nắn. Tôi nghe nói đồng chí Lục Ngọc Hùng công tác cẩn trọng, giỏi làm tốt công tác thực tế, lại hòa đồng với quần chúng nhân dân, là một cán bộ có uy vọng mạnh mẽ ở thành phố La Nam. Một đồng chí như thế này, vì sao Bí thư Tử Quân lại phản đối? Hứa Tiền Giang dù sao cũng là cán bộ lão thành ở phương diện công tác tổ chức, lão chỉ trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Trưởng phòng Hứa, có vài lời tôi không muốn nói nhưng anh đã trưng cầu ý kiến thì tôi cũng sảng khoái nói cho rõ. Tôi hiểu rõ về đồng chí Lục Ngọc Hùng, người này tâm tư quá nặng nhưng lại thích gây dựng vòng quan hệ nhỏ hẹp. Nó rất bất lợi cho sự phát triển của thành phố La Nam. Hơn nữa tôi còn nhận được nhiều đơn thư tố cáo, nói Bí thư Lục quá thân cận với các thương nhân ở vài hạng mục. Vì vậy tôi thấy tốt nhất nên cẩn thận trong tình huống phân công đồng chí Lục Ngọc Hùng. Đồng chí Tử Quân, tôi sẽ phản ánh những ý kiến của cậu cho Thường ủy Tỉnh ủy. Hứa Tiền Giang lúc này cũng sinh ra cảm giác vô lực, lão không quá quan tâm đến những lời vừa rồi của Vương Tử Quân. Ai cũng nói chia bè kết phái. Cố gắng tạo nên vòng quan hệ nhỏ hẹp trong quan trường chính là tai họa ngầm, nhưng ai mà không làm như vậy. Có một câu nói thế này, tiến vào ban ngành mà không có quan hệ thì không bằng chẳng tiến vào ban ngành, tiến vào vòng quan hệ không tiến vào ban ngành thì còn hơn tiến vào ban ngành, không tiến vào ban ngành mà không có cả vòng quan hệ, như vậy chẳng khác nào một đứa cháu bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Đồng thời phương diện Lục Ngọc Hùng thân cận quá mức với thương nhân cũng không phải phạm vi quản lý của trưởng phòng Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang biết rõ muốn làm cho Vương Tử Quân sảng khoái tiếp nhận ý kiến của Bí thư Hào Nhất Phong là hầu như không thể, vì thế mà lão quyết bỏ dở cuộc nói chuyện lần này. Dù sao thì ý kiến của Vương Tử Quân cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, có nên nắm bắt hay không phải xem tâm tính của Hào Nhất Phong. Mà lão hầu như có thể khẳng định 100% là Hào Nhất Phong sẽ tuyệt đối không suy xét ý kiến của Vương Tử Quân. Hạ cấp có quyền đề nghị ở phương diện nhân sự, thế nhưng quyền quyết định lại nằm trong tay Tỉnh ủy. Chương 814 một yêu cầu của lãnh đạo là truy cầu của chúng ta. Trưởng phòng Hứa, tôi kiên quyết ủng hộ quyết định của Tỉnh ủy, thế nhưng Tỉnh ủy cũng cần phải suy xét đến công tác của thành phố La Nam chúng tôi. Nếu như Chủ tịch Lý Quý Niên không được bổ nhiệm tiến thêm một bước, tôi hy vọng anh ấy có thể tiếp tục là Chủ tịch thành phố La Nam, để tiếp tục cho ra cống hiến vì sự phát triển của thành phố La Nam. Đồng thời thái độ của tôi cũng cực kỳ kiên quyết với sự kiện điều động đồng chí Lục Ngọc Hùng lên làm Chủ tịch thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói xong thì đứng lên ngay. Hứa Tiền Giang khẽ đưa tay sờ đầu, chuyện này xem ra có chút khó giải quyết. Nhưng cánh tay mà lại muốn vặn đùi, xem ra người đàn ông trẻ tuổi này không biết thức thời rồi. Bí thư Tử Quân, tôi sẽ phản ánh ý kiến của cậu với Tỉnh ủy, thế nhưng Tỉnh ủy cũng có quyết định của mình, nếu cho ra quyết định gì khác thì cậu cũng phải chấp hành. Hứa Tiền Giang bắt tay Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt vẫn rất sáng lạn. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Hứa Tiền Giang, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Những gì hắn cần nói đã được nói rõ ràng, thế nhưng ngày hôm nay hắn còn việc khác cần phải làm. Trong phòng làm việc của Chủ tịch Thạch Kiên Quân, Vương Tử Quân tràn đầy kính cẩn ngồi đối diện với Thạch Kiên Quân, sau sự kiện đòi tiền lương cho công nhân, thái độ của Thạch Kiên Quân với Vương Tử Quân đã khá hơn rất nhiều. Thạch Kiên Quân vốn sắp tham gia một hội nghị nhỏ. Đến lúc gần đến giờ thì chợt nghe thư ký thông báo có Vương Tử Quân muốn đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Hắn không nói hai lời mà trực tiếp phân phó thư ký cho phó chủ tịch phân công công tác đến tham gia hội nghị kia. Nhìn vào lễ ngộ như vậy cũng đủ thấy chủ tịch Thạch có thái độ tốt đẹp thế nào với Vương Tử Quân.
nhưng Thạch Kiên Quân không muốn cho Vương Tử Quân biết mình đang ở trong phòng chờ, thế nên hắn mới trải một tấm giấy tuyên, giấy viết thư pháp lên bàn luyện thư pháp. Tất nhiên chữ của Chủ tịch Thạch Kiên Quân cũng rất đẹp. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn lên bức tường sau lưng Thạch Kiên Quân, trên tường là một bức tranh chữ, trên đó là chữ của một nhà thư pháp nổi tiếng. Bức thư pháp rất đẹp, chữ vuông vức đều đặn, không khỏi làm cho Vương Tử Quân phải sinh lòng tán thưởng. Hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi đến chỗ của tôi thế này? Thạch Kiên Quân thấy Vương Tử Quân đi vào thì khẽ đưa mắt nhìn, cố gắng làm cho tư thái của mình thoải mái một chút, thế nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi tờ giấy trên bàn. Vương Tử Quân cười cười nói. Chủ tịch Thạch, có vài công tác muốn báo cáo với ngài. Sao? Thạch Kiên Quân cũng không ngẩng đầu lên nói. Tử Quân, thành phố La Nam năm ngoái thật sự là một ngôi sao sáng của cả nước, tốc độ phát triển kinh tế hơn 100%, bây giờ đừng nói là tỉnh Sơn Nam, ngay cả tỉnh ngoài cũng có người nhìn chằm chằm vào cậu. Hai ngày trước tôi đến thủ đô đi họp, có người nói đùa với tôi rằng năm nay sẽ trở thành phố La Nam tiếp tục bừng sáng. Chủ tịch Thạch cứ yên tâm, thành phố La Nam chúng tôi nhất định sẽ chăm chú chứng thực chỉ thị của tỉnh, sẽ đặt công tác kinh tế ở vị trí quan trọng nhất, cố gắng đưa thành phố La Nam lên chiếc xe phát triển thần tốc. Vương Tử Quân không nói đến tỉnh ủy, điều này làm cho Thạch Kiên Quân cảm thấy rất vui, vì có ai không muốn khẳng định tầm quan trọng của mình. Nụ cười trên mặt Thạch Kiên Quân càng thêm hòa ái, hắn cười cười nói. Cậu có tinh thần như vậy thì rất tốt, cậu có gan vì sự phát triển của thành phố La Nam, như vậy nếu có khó khăn gì cứ nói với tôi. Tôi có hai nguyên tắc, thứ nhất chỉ cần là cậu cần, thứ hai, tôi có thể cho cậu. Thạch Kiên Quân nói ra câu này rất kỳ diệu, dù người ta nhìn vào không thấy có bất kỳ vấn đề gì, thế nhưng xem xét rõ ràng sẽ thấy ý nghĩa cực kỳ ảo diệu. Vương Tử Quân không phải là một người thích nghiền ngẫm, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Chủ tịch Thạch. Hắn cười cười rồi trầm giọng nói. Chủ tịch Thạch, lần này tôi đến là làm phiền ngài. Có việc gì, cậu cứ nói. Thạch Kiên Quân đặt bút trong tay xuống, sau đó hắn nâng ly lên uống một ngụm, bộ dạng cực kỳ chú ý. Vương Tử Quân tin tưởng Thạch Kiên Quân chắc chắn sẽ không thể không biết tỉnh ủy đang tính toán thay đổi chủ tịch thành phố La Nam, mà Thạch Kiên Quân nói bằng giọng mây trôi nước chảy như vậy, rõ ràng là không muốn nói rõ thái độ của mình. Chủ tịch Thạch, tôi và chủ tịch Lý vừa mới bước qua thời kỳ ma sát và kết hợp, hai bên phối hợp rất ăn ý, thế nhưng lúc này trên tỉnh lại muốn điều đi. Nếu như đưa anh Lý Quý Niên đi đến thành phố nào đó làm bí thư thị ủy, tôi sẽ không ngăn cản, thế nhưng tính toán một chút, chợt cảm thấy giống như tỉnh ủy không ưa thành phố La Nam chúng tôi vậy. Vương Tử Quân nói đến đây thì dừng lại một chút rồi nói tiếp. Kinh tế La Nam có bước phát triển khởi sắc, lúc này đang đứng ở xu thế phát triển không ngừng, bây giờ lại điều chỉnh ban ngành, không phải là rút củi đáy nồi sao. Vì vậy tôi thỉnh cầu lãnh đạo tỉnh ủy xuất phát từ đại cục của thành phố La Nam, mong muốn lãnh đạo giúp đỡ nhiều hơn cho thành phố La Nam, để cho đồng chí Lý Quý Niên ở lại vất vả vì thành phố La Nam thêm vài năm nữa. Thạch Kiên Quân thật sự hiểu rất rõ sự kiện Hào Nhất Phong muốn thay đổi vị trí chủ tịch thành phố La Nam, hắn vì thế mà cũng đã lên tiếng, thế nhưng thật sự không ăn thua. Vương Tử Quân Anh suy xét vì sự phát triển của thành phố La Nam, Hào Nhất Phong cũng có một lý do tương tự như vậy. Lý Quý Niên có năng lực công tác quá bình thường, vài năm qua căn bản làm chủ tịch thành phố nhưng không cho ra thành tích gì lớn. Năm ngoái nếu không phải Vương Tử Quân ra tay mạnh mẽ, chỉ sợ thành phố La Nam sẽ không có được xu thế phát triển như bây giờ. Nếu muốn để cho thành phố La Nam đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, như vậy phải điều phối một đồng chí xứng tầm đến giúp đỡ. Làm lãnh đạo tỉnh ủy tất nhiên không thể bắt ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, thế cho nên Hào Nhất Phong mở miệng cực kỳ sinh động. Tuy Thạch Kiên Quân biết rõ ràng Hào Nhất Phong căn bản là muốn áp chế Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng khó nói nên lời. Một là vì thành tích dĩ vãng của Lý Quý Niên không được tốt cho lắm, một là Hào Nhất Phong làm quan cường thế và có lực lượng mạnh mẽ, bí thư Hào cũng không cần Thạch Kiên Quân gật đầu mới thành công. Chương 814-2 yêu cầu của lãnh đạo là truy cầu của chúng ta. Vương Tử Quân dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Thạch Kiên Quân, hắn đang chờ chủ tịch Thạch bày tỏ thái độ. Thạch Kiên Quân bắt đầu viết chữ, khoa tay múa chân, chậm chạp mà có lực, ung dung bình tĩnh. Cổ tay hoạt động nhìn có vẻ nặng như núi Thái Sơn, cũng nhẹ như hồng mao, chữ cuối cùng viết xong với xu thế cực kỳ mạnh mẽ, sau đó chợt dừng bút, tay hất lên giống như trong tay là một cây bút khổng lồ. Sau đó hắn ngồi xuống ghế, hơi thở mỏng manh, giống như mới đó mà toàn thân mất đi tất cả sức lực. Tử Quân, chuyện này tôi có thể nói với bí thư Nhất Phong, thế nhưng tôi cũng không dám cam đoan với cậu.
dù sao thì phương diện nhân sự phải được thông qua hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, vấn đề của mình rõ ràng làm cho người ta cảm thấy khó khăn, Thạch Kiên Quân cũng chỉ có thể nói được như vậy mà thôi. Vương Tử Quân biết rõ ở sự kiện này thì Thạch Kiên Quân căn bản không có quyền quyết định, dù sao hắn cũng là chủ tịch tỉnh, mà quyền nhân sự chủ yếu lại nằm trong tay của bí thư Hào Nhất Phong. Nhưng Vương Tử Quân vẫn rất bội phục vẻ bình tĩnh ung dung của Thạch Kiên Quân. Người lăn lộn quan trường lâu năm thì gặp phải chuyện gì đó đầu tiên là không nên sợ hãi, sau đó tìm cách tránh khỏi mũi nhọn, kim thiền thoát xác, một chiêu này thật sự rất cao sâu. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, còn có một việc tôi cần phản ánh với Chủ tịch, đó là phòng tổ chức tỉnh ủy trưng cầu ý kiến của tôi về đồng chí Lục Ngọc Hùng tiến lên làm Chủ tịch thành phố La Nam, tôi phản đối ý kiến này. Tôi cảm thấy đồng chí Lục Ngọc Hùng là người có vấn đề, kính xin lãnh đạo tỉnh ủy chú ý phân công. Cậu có chứng cứ gì không? Vẻ mặt Thạch Kiên Quân khẽ động, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Không, nếu có thì tôi đã sớm báo cáo cho tỉnh ủy. Nhưng gần đây chúng tôi xét xử một vụ án tham ô, người có liên quan đến vụ án thường tới lui thân mật với bí thư Lục. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói. Vẻ mặt Thạch Kiên Quân chợt trở nên ảm đạm, không có chứng cứ thì cũng như không, đồng thời sinh ra chút hoài nghi về tính giác ngộ chính trị của Vương Tử Quân. Người cán bộ thanh niên này tuy còn trẻ nhưng phương diện đối nhân xử thế lại cực kỳ mạnh mẽ, lời nói cũng cực kỳ có nghệ thuật, dù có nham hiểm thế nào thì lời nói cũng cực kỳ ẩn giấu, vì sao hôm nay lại hóa thành một khẩu súng, cứng nhắc như vậy? Chẳng lẽ những sự việc không liên quan đến mình thì không sao, có liên quan thì sẽ loạn ra sao? Vị trí chủ tịch thành phố làm cho Vương Tử Quân phải lo sợ, thế cho nên mới làm ra những hành vi như vậy à? Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ. Thạch Kiên Quân trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, nếu không có chứng cứ thì không nên nói này nọ. Chúng ta tuy không buông tha cho những phần tử hủ bại, thế nhưng cũng phải biết bảo vệ cho đồng chí của mình. Vương Tử Quân thấy đã đạt đến hiệu quả như mình mong muốn, thế là hắn lên tiếng chặn lại. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, tôi luôn không che đậy miệng trước mặt ngài, tôi sẽ chú ý ở phương diện này. Sở dĩ tôi nói với ngài như vậy. Chính là vì tôi thắm thiết hy vọng tỉnh ủy có thể cho ra một quyết sách chính xác ở phương diện phân phối ban ngành ở thành phố La Nam. À, xuất phát điểm của cậu là tốt nhưng cậu nhất định phải chú ý phương pháp. Đặc biệt có một điều cậu nên chú ý, chính là tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân, sau đó thản nhiên nói. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn cũng không lập tức bỏ đi, hắn cất bước đi về phía khu văn phòng tỉnh ủy. Lần này hắn đến báo cáo với Thạch Kiên Quân và Hứa Tiền Giang, sở dĩ hắn nói ra những lời như vậy, thực tế đều ẩn giấu tâm ý của mình. Hào Nhất Phong chèn ép Vương Tử Quân, điều này làm cho hắn phẫn nộ, hắn là hạ cấp thì giống như chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Nhưng hắn biết rõ ràng, dù hắn thừa nhận cũng không được, có những người cần phải bị phản kích đánh thật mạnh vào mặt, phải làm cho đối phương đau đến mức há hốc miệng, như vậy hắn mới nhớ kỹ bài học lần này. Thật sự phải là như vậy. Đó là ý nghĩ đã có từ lâu trong đầu Vương Tử Quân, khi vị trưởng phòng xây dựng kia có liên quan đến vụ án, càng làm cho ý nghĩ này bùng phát trong đầu hắn. Người làm việc không thể nào nắm chắc 100%, hơn nữa dù thất bại thì tổn thất với Vương Tử Quân cũng là cực kỳ có hạn, nhưng nếu thành công thì tiền lời là rất lớn. Vì vậy lần này Vương Tử Quân phải làm. Lưu Truyền Thụy không có mặt trong phòng làm việc, Vương Tử Quân chỉ có thể tiến hành báo cáo qua điện thoại với Lưu Truyền Thụy. Hắn cũng nói ra những lời giống như đã nói với Chủ tịch Thạch Kiên Quân, thế là nhận lấy những lời dạy bảo mạnh mẽ từ bí thư Lưu. Tất nhiên Lưu Truyền Thụy cũng trấn an Vương Tử Quân, nói là dù cho Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố, anh vẫn là bí thư thị ủy. Bây giờ tình thế mới đã được mở ra ở thành phố La Nam, điều anh cần làm là ổn định, chỉ có ổn định mới đẩy thành phố La Nam tiến xa hơn. Vương Tử Quân hiểu Lưu Truyền Thụy đang nói ra những lời vàng ngọc. Nhưng chỉ là một tình huống bị hại nho nhỏ lại kiếm được thành công lớn, điều này thật sự quá mức dụ hoặc đối với hắn, thế cho nên càng làm hắn có quyết tâm. Phòng làm việc của Hào Nhất Phong cũng không dễ dàng đi vào, Vương Tử Quân vốn không thể nào đối phó với Hào Nhất Phong, vì vậy dưới tình huống không có hẹn trước, Hào Nhất Phong căn bản không giống như Thạch Kiên Quân có thể nể mặt mà cho mời Vương Tử Quân. Dưới tình huống không được gặp bí thư Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Hào Nhất Phong đang ngồi trong phòng nghe trưởng phòng tổ chức Hứa Tiền Giang nói về sự kiện tiếp nhận báo cáo của Vương Tử Quân, lão không ngờ Vương Tử Quân lại thẳng thừng bày tỏ ý kiến không đồng ý như vậy.
Khi Hào Nhất Phong nghe Hứa Tiền Giang nói Vương Tử Quân căn bản tỏ thái độ kiên quyết yêu cầu tỉnh ủy cẩn thận khi sử dụng Lục Ngọc Hùng, thế là gương mặt lão trở nên âm trầm, bàn tay giữ chặt ly trà, lại trầm giọng nói với Hứa Tiền Giang. Lúc này có một vài đồng chí coi trời bằng vung, cảm thấy mình có chút thành tích thì lên mặt, sự kiện này căn bản là không xong. Hứa Tiền Giang gật đầu nói. Bí thư Nhất Phong nói đúng, nhưng đồng chí bí thư Vương Tử Quân phản ứng quá dữ dội, chúng ta có nên suy xét ý kiến của thành phố La Nam hay không? Tuy Hứa Tiền Giang biết rõ sự việc này căn bản không thể nào suy xét ý kiến của thành phố La Nam, thế nhưng lão là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có một vài lời cũng nên nói ra. Chương 815 10 điều tra là hoa tươi, điều tra xong chỉ còn là bã đậu. Điều này cũng không cần, nếu như tỉnh ủy bị người ta xỏ mũi dẫn đi, còn có ý đồ gì của tổ chức được thực hiện nữa. Đồng chí Tiền Giang, vấn đề này cứ đẩy mạnh công tác theo ý kiến của tôi, để cho các đồng chí tài hoa đi về vị trí phù hợp. Thế này đi, ngày mai anh trực tiếp tìm gặp nói chuyện với hai đồng chí Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên cho tôi. Hào Nhất Phong khoát tay áo trầm giọng nói. Ngày mai nói chuyện, cái này giống như có chút vi phạm nguyên tắc. Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt âm trầm của Hào Nhất Phong, lão thật sự không muốn đi sâu vào rủi ro này, nhưng chỉ cần lão không nói gì, cho dù người ta biết rõ ràng cũng không thể tìm ra được vấn đề. Bí thư ngài khi nào thì mở hội nghị thường ủy? Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Cuối tuần tôi có một hội nghị cần phải về thủ đô, hôm nay là thứ ba, tôi thấy đến thứ sáu mở hội nghị thường ủy, coi như quyết định sự việc lần này. Hào Nhất Phong suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Xem ra lời nói của Vương Tử Quân làm cho bí thư Hào Nhất Phong quyết chí ra tay nhanh gọn, mà lời nói của Vương Tử Quân cũng thật sự làm cho người ta đau đầu. Hứa Tiền Giang nghĩ đến lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi xuất hiện vài lời oán trách. Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, sau đó lão đi xuống cầu thang, vừa đúng lúc gặp mặt Quan Vĩnh Hạ. Lão cười cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Thư ký trưởng Vĩnh Hạ, anh đến báo cáo công tác với lãnh đạo sao? Tất nhiên là báo cáo công tác, một thư ký trưởng như tôi không phải chỉ có nhiệm vụ là báo cáo công tác sao? Quan Vĩnh Hạ nói rồi hỏi. Lúc này tâm tình của bí thư Nhất Phong thế nào? Hứa Tiền Giang hiểu rõ tâm tình của bí thư Nhất Phong, lão khẽ nói. Thật sự không vui cho lắm. Vậy cũng thảm thương cho tôi, Vương Tử Quân đến báo cáo với tôi vài vấn đề, nếu tôi báo cáo cho bí thư Nhất Phong, chẳng phải đổ dầu vào lửa sao? Có lẽ bí thư Hào sẽ càng thêm tức giận. Quan Vĩnh Hạ lắc đầu rồi khẽ lẩm bẩm. Vương Tử Quân này thật sự là ma vương thích gây họa, cậu ta ở tỉnh Chiết Giang đang tốt, sao lại chạy sang tỉnh Sơn Nam chúng ta? Quan Vĩnh Hạ vừa lắc đầu vừa cất bước lên lầu. Vương Tử Quân bôn ba hai ngày ở thành phố Sơn Viên, những người nên gặp đã gặp một lượt. Đừng nói là người có quan hệ thân thiết như Trương Đông Viễn, dù là người không có kết giao gì với Vương Tử Quân như bí thư thị ủy Sơn Viên La Nhân Huy, Vương Tử Quân cũng đến gặp một lần. Khi gặp mặt thì Vương Tử Quân chỉ nói ra một việc, đó là mong các vị lãnh đạo giúp đỡ công tác của thành phố La Nam, để cho Lý Quý Niên tiếp tục đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam, kính xin lãnh đạo cẩn thận khi đề bạt Lục Ngọc Hùng. Nhưng có rất ít người đáp lại lời nói của Vương Tử Quân, bọn họ là lãnh đạo tỉnh ủy, có thể nói chỉ cần có một chiếc lá vàng rơi xuống trên vũ đài chính trị tỉnh Sơn Nam, bọn họ đều biết là do ngọn gió nào thổi đến. Bí thư Hào Nhất Phong đã muốn điều chỉnh ban ngành thành phố La Nam, như vậy thời gian sống khá giả của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam là không còn nhiều. Điều này hầu như là người nào cũng biết rõ, thế cho nên bọn họ không ai tình nguyện vì một vị trí chủ tịch thành phố La Nam mà cố ý gây khó cho Hào Nhất Phong. Vì thế có rất ít người phản ứng lời kêu gọi của Vương Tử Quân, Trương Đông Viễn không rõ tính toán của Vương Tử Quân, lão còn mở miệng mắng cho một trận. Lão yêu cầu Vương Tử Quân phải quay về thành phố La Nam. Phương diện nhân sự là thuộc về tỉnh ủy, tốt nhất là không nên trộn lẫn vào, hành vi của hắn lần này rõ ràng là một biểu hiện không trưởng thành chính trị. Vương Tử Quân biết rõ sự quan tâm của Trương Đông Viễn, thế nhưng lúc này kế hoạch của hắn đã lên dây, mà sự việc này càng ít người được biết càng tốt. Vì thế hắn tuy mở miệng đảm bảo với Trương Đông Viễn, thế nhưng hắn vẫn cố ý làm cho xong việc của mình, sau đó mới quay về thành phố La Nam. Trên đời không có bức tường nào chắn hết gió. Quan trường lại càng không có thứ gì được gọi là bí mật, sự kiện Vương Tử Quân hoạt động ở thành phố Sơn Viên đã được truyền đi khắp nơi. Tin tức cũng truyền về thành phố La Nam, khắp nơi bùng lên mưa gió. Bí thư Vương lần này xem như thảm bại quay về, chẳng những không có được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, hơn nữa còn bị cho ra những lời nhận xét không tốt ở phương diện đề bạt bí thư Lục,
lại bị lãnh đạo phê bình. Còn có người càng há miệng khoa trương, nói rằng khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong, Vương Tử Quân đứng im như một cậu học sinh phạm sai lầm, Bí Thư Hào thì mở miệng nói cái gì là, đồng chí Vương Tử Quân, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của anh chính là duy trì công tác của bản thân. Tất nhiên những lời nói như vậy càng được lan truyền rộng rãi trong đám quan viên thuộc phe phái Lục Ngọc Hùng, khi đám thủ hạ còn đang xoa xoa tay hưng phấn, Lục Ngọc Hùng là người rơi vào trung tâm tin đồn lần này lại căn bản không chút vui vẻ. Nếu như người anh em của Lục Ngọc Hùng không xảy ra vấn đề, như vậy lúc này chồng hắn sẽ cực kỳ vui mừng. Hắn căn bản không quỳ gối xin làm đệ tử của Hào Nhất Phong, thế nhưng Hào Nhất Phong lại nhìn chúng mình, như vậy không chỉ là chức vụ chủ tịch thành phố, sợ rằng tương lai sau này của hắn sẽ cực kỳ tươi sáng. Nhưng vào đúng thời điểm mấu chốt này thì trưởng phòng Ngô lại xảy ra chuyện, Lục Ngọc Hùng nghĩ đến sự kiện con đập Tiểu Nha Sơn, thế là hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt. Hắn biết rất rõ vì sao lại phát sinh sự kiện vỡ đập. Sự việc qua tay Lục Ngọc Hùng chỉ có một con đập kia thôi sao? Hắn nghĩ đến những gì mình làm trong nhiều năm qua, một cảm giác sợ hãi chợt bừng lên tập kích. Trước nay Vương Tử Quân chưa từng buông tay với vụ án vỡ đập Tiểu Nha Sơn, điều này Lục Ngọc Hùng biết rất rõ ràng. Từ khi Vương Tử Quân nhúng tay vào vụ án này, hắn chợt sinh ra dự cảm, luôn cảm thấy nguy hiểm đang đến ngày càng gần, giống như bão tố đang chụp về phía hắn. Nhưng khi đó Lục Ngọc Hùng cảm thấy mình làm rất chặt chẽ, cho dù Vương Tử Quân có người giúp đỡ thì cũng chẳng điều tra được gì. Nhưng bây giờ hắn đã biết mình sai rồi, không những sai mà là cực kỳ sai. Chương 815-2, không điều tra là hoa tươi, điều tra xong chỉ còn là bã đậu. Dù một chiếc lưới có kín thế nào thì cũng có ngày sẽ rách, giống như một chiếc thuyền cũng sẽ có ngày rỉ nước. Lúc này trưởng phòng xây dựng gặp chuyện không may, không phải chiếc lưới của hắn bị chọc ra một lỗ hổng lớn sao? Hắn thật sự không biết mình có thể bảo trì được tấm lưới này nữa không, hay là cả tấm lưới sẽ bị thôn phệ. Trải qua điều tra, Phó Chủ tịch Trần đã lợi dụng chức vụ, chiếm đoạt lợi ích phi pháp, tham ô, nhận hối lộ hơn 5 triệu. Tòa án đã cho ra quyết định cuối cùng, Phó Chủ tịch Trần 15 năm tù vì tội tham ô hối lộ, xử chung thân vì tội cướp đoạt quyền lợi chính trị. TV đang phát chương trình thời sự, tin tức này rơi vào trong tai làm cho Lục Ngọc Hùng cảm thấy sau lưng lạnh như băng, thật sự không rét mà run. Hắn biết rõ số tiền mình tham ô cũng không kém vị quan tham họ Trần kia, tuy hắn không muốn xem, thế nhưng lại không tự chủ được phải đưa mắt nhìn về phía TV. Trên TV là một người đàn ông đầu cạo bóng loáng, bộ dạng cực kỳ tiêu tụy, thất hồn lạc phách. Lục Ngọc Hùng nhìn cảnh sát áp giải người đàn ông kia ra khỏi tòa án, hắn không khỏi cảm thấy tay chân lạnh buốt rốn như thấy chính mình đang bị đưa đi. Những tin tức đến từ thành phố Sơn Viên căn bản không thể nào gạt được lỗ tai của hắn, hơn nữa hắn càng nhận được những tin tức cực kỳ rõ ràng từ con đường bí mật của mình. Lục Ngọc Hùng biết rõ Vương Tử Quân nói mình có vấn đề, tuy không nói trắng như vậy thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ đúng chỗ. Người khác thấy đó là những lý do mà Vương Tử Quân tự biên tự diễn, thế nhưng những lời của Vương Tử Quân lại giống như một cây chùy đập vào lòng hắn. Chẳng lẽ Vương Tử Quân phát hiện ra dấu vết gì sao? Nếu không thì sao lại nói ra những lời không có trình độ kia? Tuy rất nhiều người xem trọng Lục Ngọc Hùng, cho là hắn trở thành chủ tịch thành phố La Nam sẽ có thể tìm được địa vị ngang hàng với Vương Tử Quân, thế nhưng bản thân hắn lại căn bản không có niềm tin như vậy. Dù Lục Ngọc Hùng có một nhóm thủ hạ rất tốt, thế nhưng nhân tâm của thành phố La Nam đã bị Vương Tử Quân lung lạc gần hết. Đặc biệt là từ sau khi Vương Tử Quân đến thành phố La Nam phát triển biến đổi không ngừng, bây giờ nếu đánh giá thì thời đại của Trình Tự Học là phản diện. Khi mới nhận chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì Trình Tự Học còn thường xuất hiện trên TV, thế nhưng sự việc phát sinh vài ngày trước lại làm cho Trình Tự Học căn bản không muốn ló mặt. Đó là một chương trình an ủi cựu chiến binh, chủ đề của hội nghị chính là Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đồng mưu đồng sức giúp thành phố La Nam phát triển. Vì để mở rộng lực ảnh hưởng mà Hội đồng Nhân dân có thể nói là cho ra chuẩn bị rất lớn, Trình Tự Học là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, thế nên càng ăn mặc rất phong độ, bộ dạng xuân phong đắc ý. Hội nghị lần này có đài truyền hình thành phố, có nhật báo thành phố, thậm chí còn có hai phóng viên của nhật báo tỉnh, có thể nói là khách quý đến chật nhà, chỉ chờ được trình diễn mà thôi. Khi Trình Tự Học phát biểu trong một hội nghị như vậy, một vị cựu chiến binh đã đứng lên hỏi một câu làm cho Trình Tự Học phải nghẹn họng. Anh Trình, anh đã là bí thư thị ủy La Nam nhiều năm mà không làm được gì, bây giờ thì anh có thể làm được gì? Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi, đừng đứng đây vung tay múa chân. Lời nói này quá trực tiếp, thật sự không chút lưu tình cho Trình Tự Học, không thèm nể mặt,
càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ chính là cả hội trường rơi vào tình huống tẻ ngắt rồi nhanh chóng bật cười. Tiếng cười làm cho một buổi tọa đàm vốn đầy tính nghiêm túc đã bị phá vỡ, Trình Tự Học là người tổ chức tọa đàm lần này lại càng biến thành trò cười của mọi người. Tuy Lục Ngọc Hùng cảm thấy tình huống phát sinh ngoài ý muốn như vậy chưa chắc là thủ đoạn của Vương Tử Quân, nhưng hắn biết rõ nhân tâm của con người trong thành phố La Nam lúc này là thế nào. Dưới tình huống được nhiều người ủng hộ thì Vương Tử Quân có thể đẩy mạnh lực ảnh hưởng của bản thân, hơn nữa thủ đoạn của Vương Tử Quân cũng không kém hơn so với Lục Ngọc Hùng. Khi Lục Ngọc Hùng đang suy nghĩ miên man thì điện thoại chợt đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, sau đó chợt tỏ ra do dự. Lục Ngọc Hùng rất quen thuộc số điện thoại này, hắn thật sự không muốn nghe máy, thế nhưng điện thoại cũng rất ngoan cố, cứ liên tục vang lên. Hắn chưa từng cảm thấy tiếng chuông điện thoại khó nghe như lúc này, thật sự giống như một chiếc xe cứu thương đang hụ còi chạy đi như bay. Hắn do dự một lát, sau đó hắn bấm nút nghe, chợt nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Bí thư Lục, ngài nhất định phải cứu anh Triệu nhà tôi, chúng tôi chưa động đến số tiền kia, chúng tôi muốn trả lại. Ngu ngốc, ngu xuẩn, trả lại thì sẽ xong sao? Trong nhà giấu quá nhiều tiền, bây giờ mở miệng nói ra sẽ có người tin sao? Lục Ngọc Hùng thầm mắng trong lòng, thế nhưng ngoài miệng lại ấm giọng an ủi. Em dâu à, chuyện này em không cần lo, anh Triệu là anh em của tôi không thể nào bỏ mặc anh ấy được. Cảm ơn bí thư Lục, nhưng tôi căn bản không biết anh Triệu nhà chúng tôi đang ở nơi nào, bây giờ người ngoài lại nói anh Triệu nhà chúng tôi căn bản là không thể nào được thả ra. Tiếng khóc lại truyền vào trong tai của Lục Ngọc Hùng. Tất nhiên là không được thả ra rồi, nếu để cho tên kia đi ra, không phải là vi phạm pháp luật sao? Đúng là nói đùa. Lục Ngọc Hùng thầm nghĩ như vậy, hắn càng dùng giọng chân thành thắm thiết nói. Anh em của tôi xảy ra chuyện, tôi cũng thật sự rất khó chịu. Em dâu à, người bên ngoài nghe gió nói mưa, bọn họ thì biết cái gì, chỉ giỏi ném đá xuống giếng mà thôi, tôi cũng sẽ không bị bọn họ hù dọa. Em dâu cứ yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không bỏ mặc anh Triệu. Vậy thì quá tốt, tôi biết rõ bí thư Lục là người tốt. Đúng rồi, trước khi đi thì anh Triệu có nói với tôi, anh ấy có một quyển sổ nhỏ ghi chép rất nhiều chuyện, những chuyện này chỉ có mình anh ấy biết rõ, nếu thật sự không được thả ra thì dâng lên lập công chuộc tội. Giọng nói của người phụ nữ vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại giống như cực kỳ kinh hoàng, Lục Ngọc Hùng lại càng cảm thấy gió lạnh thổi qua người, làm cho toàn thân lạnh như băng. Lúc này hắn thật sự có tâm tư muốn làm thịt vị trưởng phòng xây dựng kia. Dù không biết đó là thứ gì, thế nhưng hắn biết rõ đó là trưởng phòng xây dựng đang uy hiếp hắn, nếu như mình không làm cho đối phương được thả, quyển sổ kia sẽ được đưa ra ánh sáng, đến lúc đó chỉ sợ Lục Ngọc Hùng hắn sẽ không thể nào giữ được chính mình. Lục Ngọc Hùng nói vài câu qua loa với người phụ nữ bên kia, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn cảm thấy bàn tay của mình chợt lạnh buốt, cuộc gọi vừa rồi làm cho hắn khó tập trung tinh thần, cảm thấy đứng ngồi không yên, bây giờ hắn phải làm gì đây? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 88.